Nhà trọ này vốn là của con, nhưng mà con phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta muốn con là tình nhân lâu dài của Tổng Giám Đốc Giang Gia Văn. Làm tình nhân của Giang Gia Văn? Bác gái làm sao có thể nói như vậy? Đó là bạn của ba cô, mà ông ấy còn có vợ, làm sao mà có thể chứ? Bác gái, con không thể làm tình nhân của bác Giang. Ông ấy là bạn của ba con, lại nhiều tuổi hơn so với con. Trác Viện sợ hãi, tay khẩn trương mà vén tóc vào sau tai, lắc đầu không chịu đồng ý. Chỉ cần con đồng ý làm tình nhân của bác Giang, cái nhà trọ này sẽ là của con. Mẹ Trác nói điều kiện với cô. Nhưng nó vốn là thuộc của mẹ con lưu lại cho con mà. Nực cười, mẹ con cũng chỉ là một thư ký nho nhỏ, lấy đâu ra tiền mà mua cái nhà trọ này? Còn không phải là tiền của chồng ta. Cô cho rằng ba cô có tiền sao? Bởi vì ông ta cưới ta, lấy tiền của gia đình ta để mà lập ra xí nghiệp Trác Thị ngày hôm nay. Nói đến cùng, nhà trọ này vẫn là lấy tiền của gia đình ta mua. Trác Viện cắn cắn môi không nói. Tuy cô vẫn biết mẹ Trác ghét mình, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới mẹ Trác sẽ vì tiền bạc bức cô đi làm tình nhân, mà đối tượng còn là người nhìn cô lớn lên, Giang Gia Văn. Đem cô ra bán thì có khác nào đẩy cô vào hố lửa. Để ta thành thật nói cho cô biết, vốn nợ nần trong nhà đã có thể trả được, nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái, ngân hàng không ngừng thúi giục, làm anh trai cô không thể nào trả hết nợ. Đều là con của ba cô, dựa vào cái gì con ta phải vì Trác Thị mệt đến mức giống như một con chó, làm việc cũng phải nhìn sắc mặt của nhà họ Kỷ. Cô là con gái riêng, nhưng có thể làm bộ chuyện gì cũng là không xảy ra, cứ ngang nhiên ở nhà mà làm đại tiểu thư. Ngày đó, Giang Gia Văn đảm bảo với mẹ Trác, chỉ cần Trác Viện đồng ý làm tình nhân của ông ta, số tiền hàng tháng Trác Thị thiếu ông ta đều được xóa hết, tất cả cũng hơn 1.000 vạn. Cái chuyện tiện nghi như vậy làm sao bà có thể không đáp ứng? Mẹ Trác đánh giá Trác Viện, quả thật là một mỹ nhân, mắt to cùng với cái mũi xinh xắn, đôi môi hoa anh đào, mặt trái xoan, bộ dạng gần như giống người mẹ đã chết của cô ta. Mẹ cô có thể làm tình nhân, thân là con gái, vì sao lại không thể? Tuy nhiên, bề ngoài Trác Viện lại nhu nhu nhược nhược, nhìn qua có chút ngây ngô, thiếu đi nét quyến rũ của phụ nữ. Nhưng mà đối với đàn ông mà nói, quá trình đem thiếu nữ dạy dỗ thành đàn bà, làm cho bọn họ có cảm giác đạt được thành tựu. Huống chi Trác Viện ngay cả bạn trai cũng chưa có, vẫn là tấm thân xử nữ, vẫn còn là một cô gái còn zin, bộ dạng lại mềm mại thanh thuần, dáng người nhỏ xinh, da thịt bóng loáng không tì vết, quả thật là rất hấp dẫn. Ngay cả mẹ Trác cũng không nhịn được mà nhìn cô lấy vài lần. Càng không thể nói tới những người đàn ông ngoài kia sớm bị cô gợi lên dục vọng. Vài năm trước, mẹ Trác phát hiện ra ánh mắt của Giang Gia Văn nhìn Trác Viện không hề đơn thuần. Không nghĩ tới ông ta lại thừa dịp này mà đề nghị Trác Viện nhỏ hơn mình 30 tuổi làm tình nhân. Cũng không sợ trên thương trường mọi người cười ông ta. Nếu Giang Gia Văn đã mở miệng, bà đơn giản là biết thời biết thế làm cho Trác Viện cam tâm tình nguyện làm tình nhân của ông ta. Bà căn bản cũng không có tổn thất gì. Không chỉ không tổn thất, Giang Gia Văn cũng chính miệng nói, sau đó còn có thể hợp tác lâu dài cùng xí nghiệp Trác Thị. Nhưng bác gái ơi, nhưng anh trai nói vẫn trả nợ bình thường mà. Bảo với con là không cần phải lo lắng. Trác Viện không phải không nghĩ tới việc muốn giúp, nhưng mà anh trai cô muốn cô không nhúng tay vào. Mắc nợ vài tỷ, ngân hàng muốn chúng ta lập tức phải trả, không thì sẽ niêm phong tất cả. Cô cho rằng anh trai cô có nhiều tiền như vậy hay sao? Càng không nói đến nợ nần ở bên ngoài. Thôi, ta không miễn cưỡng cô nữa. Nếu lúc nào cô nghĩ thông suốt rồi thì quay lại nói với ta. Mẹ Trác biết nhà trọ này rất có ý nghĩa đối với Trác Viện. Bà nghĩ rằng nha đầu kia không thể mà không đáp ứng với lời đề nghị của bà ta. Không muốn làm Trác Viện phải sợ, mẹ Trác đem giấy tờ cất vào trong túi, đứng dậy rời đi. Đi đến trước mặt cô nói, nghĩ thông suốt rồi thì nói với ta, nhưng mà cũng không cần nghĩ lâu quá đâu, ta sợ bác Giang của cô không có kiên nhẫn mà chờ cô đâu. Sau khi mà mẹ Trác rời đi, hai tay của Trác Viện nắm thật chặt, thân thể cứng đờ ngồi trên sofa, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Nhất định sẽ có biện pháp khác, chỉ cần cô có thể mượn được tiền giúp anh trai trả nợ, liền sẽ không bị ép làm tình nhân của bác Giang. Bác gái nhất định sẽ trả lại nhà trọ cho cô. Chỉ là khoản tiền lớn như vậy, ai chịu cho cô vay đây?
Ngồi trong phòng khách của cao ốc tài chính Kỳ Thị, Trác Viện lo lắng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi 6 giờ, cô thầm nghĩ, kỳ thật, Kỳ Nhất Thế hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp cô. Suy nghĩ này làm cho cô chuyển từ cảm giác lo lắng sang uể oải. Cô siết chặt cái túi trong tay, cắn môi tự giễu. Xem ra ý nghĩ của cô quá là kỳ lạ. Nếu không, cô cũng không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết này, càng không có dũng khí chạy tới đây mà gặp anh. Công việc của Kỳ Nhất Thế bận như vậy, sao có thể để ý tới cô? Đúng là cô bị mẹ Trác làm cho không còn đường để mà đi, nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng, cô không muốn bỏ qua. Trước khi tới, Trác Viện yên lặng suy nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà sau khi Kỳ Nhất Thế từ chối lời mời khách vào, trong đầu cô khó tránh khỏi có chút ủy khuất. Cô là con gái riêng của cha. Mãi đến khi mẹ mất, vào năm 10 tuổi, cô được mang về nhà họ Trác. Cho dù là cha luôn yêu thương cô, nhưng ông luôn bận việc. Nhà họ Trác lớn như vậy, nhưng chỉ có anh trai Trác Trinh là quan tâm đến cô thôi, còn không có bất kỳ một ai để ý đến cô cả. Mẹ Trác đối với con gái riêng như cô rất hờ hững, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao khi cô sinh ra, đã mang đến không ít sóng gió cho gia đình nhà họ Trác. Cô nghe lời cha mình lần đầu tiên gặp mặt, liền ngoan ngoãn gọi bác gái là mẹ Trác. Nhưng mà bà vẫn xem thường cô, coi cô như người ở, cho nên là cô vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ chọc mẹ Trác mất hứng. Bước vào đại học năm thứ ba, cha đột nhiên lại mất. Nếu không phải còn có anh trai vẫn kiên trì muốn cô ở lại, cô có thể đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Trác vì thân phận con gái riêng này. Trác Viện biết Kỳ Nhất Thế là giám đốc mới của tập đoàn tài chính Kỳ Thị này. Chỉ cần anh ta đồng ý ra mặt nói giúp cho xí nghiệp Trác Thị, thì các ngân hàng thuộc tập đoàn Kỳ Thị chắc chắn sẽ đồng ý cho Trác Thị vay tiếp. Đáng tiếc, ý nghĩ của cô quá đơn thuần. 3 năm qua, cô chưa từng đến nhà họ Kỳ. Sao anh ta còn có thể nhớ rõ cô đây? Dù Kỳ Nhất Thế có là anh trai của Manh Manh, trong mắt cô cùng lắm cũng chỉ là bạn bè của em gái. Huống chi khi mà Kỳ Manh Manh học đại học năm thứ hai, đã bị đưa đi du học ở bên Anh. 1 năm chỉ gặp cô ấy một vài lần. Dựa vào đâu mà cô cho rằng Kỳ Nhất Thế sẽ giúp mình đây? Trên mặt Trác Viện lộ ra nụ cười giễu cợt, bỏ tờ giấy trên tay vào trong túi sách, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ai ngờ đúng lúc này cửa phòng khách đã bị mở ra. Khi mà cô ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đó là Kỳ Nhất Thế. Cô nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta, tuy chỉ là trong ánh mắt, nhưng mà cô vẫn phát hiện ra. Trác Viện không biết nói gì. Suốt khoảng thời gian này, trong lúc Kỳ Nhất Thế đang họp, không ai dám đi vào quấy rầy anh. Tự nhiên anh cũng sẽ không biết Trác Viện đang chờ anh ở bên ngoài. Mãi đến khi hội nghị nghỉ nửa giờ, thư ký mới dám tiến vào trong phòng họp thông báo. Vốn tưởng giám đốc sẽ cự tuyệt gặp cô ấy, không ngờ giám đốc ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác tây trang bước ra khỏi phòng họp. Nhìn tình cảnh của giám đốc lúc này, thư ký mới hiểu rõ. Cái cô Trác Viện bị mình lạnh lùng kia thực ra lại là khách quý. Vốn Trác Viện không ôm bất cứ hy vọng gì. Thấp thỏm theo sau anh đi vào trong văn phòng. Kỳ Nhất Thế lúc ở nhà họ Kỳ hoàn toàn khác với lúc ở công ty. So với ở nhà thì lại càng khó tiếp cận hơn. Phong thái nói chuyện nghiêm túc làm cho cô cực kỳ mà khẩn trương. Vừa rồi anh một thân tây trang xuất hiện trước mặt cô. Sau khi mà vào văn phòng, anh lập tức cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ở tay áo rồi xắn lên cao, làm lộ ra cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ. Mà ngay cả thái độ lạnh lùng khi mà đưa một ly nước của vị thư ký vừa rồi cũng biến mất. Cô bây giờ không chỉ thân thiết mỉm cười, còn rất nhiệt tình rót một tách cà phê nóng cho Trác Viện. Bởi vì có thể để cho Tổng Giám Đốc lùi một hội nghị quan trọng lại chỉ để thấy cô, chứng tỏ trong lòng Tổng Giám Đốc, người phụ nữ này khẳng định là người quan trọng. Đáng tiếc rằng đối với sự nhiệt tình của thư ký, Trác Viện không có phúc để mà hưởng thụ. Cô vốn cũng chẳng có tâm tình mà uống cà phê. Cô chỉ muốn biết Kỳ Nhất Thế có giúp mình hay là không. Từ lúc ngồi xuống ghế sofa, anh cũng không nói một câu mà chỉ nhìn chằm chằm giấy tờ mà Trác Viện đem đến. Cô chỉ có thể ngồi đối diện với anh, khẩn trương liếc trộm Kỳ Nhất Thế. Trước kia cô vẫn thường xuyên nghe Kỳ Manh Manh nhắc đến người anh này. Chính là hai người anh trai của cô ấy, một người lớn hơn cô ấy 4 tuổi, không chịu làm thương nhân, ngược lại đi làm bác sĩ,
đó chính là anh trai Kỳ Nhất Xanh. Một người còn lại lớn hơn cô ấy 6 tuổi, từ nhỏ là một đứa trẻ có tư chất nổi bật, một đường theo sự sắp xếp ở trong nhà, trở thành người nối nghiệp ở trong gia tộc, anh cả Kỳ Nhất Thế. Hai anh trai của Kỳ Manh Manh, bởi vì tuổi lớn hơn nên mới quản giáo cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng mà cũng tương đối cưng chiều, lại càng không phải nói đến ông bà Kỳ, coi cô ấy như bảo bối mà nâng ở trong lòng bàn tay. Hận không thể đem đồ tốt nhất trên toàn bộ thế giới này đến trước mặt cô ấy. Hai người con trai của nhà họ Kỳ, Trác Viện thấy họ giống như đám mây trên trời, không thể nào với tới được, cùng bản thân không thể nào đứng chung một chỗ, lại càng không cần phải đếm số lần cô có thể nói chuyện được với họ, 10 ngón tay cũng có thể kể hết được. Cô nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Kỳ Nhất Thế là 4 năm trước, khi cô 18 tuổi. Khi đó anh mới vừa đi du học nước ngoài trở về Đài Loan. Cô ngớ ngẩn nói cho Kỳ Manh Manh, anh trai cô ấy vừa đẹp trai lại có mị lực, chỉ tiếc vẻ mặt quá mức nghiêm túc, làm cho Kỳ Manh Manh cười ha hả, tuyên bố nếu như Trác Viện thích anh trai nhà mình, cô sẽ không ngần ngại để Trác Viện trở thành chị dâu cả. Câu nói đùa giỡn này tự nhiên làm cho Trác Viện đỏ cả mặt, cô mới không muốn gả cho Kỳ Nhất Thế. Ánh mắt anh ta thoạt nhìn vừa hung lại vừa lạnh, cho dù cô gọi anh ta một tiếng anh trai Kỳ, anh cũng chỉ lãnh đạm liếc cô một cái, ánh mắt của anh ta sắc bén, sâu không thấy đáy, làm cho cô không dám nhìn thẳng mà phải né tránh. Năm Kỳ Manh Manh 19 tuổi, người nhà quyết định đưa cô ấy đi du học ở Anh, mở một buổi tiệc sinh nhật để cô ấy nói lời từ biệt với bạn bè. Đêm đó Trác Viện được Kỳ Manh Manh mời tham gia khiêu vũ sinh nhật. Vốn anh trai Kỳ Nhất Thế muốn nhảy với Kỳ Manh Manh điệu nhảy đầu tiên, nhưng bởi vì Kỳ Manh Manh trêu cợt, biến thành Trác Viện cùng với Kỳ Nhất Thế nhảy điệu nhảy mở màn. Đêm đó Trác Kỳ bị Kỳ Manh Manh đùa cợt, khiến cho thân thể cô sợ đến cứng đơ. Vì sợ người khác hiểu lầm, cô vừa khẩn trương lại vừa thẹn thùng, nhỏ giọng từ chối lời mời nhã nhặn của Kỳ Nhất Thế. Ai ngờ cô còn chưa kịp xoay người tránh đi, đã bị Kỳ Nhất Thế dùng sức nắm tay cô lại, rồi kéo mạnh cô vào sàn nhảy. Bất kể cô có muốn nhảy hay là không, cũng không cho cô mở miệng cự tuyệt. Kỳ Nhất Thế cùng cô nhảy điệu đầu tiên. Mà điều càng làm cho cô ngạc nhiên hơn là, anh một thân Âu phục, là người tao nhã lịch sự, thoạt nhìn hơi gầy, không nghĩ tới sức lực lại lớn tới như vậy, cho dù cô giãy giụa thế nào cũng là không thoát được. Thế cô phản kháng, anh liền cúi đầu, lời nói mang theo chút giận hờn, nhẹ giọng cảnh báo bên tai cô, nếu cô còn lộn xộn nữa, anh sẽ hôn cô. Cô bị dọa cho sợ đến nỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo anh nhảy hết điệu nhảy kia. Tay của Kỳ Nhất Thế ôm thắt lưng của Trác Viện, khống chế sự phản kháng của cô. Thắt lưng đã bị anh đụng chạm, càng tinh tường cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ bàn tay của anh, giống như muốn in dấu vết trên da thịt cô vậy, rất nóng, rất đốt người. Mặc dù cô đi giày cao gót, nhưng mà chỉ đứng tới cằm của anh, mấy lần vì khẩn trương mà dẫm lên đôi giày của anh, làm cho cô không khỏi bối rối, lơ đãng nhìn thẳng anh, nhìn ánh mắt thâm thúy, lạnh lẽo của anh, ánh mắt Trác Viện lại rời đi, ánh mắt không dám nhìn nhiều mà rơi vào cổ họng của anh. Nhìn hầu kết của anh chuyển động, một lần lại một lần. Kết thúc một khúc nhạc, cuối cùng Kỳ Nhất Thế cũng buông cô ra. Cái cảnh cáo ôn hòa kia, kỳ thực cô còn cảm thấy mới xảy ra. Sau đó, mỗi lần Kỳ Manh Manh nhắc tới ba chữ Kỳ Nhất Thế, Trác Viện chỉ muốn chạy trốn, hoặc là che lỗ tai lại, coi như là không nghe thấy. Có khi đụng phải ở cầu thang hoặc là phòng khách của nhà họ Kỳ, cô cũng chỉ cúi đầu không dám liếc anh, dù chỉ một cái. Đơn giản là bắt chuyện, sao lại vội vàng né tránh. Tình cảnh cái đêm hôm đó cũng đã qua nhiều năm rồi, cô muốn quên mà lại không thể nào quên được. Lần lượt làm cho cô nhớ lại bàn tay nóng rực đặt ở lưng cô, cùng với ánh mắt ép người của anh. Cô không hiểu tại sao ánh mắt của Kỳ Nhất Thế luôn luôn nhìn cô một cách thâm sâu như vậy, làm cho cô liên tưởng đến mèo đuổi chuột, một bộ dạng đùa giỡn con mồi. Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Nhất Thế, cô có cảm giác mình như con chuột bị anh coi trọng. Ngồi ở đây cũng cảm thấy khó có thể bình an được. Cô nhìn không được muốn chạy trốn. Trực giác nói cho cô biết, Kỳ Nhất Thế này cô nên tránh xa ra, nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua cô đã trốn 3 năm. Lần này, bởi vì thật sự không còn cách nào khác, cô mới có thể mặt dày mặt dạn mà chạy tới đây tìm anh.
Em muốn ngân hàng tiếp tục cho công ty Trác Thị vay tiền. Kỳ Nhất Thế nhìn trong giấy tờ mà cô mang đến, đó là bản báo cáo đơn đặt hàng của Trác Thị nhận được trong nửa năm qua. Biểu hiện mỗi quý, công ty Trác Thị vẫn thu được lợi nhuận, có khả năng thanh toán được toàn bộ nợ nần, nhưng mà không phải là lập tức trả hết toàn bộ. Công ty của Trác Thị đã qua một năm tài vụ, Kỳ Nhất Thế biết rất rõ. Nửa năm trước, Trác Trinh từng tự mình cầm bất động sản đến mượn tiền tại ngân hàng tài chính của Kỳ Thị. Xem ra khi đó vấn đề tiền bạc vẫn không giải quyết được như cũ. Mấy ngàn vạn kia chỉ có thể tạm hoãn được một chút khẩn cấp. Khi còn sống, bác Trác từng đầu tư thất bại, dẫn đến nợ nần, bây giờ lại không có nhiều trợ giúp nữa. Khi mà ngân hàng thúi giục nợ nần, Kỳ Nhất Thế từng cho rằng Trác Trinh sẽ đi tìm anh. Thận không nghĩ đến, bản thân Trác Trinh không tới, nhưng mà Trác Viện, người luôn trốn anh như mãnh thú, lại tự tìm tới. Tầm mắt của Kỳ Nhất Thế rơi trên người cô. Cô đeo đồ trang sức và đặt một bộ đồ tao nhã. Gương mặt so sánh với trước kia thì gầy đi không ít. Anh quên mất mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy cô. Hình như là đã từ sau khi em gái anh đi du học ở Anh. Trác Viện cũng rất ít tới nhà. Tự nhiên anh cũng rất khó để thấy mặt cô. Thỉnh thoảng cũng thấy cô đi theo Trác Trinh xuất hiện ở hội nghị thương nhân. Cô luôn xấu hổ núp ở đằng sau anh trai, cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau. Trước kia Trác Viện thường ở chung một chỗ chơi đùa với cả Kỳ Manh Manh. Hai nữ sinh thường chơi đùa trong phòng, náo nhiệt tới mức như muốn lật tung nóc nhà lên. Khi đó cô nhìn thấy ai cũng thân thiết tươi cười. Mặc dù ở trước mặt anh luôn xấu hổ, nhưng anh vẫn có ấn tượng sâu với nụ cười ngọt ngào của cô. Chẳng qua là 3 năm không gặp, làm cho anh không nhìn được, liền liếc mắt nhìn lại. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt trong trẻo khi xưa đã không thấy. Điểm duy nhất không xa lạ chính là khi cô khẩn trương thường cắn cắn đôi môi, thói quen xoắn ngón tay vẫn là không thay đổi. Tiếng nói của Kỳ Nhất Thế đột nhiên vang lên, cô sợ hết cả hồn, vội vàng thu lại tầm mắt trên cổ họng của anh. Trác Viện phát hiện cổ họng có chút khô nóng, để che giấu cảm giác bất an cùng bối rối ở trong lòng. Cô vội vàng bưng tách cà phê lên, uống một ngụm rất nhỏ. Cô cầm tách cà phê trong tay, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền nhìn tách cà phê. Trước tiên, chúng tôi có thể hoàn trả một phần nợ, phần còn lại chúng tôi sẽ trả dần theo tháng, nhất định là sẽ giao nộp ạ. Đối với giọng nói gấp gáp của Trác Viện, Kỳ Nhất Thế chỉ híp mắt cười cười. Tại sao không phải là Trác Trinh tới tìm tôi vậy? Anh nhớ bác Trác đối với đứa con gái riêng này, tuy rất thương yêu nhưng mà cũng không cho tham dự quá nhiều vào công ty Trác Thị. Anh trai của em công ty có việc cho nên là em đi giúp anh ấy ạ. Trác Viện không dám nói cho Kỳ Nhất Thế biết. Thật ra thì anh trai cô không biết cô tìm đến Kỳ Nhất Thế. Cô cũng không dám nói cho Kỳ Nhất Thế biết. Chỉ cần có thể trả hết nợ nần, vậy thì bác gái cũng không ép được cô phải gả cho bác Giang nhiều hơn mình tới tận 30 tuổi. Bác gái nói cho cô biết, người duy nhất có thể giúp cô là Kỳ Nhất Thế. Em có biết công ty Trác Thị thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền hay không? Em cũng không rõ lắm, hình như là vài tỷ. Trời, hình như mẹ Trác cũng đã từng nói qua. Vài tỷ? Ừ. Thế cô gật đầu lúng túng, Kỳ Nhất Thế bí hiểm nhìn cô một cái. Cho dù ngân hàng không thúc giục nợ nần nữa, vậy nợ nần ở bên ngoài của Trác Thị, cô định đi đâu mà xoay sở? Em xác định công ty Trác Thị trả hết nợ ở đây, cũng không bị những chủ nợ khác thúi giục, ảnh hưởng đến hàng hóa của công ty. Em sẽ đi lại thương lượng với họ. Trác Viện, nếu như công ty Trác Thị mà theo như em nói thật sự sẽ đúng hạn trả nợ, tôi sẽ ra mặt giúp em. Nhưng hiện tại ngay cả những chủ nợ khác em còn chưa nói, đã muốn ngân hàng dừng việc thúi giục đòi nợ lại. Vậy đến lúc công ty Trác Thị tuyên bố phá sản, toàn bộ số nợ ở ngân hàng cũng khó đòi. Tôi nên vì lời hứa hẹn trả nợ đúng hạn của em mà đùa giỡn đến sự phát triển của ngân hàng hay sao? Nếu như công ty Trác Thị phá sản, xin hỏi em có thể nói cho tôi biết em muốn lấy cái gì đến trả tôi đây? Kỳ Nhất Thế không nể tình mà trực tiếp chỉ ra vấn đề của cô. Trác Viện nghe thấy sắc mặt liền trắng nhợt, chợt ngẩng đầu lên. Sau khi mà bắt gặp ánh mắt sắc bén, liền vội vàng lúng túng, di chuyển tầm mắt. Cô biết Kỳ Nhất Thế là doanh nhân, mọi việc đều rất coi trọng lợi ích. Nhưng mà khi nghe thấy anh nói trắng ra như vậy, thì cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sẽ không. Công ty Trác Thị sẽ không phá sản.
Anh tin tưởng chúng em đi. Lúc trước Trác Trinh cầm tài sản đến vay tiền, cộng thêm khoản vay lúc trước, đã là 3 tháng không nộp tiền lãi. Em nói xem, công ty Trác Thị thật sự có thành ý trả nợ hay sao? Nếu như không phải ngân hàng nhìn ra được công ty Trác Thị không có khả năng trả nợ, cũng sẽ không quyết định ngừng cho vay. Em tưởng cầm mấy tờ giấy này đến nói cho tôi biết công ty Trác Thị nhất định sẽ trả tiền lại. Vậy tiền kia ở đâu? Ở đâu? Kỷ Nhất Thế nhìn văn kiện trong tay, mặt không chút thay đổi, giống như giễu cợt cô vậy. Sắc mặt của cô cứng đơ, chỉ cảm thấy ngực mình như đặt một tảng đá vào, làm cho cô hít thở không thông. Em... Lúc trước Trác Trinh vay tiền, tất cả đều qua tay tôi. Nếu em không tin, tôi có thể bảo thư ký lấy tài liệu cho em xem qua. Thậm chí anh còn biết, trong đó có một ngôi nhà lấy danh nghĩa là Trác Viện. Sau hỏi Trác Trinh mới biết thì ra đó là đồ cưới mà bác Trác tính đưa cho Trác Viện khi mà kết hôn, nhưng lại bị Trác Trinh tự tiện đem thế chấp ở ngân hàng. Không cần, em không phải là không tin. Làm sao bây giờ, nếu như mà Kỷ Nhất Thế không chịu đồng ý, bác gái nhất định sẽ ép cô gả cho bác Giang. Trong đầu của Trác Viện không ngừng hiện lên mấy vấn đề này. Đối với nợ nần của công ty Trác Thị, em có vấn đề gì không? Anh giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay hỏi. Trên thực tế, để thấy cô, anh đã lùi hội nghị lại nửa giờ, hiện tại cô còn 10 phút để nói chuyện. Cô một chữ cũng không nói được nên lời, không phải là cô không muốn tranh thủ, mà là cô tự biết rõ. Kỳ Nhất Thế là muốn cô biết khó mà lui, cho nên nếu như cô vẫn tiếp tục mặt dày quấn lấy anh, chính là không biết xấu hổ. Em đặc biệt đến tìm tôi là vì khoản nợ của công ty Trác Thị. Nghe thấy câu trả lời của cô, Kỳ Nhất Thế mặt lạnh, ném tờ giấy lên bàn. Trác Viện không ngẩng đầu lên mà chỉ thò tay với lấy, tính đem giấy tờ để vào trong túi, sau đó rời đi. Hiện trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc không mượn được tiền, cô nhất định phải gả cho cái ông già đó. Thấy tay của Trác Viện cầm lấy tờ giấy mà tay run lên, cúi đầu cắn chặt môi dưới, sợ chính mình sẽ khóc, sợ anh cười nhạo mình, không tự lượng sức mình, cho nên là cô chỉ muốn nhanh rời khỏi chỗ này. Em thật xin lỗi, quấy rầy thời gian quý báu của anh. Trác Viện nghĩ mình có thể lập tức rời đi, nhưng cô còn chưa nói hết, điện thoại trong túi sách lại vang lên. Cô không dám nhận, lúc này người gọi điện thoại cho cô không ai khác, chính là người muốn cô làm tình nhân của ông ta, Giang Gia Văn. Cô làm bộ như không nghe thấy tiếng điện thoại di động đang vang lên, tiếp tục đem tờ giấy nhét vào trong túi, hy vọng chuông điện thoại có thể dừng lại. Đáng tiếc, đối phương dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục gọi, cho đến khi gọi được mới thôi. Nghe điện thoại đi. Giọng nói ra lệnh của Kỷ Nhất Thế truyền đến, cắt đứt động tác khẩn trương của Trác Viện. Lời của anh làm cho Trác Viện dừng động tác lại, đôi môi nhếch lên, không nói gì mà lại tiếp tục thu nhập tờ giấy ở trên bàn, đem tất cả đặt vào trong túi sách. Hay là muốn tôi nhận giúp em? Anh nói xong, thân hình cao lớn đứng dậy, bá đạo nghiêng người, định cầm lấy cái túi sách của Trác Viện. Cô bị dọa sợ đến mức vội vàng đoạt lại túi sách, ôm thật chặt trước ngực. Không nên. Ai gọi điện thoại tới? Thế cô bị tiếng điện thoại làm cho sợ đến toàn thân run rẩy, Kỳ Nhất Thế không vui hỏi. Có thể là anh trai của em. Cô giải thích, tiếng chuông điện thoại di động vẫn vang lên trong túi sách. Nếu là anh trai của em, vậy thì nhận. Không cho cô cự tuyệt, Kỳ Nhất Thế ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Trác Viện nghĩ thầm, dù sao cũng không thoát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở túi sách, lấy điện thoại di động ra nghe. Alo, Trác Viện, cháu đang ở đâu? Không phải chú đã nói hôm nay sẽ mời cháu ăn cơm hay sao? Đầu kia truyền đến âm thanh của Giang Gia Văn. Bác Giang, thật xin lỗi, hôm nay cháu không thể ăn cơm với bác. Bác nói rồi, chỉ cần cháu làm tình nhân của bác, nợ nần của anh trai cháu sẽ được xóa bỏ. Sao mãi không trả lời rõ? Bác nghĩ cháu nên biết điều một chút đi theo bác. Bác đã nói cho bác Trác, chỉ cần cháu gật đầu, bác liền đón cháu đến biệt thự tư nhân của bác. Giang Gia Văn nói ở đầu dây điện thoại bên kia, Trác Viện chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không muốn nghe ông ta nói những thứ này. Lần gần nhất, Giang Gia Văn tới nhà, nhìn cô thì luôn híp híp mắt lại, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hơn nữa, tuổi tác của ông ta lại đã lớn như vậy rồi, cô thật không muốn làm tình nhân của ông ta đâu. Bác Giang, chuyện trước đây, cháu sẽ nói với bác gái. Dạ, thật xin lỗi bác, cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác được ạ. Trác Viện,
cháu đây là đang tự cao tự đại có phải không? Cháu nên hiểu rõ. Nếu như không phải nhìn cháu rất xinh đẹp lại dịu dàng, cháu cho rằng tôi sẽ chịu nổi cháu ư? Nhiều lắm thì tôi chỉ muốn chơi với cháu một chút, chủ yếu là lên giường. Tiền trao cháu múc coi như xong. Cháu chớ quên, anh trai cháu còn thiếu nợ tôi một số tiền rất lớn, cháu không muốn. Vậy thì gọi anh trai cháu đến trả tiền lại cho bác đi. Vừa bắt đầu, Giang Gia Văn đã không có tính nhẫn nại, giọng nói bắt đầu uy hiếp cô. Cháu... Trác Viện còn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị cướp đi. Cô nhất thời sửng sốt, đợi cô phát hiện ra thì điện thoại đã ở trong tay của Kỳ Nhất Thế. Nhìn về phía anh, liền thấy sắc mặt của anh đen lại, tàn nhẫn quét qua cô một cái. Cô bị dọa đến mức không dám nói gì. Ông là ai? Kỳ Nhất Thế lạnh lùng hỏi người ở đầu dây bên kia. Trác Viện không biết Giang Gia Văn cùng Kỳ Nhất Thế nói cái gì, nhưng mà trong chốc lát chỉ thấy điện thoại di động của cô bị ném ra ngoài, đập vào vách tường, phát hiện một tiếng vang thật lớn, sau đó rơi xuống đất. Tại sao anh lại ném điện thoại di động của em như vậy? Anh làm như vậy sẽ là khiến em gặp khó khăn đấy. Em muốn lập tức xin lỗi bác Giang. Nếu không đáp ứng lại tình nhân của ông ta là một chuyện, nhưng mà đắc tội với Giang Gia Văn tuyệt đối không có lợi cho cô. Nếu như bác gái biết, nhất định sẽ trách cô không hiểu chuyện, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Trác. Cô bối rối đi tới nhặt cái điện thoại bị hư lên, tay cầm lấy túi sách, vội vã xoay người muốn đến công ty Giang Gia Văn. Nhưng mà một giây sau đã bị Kỳ Nhất Thế bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt anh, hung hăng đẩy cô tiến vào trong lồng ngực rộng lớn của anh. Đau, đau quá. Lỗ mũi bị đụng đau, Trác Viện nhịn không được kêu lên một tiếng. Em muốn làm tình nhân của lão già Giang Gia Văn này để ông ta lấy tiền nuôi em. Thanh âm của anh chuyển đến từ trên đỉnh đầu nguội lạnh vang lên ở bên tai cô. Đó là chuyện của em, không cần anh lo. Cô vừa giãy giụa vừa nói. Mới vừa rồi chẳng phải anh cũng không chịu giúp cô hay sao? Hiện còn hỏi cô muốn được người ta nuôi, ngại cô còn chưa đủ khó khăn sao? Tôi tưởng trong lòng em chỉ thích học trưởng Phương Đại Tề ở khoa kiến trúc, hiện tại em lại có thể kết hôn. Em không thích Phương Đại Tề, tính tìm ông già kia sao? Anh biết Trác Viện thích Phương Đại Tề, trước đó không lâu, em gái anh không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Từ ngày đó, anh bắt đầu chú ý đến hắn ta, hơn nữa càng nhìn càng khó chịu, hận không thể làm thịt cái tên đàn ông này. Tại sao anh lại nói như vậy? Ai nói em không thích học trường? Em thích học trường hơn bất kỳ ai khác. Bị lời của anh chạm vào lòng tự ái, hốc mắt của Trác Viện hiện lên hồng hồng, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn rất lớn tiếng mà hướng đến anh hét to. Sau đó, sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, cô vội vàng cắn cắn môi, không muốn khóc trước mặt anh, sợ anh sẽ cười nhạo cô. Kỳ Nhất Thế nâng cằm cô lên, chỉ thấy bên trong tròng mắt đen thâm thúy, có một tia lửa giận trôi qua, rồi lại biến mất giống như chưa từng tồn tại. Nhưng bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, từ sự chuyển biến trong ánh mắt của anh, còn có cằm bị anh nắm đến phát đau, Trác Viện tinh tường cảm nhận được Kỳ Nhất Thế giống như đang tức giận. Hơn nữa lửa giận này phát ra không hề nhẹ. Anh làm gì? Buông... Bởi vì anh vẫn không thôi tức giận nên Trác Viện sợ đến mức vội vàng chụp lấy tay anh, muốn anh buông cằm cô ra. Nợ nần của công ty Trác Thị, tôi sẽ khiến ngân hàng không thúi giục nữa, thậm chí là nợ nần bên ngoài, tôi cũng có thể bồi thường toàn bộ. Đối với nhà họ Kỳ mà nói, số nợ vài tỷ ấy không hề đáng kể, chẳng qua là có chịu chi ra hay không mà thôi. Chuyển biến này quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Trác Viện phản ứng không kịp. Số tiền nhiều như thế, tại sao anh lại đột nhiên nói ra như vậy? Chẳng lẽ ý niệm trong đầu chợt lóe ra? Mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn, bị tức giận, liền đỏ lên, hiện tại trở nên trắng bệch. Anh cúi đầu nhìn cô. Em không phải muốn giúp anh trai em hay sao? Tôi sẽ giúp anh ta, nhưng em phải kết hôn với tôi. Muốn hoặc là không muốn, em tự mình quyết định đi. Chỉ cần em kết hôn cùng tôi, nợ nần của công ty Trác Thị, tôi sẽ ra mặt xử lý. Trác Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Nhất Thế. Tại sao người đàn ông này lại nói ra yêu cầu kết hôn cùng với cô? Anh ta muốn kết hôn, bên ngoài còn nhiều người phụ nữ muốn gả. Tại sao anh ta lại lấy kết hôn làm điều kiện với cô? Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, sau đó là âm thanh của thư ký. Thưa Tổng Giám Đốc, 3 phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu,
xin hỏi anh có muốn kéo dài thêm nữa hay không? Không cần, 3 phút đồng hồ sau, tôi sẽ mở hội nghị. Kỷ Nhất Thế nhìn cô thật sâu, nhưng mà ngay sau đó liền buông chiếc cằm đã bị anh siết chặt ra. Tiếp theo, anh không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp trở về bàn làm việc, sửa sang lại quần áo, cài lại cúc tay áo, điều chỉnh cà vạt, khoác tây trang vào. Kỷ Nhất Thế cầm giấy tờ trên bàn, nét mặt không thay đổi đi tới trước cửa phòng làm việc của chính mình. Lòng cô trở nên căng thẳng, thấy tay anh đặt ở tay cầm cửa, Trác Viện chỉ cảm thấy người mình trở nên run rẩy, không nhịn được ôm chặt giấy tờ trong ngực. Cô biết, chuyện kết hôn, Kỷ Nhất Thế cũng không phải là nói đùa. Ngày đó, cùng Kỷ Nhất Thế thương lượng xong, rời khỏi Kỷ Thị, Trác Viện đã tự nói với mình, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của Kỷ Nhất Thế, cô tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta. Mấy ngày sau, cô cầm giấy tờ vào trong văn phòng của Trác Trinh. Đúng lúc anh ta vừa nói điện thoại xong, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được sau mấy ngày lo lắng vừa qua. Anh trai, anh nói thật sao? Ngân hàng thật sự đồng ý dừng việc thúi giục đòi nợ lại, nguyện ý kéo dài thời hạn trả tiền ư? Trác Viện đã nhiều ngày ngủ không ngon, ngày ngày đều mang quần thâm mắt đến công ty. Nghe được tin kia, điều đầu tiên sửng sốt một chút, cho rằng mình đang nằm mơ, rồi sau đó không dám tin hỏi lại Trác Trinh. Đúng vậy. Trác Trinh đứng lên tươi cười đi về phía cô, vẫn không quên thương yêu vỗ vỗ đầu cô. Nhìn Trác Viện cười khúc khích, Trác Trinh có ý xấu nhéo gương mặt cô. Đây hết thảy cũng là công lao của em. Công lao của em, nhưng em không làm gì cả. Cô để văn kiện trong tay xuống, không giải thích được mà nói. Em không cần phải giấu. Vừa rồi trong điện thoại, Kỳ Nhất Thế cũng nói cho anh biết. Mấy ngày trước em cầm bản báo cáo buôn bán đến tìm anh ta. Sau khi mà đánh giá sự việc kinh doanh buôn bán của công ty, liền đã quyết định cho chúng ta kéo dài thời hạn trả nợ. Trác Trinh đã lâu chưa từng thoải mái như thế. Lúc này, miệng cười toe toét. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Trác Viện trở nên cứng đơ, kinh ngạc nhìn anh trai, cho rằng mình nghe lầm. Tại sao Kỳ Nhất Thế lại đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ cho bọn họ? Cô căn bản là không có trở lại nói muốn kết hôn cùng với anh ta. Tại sao anh ta lại giúp anh trai mình? Viện Viện, buổi trưa hôm nay anh trai mời khách. Anh em chúng ta cũng đã lâu không ăn cơm cùng nhau. Anh muốn ăn một bữa thật no, ăn mừng một chút. Bởi vì tâm tình tốt, Trác Trinh căn bản không để ý tới điểm khác thường của Trác Viện. Tự mình xoay người sang chỗ khác, cầm áo khoác tây trang. Thế Trác Viện còn chưa bừng tỉnh, liền kéo tay cô đi ra ngoài. Trên miệng không ngừng hỏi cô là muốn ăn gì nhất. Mà Trác Viện bị Trác Trinh kéo, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ. Tại sao Kỳ Nhất Thế lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ anh ta quyết định không kết hôn cùng cô nữa sao? Nếu là như vậy, có phải bác gái sẽ không bắt cô làm tình nhân của bác Giang nữa? Cô cũng không cần phải gả cho Kỳ Nhất Thế. Trác Viện không nhịn được, liền dùng sức nhéo nhéo gương mặt của cô. Đau đến mức thiếu chút nữa sẽ rơi lệ. Lúc này cô mới tin, đây không phải là đang nằm mơ, đây là sự thật. Cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy nên mọi thứ đã sớm thông suốt, tâm tình trở nên tốt đẹp hơn. Đứng chờ ở trước cửa thang máy, cô kéo kéo tay anh trai, chỉ thấy Trác Trinh buồn bực quay đầu lại nhìn cô. Sao vậy? Em muốn ăn món ăn Nhật Bản. Em, nha đầu này, vừa mới khen em, giờ em liền lừa gạt anh rồi. Trác Trinh dùng một bàn tay khác vỗ vỗ đầu cô. Không thành vấn đề, chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản. Đúng lúc thang máy vừa mới tới, hai anh em vừa nói vừa cười đi vào bên trong. Đêm hôm đó, Trác Viện ăn bữa tối ở gần công ty rồi mới về nhà. Lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ, người giúp việc nói cho cô biết mẹ Trác đợi cô ở trong phòng, mời cô sang đó một chuyến. Bác gái, là cháu, Viện Viện đây ạ. Sau khi mà trở về phòng thay đổi quần áo, Trác Viện đi tới phòng của mẹ Trác. Cô gõ cửa hai tiếng, nhỏ giọng nói. Vào đi. Âm thanh lãnh đạm truyền đến từ trong phòng. Trác Viện không nhịn được, liền hít một hơi thật sâu, rồi mới mở cửa bước vào trong. Ngồi đi. Mẹ Trác đang ngồi trên ghế sofa, lật xem tạp chí, nghe thấy âm thanh cô tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên liếc nhìn cô lấy một cái. Trác Viện ngồi xuống ghế sofa đối diện, cô vẫn có chút sợ hãi khi mà ở cùng với mẹ Trác. Mặc dù bà không ngược đãi cô, không đánh hay mắng cô, nhưng mà mẹ Trác giống như không nhìn đến thái độ của cô, làm cho cô luôn ở trong cảm giác nơm nớp lo sợ. Khi sống ở nhà họ Trác này, rất sợ mình làm gì không đúng, lại chọc bà ghét bỏ.
Bác gái, bác tìm cháu có việc gì không ạ? Chuyện của Giang Gia Văn, cô không cần suy nghĩ nữa. Bác gái lật lật một tờ tạp chí, không ngẩng đầu nhìn cô, nói vậy. Dạ, có thật không? Vốn tưởng rằng Giang Gia Văn sẽ tiếp tục dây dưa, không nghĩ tới nhanh như vậy, ông ta liền buông tha cho cô. Mẹ Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt chán ghét đánh giá cô một chút, nhưng mà ngay sau đó lại lạnh lùng, thu liếm ánh mắt lại. Ông ta gọi điện thoại nói, ngân hàng cho công ty ông ta vay có vấn đề. Ông ta phải bận rộn xử lý, lúc này không có thời gian, cũng không có tiền, nhàn rỗi đi nuôi phụ nữ. Trác Viện không nghe thấy những lời phía sau của mẹ Trác. Vừa nghe đến ông ta thu lại đề nghị muốn cô làm tình nhân của ông ta, trong đầu cô chỉ nghĩ tại sao lại trùng hợp như thế. Nợ nần của công ty Trác Thị vừa mới có phương pháp giải quyết, công ty của Giang Gia Văn lại có vấn đề, hơn nữa cũng liên quan đến ngân hàng. Điều này làm cho Trác Viện không khỏi nhớ tới kỳ nhất thế. Công ty của bác Giang không phải kinh doanh vẫn rất ổn định hay sao? Sao tài vụ lại có vấn đề? Đầu năm nay làm ăn kém, công ty nào mà không có nợ nần? Ai mà không đi vay tiền ngân hàng chứ? Ông ta người nào mà không đắc tội? Lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Kỳ Thị. Hiện tại, Kỳ Thị nói sẽ không lui tới lâu dài với tập đoàn ông ta. Ở Đài Loan còn có ngân hàng nhà nào dám cho vay tiền lâu dài nữa đây? Bác Giang đắc tội với Kỳ Nhất Thế. Trác Viện suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện lên ngày hôm đó Kỳ Nhất Thế đoạt lấy điện thoại di động của cô, sau đó sắc mặt xanh mét ném nó đi. Chẳng lẽ là bởi vì cô? Không, không thể nào. Cô đối với Kỳ Nhất Thế mà nói căn bản không là gì cả. Cho dù anh từng muốn nói kết hôn cùng cô, nhưng mà kết quả chứng minh anh đã đổi ý. Chưa kể anh là một người đàn ông trầm ổn như vậy, không thể vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình chứ. Đây là giấy tờ của nhà trọ kia, cô cầm đi. Trác Viện đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên mẹ Trác đem giấy tờ nhà trọ đặt ở trước mặt cô. Cho dù là mẹ Trác không thích Trác Viện, nhưng việc bà nói ra khỏi miệng sẽ không thay đổi. Nếu nợ nần trong nhà không còn là vấn đề, vậy nhà trọ nhỏ này bà cầm trên tay cũng là vô ích. Lại nói đến đồ của người phụ nữ kia, bà nhắm mắt làm ngơ. Trác Viện khó có thể tin mẹ Trác lại dễ dàng giao ra giấy tờ như vậy. Cô khiếp sợ nhận lấy, nói cảm ơn với mẹ Trác. Con cảm ơn bác gái. Không cần nói cảm ơn tôi. Tôi không tốt như vậy đâu. Tôi cho cô nhà trọ cũng đồng nghĩa với việc cô nên chuyển ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Cô từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi. Không nên ở nhà chúng tôi mãi không đi. Tôi cũng thấy phiền lòng. Trong lòng đang cảm động, liền trở nên rối bời. Lời nói của mẹ Trác giống như dội cho cô một gáo nước lạnh. Cô gắt gao siết chặt giấy tờ trong tay, cúi đầu thấp, nhìn không ra nét mặt. Tuần sau, Ai Chinh muốn đi Nhật Bản xử lý công việc nên cô có thể dọn ra ngoài. Mẹ Trác nghĩ thừa dịp con trai không có ở đây nên đuổi Trác Viện đi. Rồi sau khi Trác Trinh về có hỏi thì bà sẽ viện một lý do. Đó là nói chính Trác Viện đã muốn chuyển ra ngoài, chứ không phải là bà ta ép. Qua một thời gian nữa, tôi muốn để anh trai cô bắt đầu đi xem mắt. Mà cô cũng biết đó, xã hội thượng lưu này coi trọng nhất là gia thế. Nếu cô muốn tốt cho A Trinh thì không nên lưu lại ở đây nữa, tránh cho những nhà khác lại ghét bỏ nhà chúng ta. Cháu, nhà trọ này của cô còn bất mãn gì nữa? Hay cô còn muốn thêm tiền? Mẹ Trác ngước lên, ánh mắt sắc bén, chán ghét nhìn Trác Viện trước mặt. Dạ, cháu không có. Không có thì tốt. Không nên làm trở ngại việc kết hôn của A Trinh. Dạ, cháu biết rồi. Trác Viện gắt gao cầm tờ giấy trong tay, gật đầu. Biết, con đứng ở chỗ này làm cái gì? Mau đi đi, tôi cần nghỉ ngơi. Thấy Trác Viện vẫn còn khó xử, mẹ Trác liền hậm hừ, rất không khách khí mà đuổi người đi. Thật ra Trác Viện đã sớm hiểu, nhà họ Trác không cần cô. Có một ngày cô nhất định phải rời khỏi đây. Chẳng qua cô có chút không nỡ xa anh trai. Nhưng mẹ Trác đã nhắc nhở, có lẽ sự tồn tại của cô đối với Trác Trinh mà nói, đúng là làm cản trở. Từ nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, sắc mặt cùng ánh mắt lạnh lùng của người khác, cô nhìn qua không có ít, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Mẹ Trác một lòng muốn đuổi cô đi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chẳng qua, ở nhà họ Trác nhiều năm như vậy, biết rõ mẹ Trác không thích cô, trong lòng cô vẫn có chút mất mát. Mấy ngày nay, ngày ngày Trác Viện tan sở đều bận rộn, sửa sang lại hành lý. Ngày hôm qua Trác Trinh đã đi Nhật, mà cô cũng quyết định 1-2 ngày nữa sẽ đem hành lý chuyển đến nhà trọ. Đêm nay, sau khi mà dùng xong bữa tối,
Trác Viện đem túi hành lý cuối cùng đóng gói lại, sau đó vào phòng tắm. Tắm xong xuôi, cô mang đầu tóc còn ướt, nằm ở trên giường. Cầm điện thoại di động trong tay, nhìn số điện thoại trên màn hình. Cô băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại cho Phương Đại Tể hay không. Thời gian này bởi vì chuyện ở trong nhà, cô vẫn không có sắp xếp được thời gian để mà gặp mặt Phương Đại Tể. Vừa lúc anh cũng đi công tác ở Đài Loan, nên là hai người chỉ liên lạc qua điện thoại di động. Thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho nhau, nhưng tính ra đã được một tháng không có gọi điện thoại cho Phương Đại Tể rồi. Trác Viện chống tay lên cằm, liếc nhìn thời gian hiện ở trên điện thoại. 5 phút nữa là đến 10 giờ rồi. Bây giờ gọi điện cho học trưởng, có làm gián đoạn công việc của anh không? Cuối cùng cô lấy hết dũng khí, nhấn nút gọi điện. Điện thoại vừa thông, Trác Viện định thốt lên hai chữ học trưởng, thì chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến âm thanh của một cô gái xa lạ. Alo, xin hỏi đây có phải là điện thoại của Phương Đại Tể không? Trác Viện sửng sốt, buồn bực hỏi. Cô nhấn chính là số điện thoại của học trưởng. Cũng biết học trưởng luôn mang điện thoại di động ở bên người. Sao người nhận máy lại là một người phụ nữ? Đúng, đây là điện thoại của Phương Đại Tể. Cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia nghe có chút bất mãn. Tôi là học muội của anh ấy. Có thể mời anh ấy nghe máy một chút không? Trác Viện không xác định mà hỏi. Đại Tể đang tắm, không thể nghe điện thoại. Cô có chuyện gì không? Cô ấy vừa nói xong, Trác Viện dường như là nghe được âm thanh của Phương Đại Tể ở bên kia điện thoại, nhưng mà không rõ anh ta nói cái gì. Chẳng qua là cô không ngừng nghĩ tại sao cô gái kia lại xuất hiện khi học trưởng đang tắm, hơn nữa còn nhận điện thoại di động của anh ta. Là viện trưởng sao? Khi mà cô đang nghĩ đến thất thần, âm thanh của Phương Đại Tể kéo cô trở về. Học trưởng, là em, Viện Viện. Sao? Không nghĩ rằng đã trễ như vậy, em còn gọi điện cho anh. Âm thanh của Phương Đại Tể vẫn quen thuộc, ôn nhu như cũ. Học trưởng, người vừa rồi là ai vậy? Hai tay cầm di động, Trác Viện không nhìn được, tò mò hỏi. Phương Đại Tể ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó mới nói cho cô biết. Cô ấy tên là Dương Văn Văn, là con gái của ông chủ công ty. Thì ra là con gái của ông chủ, em còn tưởng là bạn gái của anh. Bạn gái gì, em không nên nghĩ linh tinh. Cô ấy tới phòng anh thảo luận công việc ngày mai. Em thì sao, mới vừa tan sở về nhà sao? Phương Đại Tể giải thích đơn giản. Nghe thấy Phương Đại Tể nói cô gái kia không phải là bạn gái của anh, trái tim Trác Viện muốn treo cao mới chậm rãi để xuống. Không phải, em mới vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bọn anh đang làm việc sao? Không, anh đang sửa lại một chút tài liệu rồi sẽ đi ngủ. Viện Viện, mấy ngày nữa công việc có chút bận, đợi anh trở về tổng công ty ở Đài Bắc, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài ăn một bữa cơm, em có rảnh không? Em có, cô ngọt ngào nói. Anh về Đài Bắc sẽ gọi điện thoại cho em. Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, mà có cảm giác dù Phương Đại Tể đang nói chuyện phiếm với cô, nhưng mà vẫn có chút không yên lòng. Nhiều lần cô phải nói lại lần nữa thì anh mới có chút phản ứng. Nhưng mà nghĩ đến mấy ngày nữa có thể gặp mặt Phương Đại Tể, tâm tình của Trác Viện liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đêm nay chắc cô sẽ ngủ ngon. Khóe miệng của anh theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, hy vọng có thể nhìn thấy anh. Vốn đang lo lắng kỹ nhất thế sẽ gọi điện thoại cho mình, Trác Viện nơm nớp lo sợ mấy ngày liền. Kết quả không có điện thoại của kỹ nhất thế, cũng chỉ nhận được điện thoại của Phương Đại Tể. Trác Viện không thể che giấu được niềm vui sướng ở trong lòng. Vào giờ nghỉ buổi trưa, cô tính xế chiều sẽ đem hành lý chuyển qua nhà trọ, nhân tiện cho Phương Đại Tể biết địa chỉ mới luôn. Trác Viện từ công ty đi đến quán ăn đã hẹn trước. Khi mà cô mới bước cửa vào thì thấy Phương Đại Tể đã đến sớm hơn cô một bước. Học trưởng, thật xin lỗi, em tới trễ. Vì để gặp anh, cô đã thay đổi bộ đồ cùng bộ trang sức trang nhã hơn ở trong phòng vệ sinh cá nhân. Phương Đại Tể kéo ghế ngồi cho cô hơi áy náy đè lưỡi nhìn anh. Em không tới trễ, anh cũng vừa mới tới thôi mà. Ngồi phía đối diện cô, Phương Đại Tể liền gọi phục vụ, chọn mấy món ăn mà cô thích. Chờ đến khi mà phục vụ rời đi, anh mới quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa cùng với sự cưng chiều. Sao lại gầy thế này? Có phải là anh trai giao cho em nhiều việc quá, không cho em thời gian ăn cơm hay sao? Trác Viện sờ sờ khuôn mặt có chút gầy của mình, cười cười nói. Không có, em mới giảm cân, sợ rằng béo lên sẽ là không xinh. Hồ đồ, em đâu có béo. Anh thấy em gầy đến mức gió có thể thổi bay đấy nha. Phương Đại Tể ở một bên than thở lắc đầu,
vươn ra một cánh tay vò vò tóc cô. Học trưởng, anh lại vò tóc em rồi đấy. Nghe thấy Trác Viện làm nũng oán trách, Phương Đại Tề không nhịn được, cười ra thành tiếng. Sau khi mà hai người tán gẫu một chút, cửa hàng liền có người đi vào, bởi vì nhà hàng này rất đắt, bình thường người tới nơi này đều phải hẹn trước. Mặc dù Trác Viện cùng học trưởng ngồi trong góc, nhưng mà chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy được cửa ra vào của nhà hàng. Ngẫu nhiên nhìn về phía đó, bỗng dưng tâm tình đang tốt của cô nhất thời biến mất, nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ. Là Kỷ Nhất Thế, tầm mắt của anh nhìn về hướng này, cô vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy anh ta. Không muốn vô tình gặp Kỷ Nhất Thế ở đây, anh ta không đi một mình, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, mặc quần áo thời thượng, đứng chung một chỗ với anh ta. Hai người thoạt nhìn hết sức xứng đôi. Phương Đại Tề nhìn thấy ánh mắt do dự, cứ ngó nhìn ở cửa của cô, không nhịn được liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, sắc mặt của Phương Đại Tề liền thay đổi, chậm rãi quay đầu sang hướng khác. Học trưởng, anh sao vậy? Không có chuyện gì. Chỉ thấy vẻ mặt của Phương Đại Tề ngưng động, trầm mặc không nói. Trác Viện bởi vì vừa mới nhìn thấy Kỷ Nhất Thế mà bị ảnh hưởng. Hai người vốn đang nói chuyện rất thoải mái, bởi vì đôi nam nữ kia mà trở nên trầm lắng. Nhất thời hai người cũng không biết muốn nói cái gì, chẳng qua là yên lặng chờ món ăn mang lên, lặng lẽ ăn từng chút một. Viện Viện, anh... Phương Đại Tề còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng chuông điện thoại di động của mình cắt đứt. Chỉ thấy anh có chút lúng túng, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi tới trên màn hình. Anh nhíu mày, nhấn chữ yên lặng, sau đó để lên trên bàn. Thật lâu sau, giống như muốn thử sức nhẫn nại của Phương Đại Tề, đối phương gọi đi gọi lại, khiến cho anh không có cách nào mà an tâm ăn cơm, đừng nói đến việc nói chuyện với cả Trác Viện. Viện Viện, em chờ anh một chút, anh đi nhận điện thoại. Nói xong, Phương Đại Tề đứng dậy rời đi, đi qua chỗ rẽ, liền biến mất khỏi tầm mắt của Trác Viện. Đang lúc Trác Viện vừa ăn cơm, vừa đợi Phương Đại Tề, đột nhiên Kỷ Nhất Thế lại đi tới. Một tay anh để trong túi quần, một tay cầm điện thoại di động, cứ như vậy đứng trước mặt Trác Viện. Vốn là đang cúi đầu ăn cơm, Trác Viện không muốn để ý tới anh, nhưng mà cuối cùng vẫn bị anh làm cho cả người không được tự nhiên, phải dừng đũa lại, ngẩng đầu hỏi, anh có chuyện gì không? Lúc này sắc mặt của Kỷ Nhất Thế đen lại, nhìn không được tốt, giống như ai đó chọc anh mất hứng vậy. Phương Đại Tề sẽ không trở về ăn cơm với em nữa đâu. Chẳng qua học trưởng chỉ đi nhận điện thoại thôi mà, chờ lúc nữa sẽ quay trở lại thôi. Vừa rồi học trưởng đã nói như vậy, mặc dù trước khi đi sắc mặt của anh có chút kỳ quái, nhưng mà anh ấy đã nói nhất định sẽ trở lại. Giống như cười nhạo cô không biết gì, Kỷ Nhất Thế hừ một tiếng. Em có biết cô gái đi cùng tôi là ai không? Đó không phải là chuyện của em. Anh muốn quen với ai là quyền tự do của anh. Cô ấy tên là Dương Văn Văn, là con gái của ông chủ nơi Phương Đại Tề đang làm việc. Cô ấy cũng giống em, cũng thích Phương Đại Tề, nhưng cô ấy so với em thông minh hơn, biết dùng thủ đoạn để mà lừa gạt đàn ông. Trác Viện không hiểu ý tứ của anh, vốn đang hơi đói, nhưng bây giờ cũng mất hết cả khẩu vị. Tức giận cầm lấy chiếc đũa, quấy chén cơm trắng lên. Anh đừng có nói lung tung. Học trưởng mới không dễ dàng bị sắc đẹp lừa gạt như vậy đâu. Anh không nên quấy rầy bọn em ăn cơm. Đứng lên. Anh làm gì vậy? Không nghĩ tới, cô lại muốn nói anh tránh ra. Kỷ Nhất Thế đi về phía trước một bước, cánh tay dài nhấc lên kéo cô qua. Trác Viện bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ. Chiếc đũa trong tay rơi xuống, cô còn chưa kịp la lên, đã bị anh kéo cả người qua. Buông ra. Em đã không tin, tôi sẽ để cho em rõ. Học trưởng của em rốt cuộc là người như thế nào? Kỷ Nhất Thế lôi kéo cô đi về phía góc vừa rồi mà Phương Đại Tề biến mất. Bất kể cô đập như thế nào, phản kháng ra sao, vẫn là không thể nào đấu lại được với sức mạnh của anh ta. Cả một đường bị anh lôi kéo, cổ tay bị nắm đến đau nhức. Hỏng, Trác Viện thấy Phương Đại Tề mới nghĩ đến muốn gọi to. Kỷ Nhất Thế liền nhanh tay lẹ mắt, che miệng cô lại. Anh đem cô giam vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu cảnh cáo bên tai cô. Em chỉ cần phát ra tiếng động, tôi liền hôn em đó. Uy hiếp như vậy, thật nhiều năm trước anh đã từng nói qua. Trác Viện biết anh ta không hề nói đùa, bị anh ôm mạnh ở trong lồng ngực, cô dừng giãy giụa lại, rất sợ anh nói được sẽ làm được ở trước mặt mọi người mà hôn cô. Nhìn thật kỹ đi, xem học trưởng tốt bụng ở trong miệng của em bị lừa gạt như thế nào. Trước mắt Trác Viện, Phương Đại Tề đang cãi nhau với Dương Văn Văn ở một góc nhà ăn.
bởi vì khoảng cách không xa nên cô có thể nghe được rất rõ giọng nói của họ. Dương Văn Văn, hiện tại cô đang có ý gì? Biết rõ hôm nay anh hẹn gặp mặt Trác Viện, cô ta còn cố ý thăm dò từ trợ lý của anh, một đường theo dõi đến đây. Dương Văn Văn bị giọng nói đầy chất vấn, hung hăng của anh làm cho tủi thân, cảm xúc bất bình hiện rõ trên mặt. Em không cho phép anh gặp mặt Trác Viện nữa. Cô biết Trác Viện rất đặc biệt đối với Phương Đại Tề, mặc dù anh nói chẳng qua Trác Viện chỉ là học muội ở đại học, anh cùng cô ấy rất trong sạch. Dù là thế, cô vẫn cảm thấy ghen tị với Trác Viện, bất mãn Phương Đại Tề đối với bạn gái chính thức như cô lại không bằng một học muội. Nếu không phải hôm nay vừa khéo anh họ nghỉ nhất thế, hẹn cô đến nhà hàng này ăn cơm, cô làm sao có thể tin Phương Đại Tề lại gặp mặt Trác Viện, còn thân thiết xoa tóc cô ấy. Người không hiểu chuyện còn tưởng bọn họ là một đôi tình nhân. Tại sao lại không cho phép? Viện Viện là học muội của tôi. Tôi muốn gặp học muội của mình, còn cần cô phải đồng ý. Học muội? Anh đối với học muội của mình có phải quá tốt rồi hay không? Mới trở về Đài Bắc liền lập tức bỏ em lại đi gặp cô ta. Anh đừng có quên đã đáp ứng người nhà của anh cùng ba mẹ em như thế nào. Anh nói sẽ đính hôn với em, sau cùng sẽ là cùng nhau đi Mỹ. Anh quên rồi sao? Dương Văn Văn là con gái độc nhất ở trong nhà, còn gia cảnh của Phương Đại Tề thì bình thường. Kết hôn cùng cô, sau này tài sản nhà cô cũng là của anh. Anh còn không thỏa mãn hay sao? Không sai, tôi sẽ đính hôn cùng cô. Nhưng tôi cũng đã nói, đi nước Mỹ không phải là tôi nguyện ý. Cho dù là đến Mỹ, tôi cũng sẽ không thích cô. Sắc mặt của Phương Đại Tề xanh mét phun ra mấy chữ. Cũng là tự trách mình, biết rõ tiểu lượng đã không tốt, còn bị khách hàng thúc ép, rót cho mấy chén rượu mạnh. Sau khi say thì liền hồ đồ lên giường với Dương Văn Văn. Bây giờ có hối hận cũng đã không còn kịp. Chẳng qua, nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, thời gian có thể quay trở lại, cho dù có đắc tội với khách hàng, anh cũng sẽ không đụng vào một giọt rượu nào. Vậy thì sao? Là anh tự nói sẽ chịu trách nhiệm với em. Vì sợ Phương Đại Tề không thừa nhận, Dương Văn Văn cố ý chụp ảnh lại, muốn anh nghĩ không bắt đền cũng không xong. Đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô hãy nhớ kỹ, tôi không thích cô. Anh... Dương Văn Văn bị lời nói lạnh lùng của anh làm cho giận đỏ cả mặt, vung tay lên muốn tát anh một cái. Là con gái duy nhất ở trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều được nâng ở trong lòng bàn tay, muốn gì có đó. Chỉ có người cô không cần, chứ không có người không cần cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Đại Tề là khi cô theo cha đến tham dự tiệc rượu của công ty. Sau lần gặp mặt đó, cô đã bị ấn tượng bởi anh, một người trẻ tuổi tài cao, lại tự tin và lôi cuốn người khác. Cô trăm phương ngàn kế hỏi thăm tin tức về anh, mặc dù biết ở trong lòng anh đã yêu mến một người con gái khác, vậy thì sao? Thứ cô muốn nhất định phải có được. Chỉ dùng vài chén rượu, Phương Đại Tề còn không phải lăn tăn ở trên giường cùng cô sao, còn không phải bị người lớn hai bên gia đình ép phải đính hôn với cô. Bởi vì thích anh, Dương Văn Văn còn rất dụng tâm, khổ công thay đổi tính tình tiểu thư của chính mình. Cô cho rằng mình trả giá rất nhiều như vậy, Phương Đại Tề sẽ thích cô thôi. Nhưng mà anh lại chưa bao giờ hòa nhã với cô, hễ động một chút là coi cô như người tàng hình. Mặc kệ cô, gặp mặt ở công ty cũng chỉ có lệ chào cô một tiếng. Những thứ bất mãn này cô cũng có thể nhịn xuống. Duy chỉ có việc Phương Đại Tề lén gặp Trác Viện làm cho cô không có cách nào mà chấp nhận nổi. Người đàn ông của cô chỉ có thể nhìn cô, chỉ có thể yêu cô. Đáng tiếc, một cái tát của cô còn chưa giáng xuống, Phương Đại Tề đã nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, bắt cổ tay của cô, uy hiếp nói. Dương Văn Văn, tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cô không nên được đằng chân lên đằng đầu. Cô liều mạng trừng mắt nhìn anh, không để ý tới cổ tay đã bị anh nắm đến phát đau, chỉ lo vừa đá vừa đánh anh. Phương Đại Tề, anh dám hung dữ với tôi sao? Sao? Không nỡ bỏ lại học muội yêu dấu của anh ư? Ai bảo cô ta là con gái riêng? Người nhà anh vốn coi trọng mặt mũi, căn bản sẽ là không đồng ý để anh qua lại với cô ta. Anh không nên tự mình vọng tưởng nữa đi. Viện Viện là hạng người gì? Tôi biết rất rõ. Tôi mặc kệ cô muốn náo loạn cái gì, chỉ cần đừng quấy rầy tôi ăn cơm cùng với Viện Viện, tất cả đều do cô xử lý. Qua nhiều năm như vậy, người nhà anh xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, kiên trì không chịu gặp Trác Viện làm cho anh cảm thấy bất lực, càng không nghĩ tới Dương Văn Văn đem vấn đề khó khăn, không có biện pháp này nói ra khỏi miệng. Sắc mặt của Phương Đại Tề trở nên khó coi, căm tức đẩy cô ra.
không chút lưu luyến mà xoay người rời đi. Phương Đại Tề, không cho phép anh đi. Cô đứng ở phía sau la lên, nhưng mà Phương Đại Tề đầu cũng không quảnh lại, mà cứ thế bước chân rời đi. Lúc mà Phương Đại Tề trở về dùng cơm với Trác Viện, bỗng tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động lại truyền đến. Vốn tưởng là tin nhắn của Dương Văn Văn, ai ngờ lại là của Trác Viện. Phía trên chỉ có mấy chữ đơn giản: học trưởng, thật xin lỗi. Mấy chữ này xoẹt qua đáy mắt của Phương Đại Tề, anh giật mình, đi tới chiếc bàn vừa cùng Trác Viện ăn cơm, cô đã sớm rời đi, không thấy bóng dáng đâu. Chưa từ bỏ ý định, anh quay đầu chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào nhân viên phục vụ, anh cũng không để ý, chỉ một lòng muốn đuổi kịp Trác Viện. Viện Viện! Ra khỏi nhà hàng, Phương Đại Tề nhìn trái rồi lại nhìn phải, lo lắng muốn tìm cô, chạy hết mấy con phố, cuối cùng cũng không nhìn thấy Trác Viện ở ngã tư. Viện Viện! Phương Đại Tề hô to, chạy về phía cô. Trác Viện không muốn Phương Đại Tề đuổi kịp mình, biết rõ không thể quay đầu trở lại, cũng biết anh đã có bạn gái, cô không thể dây dưa với anh nữa, nhưng mà cô thầm mến học trưởng nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, bởi vì không đỡ, bước chân tự nhiên chậm lại. Viện Viện, Phương Đại Tề rất nhanh đuổi kịp được cô, bắt lấy tay cô, mặc cho cô giãy giụa cũng không buông tay. Trác Viện không dám ngẩng đầu nhìn Phương Đại Tề, cô sợ mình sẽ khóc lên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cắn môi, kìm nén những giọt lệ rơi trên khóe mắt, không để cho nó chảy xuống. Viện Viện, anh... Còn chưa kịp nói hết, Trác Viện đã xoay người lại, khóe mắt ngấn nước nhìn anh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Học trưởng, thật xin lỗi, em không liên hại anh cùng với bạn gái gây lộn, em... Cô nghẹn ngào nói, nghĩ đến người nhà của anh để ý thân phận con riêng của mình như vậy, cô liền cảm thấy đau lòng. Viện Viện. Phương Đại Tề thấy cô khóc, tâm không khỏi nhíu chặt lại, bàn tay liều mạng nắm chặt tay cô không chịu buông, anh sợ nếu mình buông tay sẽ không còn được gặp lại Trác Viện nữa. Nhưng bây giờ anh có quyền gì mà đòi giữ cô lại, là chính bản thân anh đi trêu chọc Dương Văn Văn. Anh nên vì lỗi lầm của mình mà chịu trách nhiệm, chẳng qua anh không cam lòng. Thật ra anh còn chưa kịp nói với Trác Viện rằng anh cũng rất thích cô, muốn cô làm bạn gái của anh. Nhưng những lời này hiện tại anh không thể nói, sau này hẳn cũng không có cơ hội để mà nói. Học trưởng, lúc anh đính hôn, nhất định phải nói cho em biết đấy. Nếu sau này anh có đi Mỹ, em cũng sẽ không thể chúc mừng anh. Phương Đại Tề lấy tay lau mặt mình, nhắm hai mắt lại, nghĩ cách chôn giấu ánh mắt chua xót này xuống, lực đạo trên tay cũng bất giác mà nới lỏng. Trác Viện thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, ngẩng đầu lên rồi đưa tay che mặt mình lại. Cô không hề liếc nhìn Phương Đại Tề, dù chỉ một cái, không nói không rằng, liền xoay người rời đi. Kết thúc 4 năm thầm mến, cô biết nên kết thúc rồi. Cô thật khờ, rõ ràng là con gái riêng, nhưng lại thầm mến học trưởng có gia đình gia giáo như vậy, thật khờ. Trác Viện không để ý đến ánh mắt kỳ quái của người qua đường. Để mặc chính mình khóc, cô như một đứa trẻ mới đánh mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Cô một mình đi loạn trên đường, cô không biết mình muốn đi nơi nào, chẳng qua giống như một đứa ngốc. Đi qua từng con đường một, cho đến khi khóc đủ, mệt mỏi, cô mới dừng chân lại. Mê man nhìn con đường lạ lắm, Trác Viện lấy tay lau nước mắt, nghĩ tới muốn gọi taxi. Đột nhiên cô bị một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, làm cho hoảng sợ. Cô định lùi về phía sau một bước, cửa xe ô tô đột nhiên mở ra, người bên trong là Kỷ Nhất Thế. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Khi mà cô biết Phương Đại Tề gặp Dương Văn Văn, cô liền vừa đánh vừa đá Kỷ Nhất Thế, người làm cho cô phát hiện tất cả mọi chuyện. Thật vất vả mới trốn khỏi sự khống chế của anh ta, bây giờ không nhìn được khóe mắt liền rưng rưng hỏi: Tại sao anh lại muốn như vậy? Cho tới bây giờ Trác Viện cũng chưa từng nghĩ muốn tỏ tình với học trưởng. Cô chỉ muốn lặng lặng yêu học trưởng như vậy, nhưng mà Kỷ Nhất Thế lại cứng rắn, muốn ngăn cản vọng tưởng của cô. Lên xe, Kỷ Nhất Thế ngồi phía sau xe ra lệnh. Hiện tại Trác Viện không muốn gặp anh, sao có thể biết điều mà chịu lên xe? Cô lắc đầu, lùi một bước. Em muốn tự mình lên xe, hay là muốn tôi ôm em lên xe? Uy hiếp trắng trợn, đơn giản, rõ ràng giống như khi anh uy hiếp muốn hôn cô, cũng rất thành công trong việc làm cho cô hoảng sợ. Trác Viện, lên xe. Xuống một thông điệp cuối cùng, Kỳ Nhất Thế đem hồ sơ trên đùi thu vào, tính mở cửa xe. Trác Viện đột nhiên tỉnh táo lại, cái gì cũng không để ý, liền xoay người chạy đi. Cô mới không cần ngồi trong xe của Kỳ Nhất Thế,
Cô hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại người đàn ông này. Cô ghét anh ta ngạo mạn, tàn nhẫn, còn ghét ánh mắt của anh ta nhìn cô nữa. Đáng tiếc, cô mới chạy không được mấy bước, liền nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại của chiếc xe ở phía sau. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy đến. Cô đã bị người đằng sau bắt được, trực tiếp ôm ngang lấy. Không lên, không lên, anh buông ra. Cô muốn kêu cứu, nhưng mà con đường này ngoài những chiếc xe thì không còn ai đi qua. Chớ lộn xộn. Kỳ Nhất Thế nhỏ giọng cảnh cáo cô, nện bước chân, ba bước thành hai bước, đi đến bên cạnh xe. Tài xế giúp anh mở cửa xe ra, đem cô ném về ghế ngồi phía sau. Kỳ Nhất Thế đi theo ngồi vào. Cho em xuống, em không ngồi xe của anh thả em xuống. Trác Viện vừa ngồi lên xe, liền khẩn trương vỗ cánh cửa bên cạnh. Cô muốn mở cửa xe, nhưng thử mấy lần cũng không sao mà mở được. Ngồi yên lại. Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của cô, Kỳ Nhất Thế mặt lạnh ra lệnh. Xe rất nhanh chạy về phía đường quốc lộ, cách một tấm thủy tinh. Tài xế ngồi trước xe căn bản, không nghe được động tĩnh ở phía sau, cũng không nghe được Trác Viện kêu dừng xe lại. Một phút sau, trong lòng Trác Viện biết trốn không có thoát, đành buông tha ý niệm muốn chạy trốn ở trong đầu, cả người nép ở bên thành xe, tăng khoảng cách với Kỳ Nhất Thế. Cô không còn động tác phản kháng, Kỳ Nhất Thế đều nhìn thấy hết, môi của anh mím chặt lại, hai tay ôm ngực ngó chừng cô, thế Trác Viện toàn thân căng thẳng. Náo loạn đủ rồi. Kỳ Nhất Thế đột nhiên hỏi mà không báo trước, Trác Viện không trả lời, cô không muốn nói chuyện với anh, giận dỗi nghiêng đầu qua một bên, không muốn nhìn anh nữa. Nợ nần có thể kéo dài thời gian trả nợ. Tôi nghĩ em sẽ gọi điện để cảm ơn tôi. Đáng tiếc, tôi đã chờ nhiều ngày như vậy, lại không nhận được điện thoại của em. Trác Viện nghe vậy, trái tim nhảy dựng lên, vẫn không chịu quay đầu như cũ. Em cho rằng tôi vô duyên vô cớ, đột nhiên có lòng hảo tâm xuất hiện giúp đỡ anh trai em. Hắn cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Em không muốn kết hôn với anh. Em không thích anh. Tại sao anh lại muốn ép em? Hiện tại Trác Viện cũng không hiểu rõ. Kỳ Nhất Thế nói cho cô biết, anh tùy thời điểm có thể kéo dài thời gian trả nợ, giống như khi anh đối phó với Giang Gia Văn. Cô sao có thể ngốc nghếch như vậy, không nghĩ tới tất cả những việc này đều do Kỳ Nhất Thế chủ mưu. Cô còn ngây thơ cho là chính mình sẽ tránh được một kiếp, thì ra mấy ngày nay buông lỏng, chẳng qua là những ngày khổ nạn lại đang cận kề. Tôi chỉ muốn cho em hiểu, câu trả lời của em có thể sẽ liên quan đến sinh tử của công ty Trác Thị. Một khi anh hủy bỏ thời hạn trả nợ, công ty Trác Thị thật vất vả mới vận hành ổn định, sẽ lại rối loạn. Không có sự đồng ý của anh, bất kỳ ngân hàng nào cũng không dám cho công ty Trác Thị vay tiền. Đến lúc đó, cho dù công ty có đóng cửa, cũng khó có thể vận hành bình thường lại được. Giống như công ty của Giang Gia Văn, chỉ một câu nói của Kỳ Nhất Thế đã khiến tài vụ của công ty gặp nguy cơ. Không ai biết vì sao anh lại dừng hợp tác lâu dài với công ty kia lại. Nhưng mà Kỳ Nhất Thế biết, Trác Viện cũng biết, anh muốn cô thấy rõ, một khi mà phản kháng, hậu quả sẽ như thế nào. Cô không ngốc, cũng không phải nhìn không ra mối quan hệ ở trong đó. Một khi cô không gả cho anh, công ty Trác Thị sẽ lập tức đóng cửa. Thật vất vả mới thấy nụ cười của anh trai, tin tưởng có thể chỉnh đốn lại công ty Trác Thị. Sao cô có thể nhẫn tâm mà phá hủy đây? Mu bàn tay đặt lên môi, cho dù là nước mắt chảy xuống, liều chết cũng không khóc thành tiếng. Thấy cô khóc, Kỳ Nhất Thế còn nói, vừa khéo, Dương Văn Văn là con gái họ hàng của tôi. Con bé thích Phương Đại Tề, là bí mật công khai, theo đuổi anh ta đến cực khổ. Thật vất vả mới kết giao được với anh ta. Con bé không muốn có bất cứ kẻ nào xen vào giữa tình cảm của nó và Phương Đại Tề. Thì ra là như vậy, khó trách anh sẽ giúp Dương Văn Văn. Trác Viện nghe giọng anh bình tĩnh kể lại, ủy khuất ở trong lòng lại càng sâu hơn. Tôi cùng học trưởng rất trong sạch, không có gì cả. Em dám nói em không thích Phương Đại Tề. Vậy thì sao? Không lâu nữa bọn họ sẽ đính hôn. Thời gian này tốt nhất em nên tránh xa Phương Đại Tề ra một chút. Trác Viện nghe anh cảnh cáo, môi dưới liền cắn chặt lại. Thật lâu sau cô mới nghẹn ngào hỏi, anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì để tôi xuống xe. Kỳ Nhất Thế chẳng qua chỉ nhìn cô, không để ý đến lời nói của cô. Tôi muốn xuống xe, anh có nghe thế hay không? Tôi muốn lời cam đoan của em. Cam đoan cái gì? Nói sau này tôi sẽ không gặp lại học trưởng nữa sao? Hay là cam đoan sau này tôi sẽ không thích học trưởng nữa? Anh không cảm thấy buồn cười hay sao? Tôi muốn gặp học trưởng hay là không? Muốn thích học trưởng hay không? Cũng là chuyện của tôi.
Tại sao anh lại muốn quản? Tại sao anh lại muốn can thiệp? Mỗi lần gặp Kỷ Nhất Thế, nhìn thấy khí phách ngất trời của anh ta, cô cuối cùng vẫn là người phải chịu lép vế trước sự lợi hại của người đàn ông này. Dù sao thì anh cũng là anh trai của Kỷ Manh Manh, nên cô luôn điềm tĩnh, không dám phản kháng. Lần trước đến vay tiền bị anh hung hăng đùa cợt một phen, làm cho lòng cô khó chịu đến mấy ngày liền. Lúc này anh ta lại còn can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, làm cho cô không nhịn được mà hét lên với anh. Chuyện của học trưởng cùng với Dương Văn Văn đã không thể thay đổi sự thật, cô làm sao có thể nhúng tay vào. Ban đầu mẹ đã xen vào giữa hôn nhân của cha và bác gái mới có thể sinh ra cô, để cô sống dưới bóng ma là con riêng. Làm sao cô có thể đi theo vết xe đổ của mẹ năm đó? Không cần Kỳ Nhất Thế cảnh cáo, cô cũng biết không nên gặp mặt học trưởng nữa. Nhưng mà anh có cần thiết phải làm khó cô tới như vậy hay không? Cô thích học trưởng là sai sao? Huống chi cô thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi, căn bản là không biết học trưởng lại đang qua lại với Dương Văn Văn. Nếu biết, cô nhất định sẽ không quấy rầy học trưởng nữa. Nhất định sẽ không. Mặt của Trác Viện đỏ bừng hét to, làm cho Kỳ Nhất Thế nheo mắt lại. Nhưng mà ngay sau đó liền kéo thân thể của cô ra, mặc kệ tiếng la inh ỏi của cô, để cho cô ngồi trên đùi mình. Một tay anh bắt lấy tay cô, kiềm chế thân thể của cô lại, một tay còn lại nắm được người cô. Cô vội vã ngẩng đầu nhìn anh. Em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép em thích Phương Đại Tề, hiểu không? Từ trên cao nhìn xuống cô, lực đạo ở ngón tay lại tăng thêm, làm cho cô nhịn không được mà kêu lên. Nhưng mà anh vẫn liều mạng bắt lấy cằm của cô. Khoảng cách đôi môi của hai người gần trong gang tấc, Trác Viện ngửi thấy hơi thở của anh, muốn nghiêng đầu đi. Ai ngờ thân thể của cô vừa giãy giụa, chẳng những không né được Kỷ Nhất Thế, ngược lại lại còn chọc tức anh. Chỉ nghe thấy anh nặng nề mắng một tiếng, tiếp theo môi của cô đã bị đôi môi khác phủ lên. Nụ hôn đó không hề dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo. Nụ hôn này làm cho Trác Viện sợ hãi, khiến cho cô ngọ nguậy thân thể muốn tránh né. Đáng tiếc, sức mạnh của Kỷ Nhất Thế lại lớn hơn cô rất nhiều. Anh không buông tay, cô sao có thể tránh, không thể làm gì khác hơn, làm mím chặt đôi môi lại. Đầu lưỡi của Kỷ Nhất Thế đã nặng nề chạm vào răng cô, thấy cô không chịu để cho anh tiến vào. Vốn bàn tay đang giữ cằm cô, liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo lót, xoa nhẹ nơi ấy. À, dừng tay. Nơi đó đã bị anh nắn đau, khiến cho Trác Viện xấu hổ, giận dữ lên tiếng. Cô không đoán trước được Kỷ Nhất Thế nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi bá đạo vào trong khoang miệng của cô, vòng quanh dây dưa với đầu lưỡi, không để cho cô né tránh. Nụ hôn của anh một chút cũng không ôn nhu, hôn đến nỗi môi cô thấy đau, đầu lưỡi như bị mút đến tê dại, làm cho cô cực kỳ đau đớn, không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ. Kỷ Nhất Thế đang thoải mái hôn cô, đột nhiên một trận đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến, làm cho anh phải dừng nụ hôn này lại. Ngẩng đầu lên nhìn cánh môi sưng đỏ của Trác Viện, tiếp theo còn nếm được mùi máu nhàn nhạt ở trong miệng mình. Em dám cắn tôi? Không nghĩ tới cô lại dám cắn mình. Hơi thở của Kỷ Nhất Thế chưa ổn định lại, mắt lộ ra một tia giận dữ, nhưng mà giọng nói cùng thái độ trở nên nhẹ nhàng. Là anh không nên hôn tôi. Đợi sau khi em gả cho tôi, muốn hôn, muốn ôm, toàn bộ đều do tôi. Em không có quyền được nói, hiểu không? Vừa dứt lời, một lần nữa anh cúi đầu xuống. Lúc này Trác Viện bị hôn thô bạo hơn. Anh muốn trừng phạt sự phản kháng của cô. Còn dây dưa với cánh môi anh đào, lực đạo không hề nhẹ, không nặng, cũng có thể cắn đau người khác. Nói cho tôi biết, Giang Gia Văn còn quấn lấy em hay không? Môi anh để ở đôi môi cô, anh hỏi. Lần trước lúc mà vô tình biết được Trác Viện bị buộc làm tình nhân của Giang Gia Văn, trong lòng của Kỳ Nhất Thế thổi bùng lên một ngọn lửa không tên, quyết định cảnh cáo Dương Gia Văn, muốn ông ta phải bỏ ý niệm đen tối ở trong đầu đối với Trác Viện đi ngay. Trác Viện kiên cường nghiêng mặt, không chịu lên tiếng. Em không nói, lại là muốn tiếp tục. Anh uy hiếp nói, để môi mình lên đôi môi anh đào của cô, sau đó liền hôn chiếc cổ tinh tế trắng nón, ép cô trả lời mình. À, tay anh vuốt ve nơi đáy đà của cô, Trác Viện không nhìn được liền khóc. Anh không được như vậy. Có hay không? Sợ Kỷ Nhất Thế tiếp tục giở trò, Trác Viện vội vàng lắc lắc đầu, muốn anh bỏ qua cho mình. Tôi cho em thời gian là 3 ngày. Trác thị có thể thoát được lần này hay không? Tất cả đều phải nhờ vào em. Em không lấy chồng, tôi sẽ khiến cho nó mất hoàn toàn. Anh luôn luôn nói được làm được.
Trác Trinh lấy cổ phiếu cùng với bất động sản, mang đi thế chấp. Chỉ cần anh nói một câu, Trác Thị sẽ trở tay không kịp. Huống chi anh đã sớm nói với bên ngoài, anh dám giúp đỡ Trác Viện, chính là đối nghịch với Kỷ Nhất Thế. Đắc tội với anh, chẳng khác nào đắc tội với tập đoàn tài chính Kỷ Thị, ai dám chứ? Không thể. Sự lãnh khốc của anh làm cho Trác Viện khóc lên. Không hiểu vì sao mình lại đắc tội với người đàn ông này. Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Anh ta rõ ràng có rất nhiều lựa chọn. Phụ nữ muốn gả cho anh ta nhiều không kể xiết. Tại sao lại cứ muốn ép mình? Nên nhớ, tôi có thể. Hơn nữa còn không chút nào nương tay mà làm cho Trác Trinh. Đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở lại như xưa. Không, không nên làm như vậy. Em xin anh đấy. Em xin anh. 3 ngày. Tôi chỉ cho em đúng 3 ngày. Em không lấy chồng cũng phải gả cho tôi. Không có lựa chọn khác, trừ khi em nhẫn tâm nhìn thấy anh trai thân ái của em cứ như vậy mà xong đời. Kỷ Nhân Thế mút cổ cô, không để ý đến tiếng khóc của cô, thô bạo để lại dấu hôn. Nhìn dấu hôn đỏ thẫm kia, Kỷ Nhất Thế tinh tường cảm nhận được mình bị người phụ nữ này vén lên bao nhiêu dục vọng mãnh liệt. Không nhìn được liền hôn thêm lần nữa, nuốt trọn tiếng khóc của cô, tham lam đến mùi vị của cô. Đêm đó sau khi về nhà, Trác Viện sợ bị mọi người phát hiện mình khác thường, ngay cả bữa tối cũng không ăn, liền lên lầu trở về phòng của mình, nằm co rúc ở trên giường, dùng chăn phủ lên người mình, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà khóc òa lên. Nghĩ đến học trường mà mình luôn yêu thích sẽ đính hôn với người con gái khác, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên đã bị đoạt đi, nghĩ đến Kỷ Nhất Thế dùng nợ nần trong nhà để bức hôn cô, ủy khuất liên tiếp làm cho cô không kiềm chế được mà khóc lớn lên. Liên tục 3 ngày, thân thể của Trác Viện đều khó chịu nên cô xin phép nghỉ ở công ty, trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Buổi sáng ngày thứ 3, sau khi mà đem hành lý của mình dọn đến nhà trọ, một mình đi trên đường giống như một oan hồn, không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi mà mệt mỏi không biết đi đâu mới mang gương mặt tái nhợt đi đến cao ốc của tập đoàn Kỷ Thị. Trong lòng trống rỗng, đi thang máy lên tầng làm việc của Kỷ Nhất Thế. Lần này, thư ký rất khách khí mời cô đi vào, còn thân thiết rót cho cô một tách cà phê. Đáng tiếc, cô đợi 1 giờ cũng không thấy Kỷ Nhất Thế đâu. Thư ký nói anh ta đang họp, không xác định được là khi nào hội nghị sẽ chấm dứt. Trác Viện lại đợi nửa giờ nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 3 giờ chiều. Có thể là vì 3 ngày đầu óc của cô có chút hỗn loạn. Trong lúc chờ anh, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Người còn chưa đến, cô không thể làm gì khác hơn là đổi sang một tư thế thoải mái, sau đó lại ngủ mất. Khi mà Trác Viện mở mắt ra, bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh của Kỷ Nhất Thế. Quay đầu lại nhìn xuống, liền phát hiện mình đang nằm ở trên giường với một chiếc áo khoác tây trang đắp lên người. Không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân chiếc áo khoác này là ai. Đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho Kỷ Nhất Thế. Nhưng mà rõ ràng là cô ngồi trên ghế sofa chờ anh. Chẳng lẽ anh thấy cô ngủ nên mới ôm cô vào đây ư? Tưởng tượng cái cảnh Kỷ Nhất Thế vào phòng làm việc, thấy cô đang ngủ trên sofa, còn cảnh anh ôm cô vào trong phòng nghỉ, Trác Viện đột nhiên đỏ mặt lên. Mình thật ngủ sâu như vậy ư? Ngay cả bị anh ôm tới đây mà cũng không tỉnh lại. Nghĩ tới chiếc giường này Kỷ Nhất Thế đã từng ngủ qua, Trác Viện nào dám nằm nữa. Phút chốc ngồi dậy, giống như sợ ầm ĩ đến giấc ngủ của cô. Trong phòng nghỉ cũng không có mở đèn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào. Chính là vì không khóa cửa chặt, cô mới có thể nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài. Trác Viện để 2 chân lên trên mặt đất, sửa sang lại quần áo một chút, nhưng lại phát hiện không biết lúc nào nội y của mình đã bị cởi ra. Phát hiện này làm cho cô kinh ngạc mà hét lên. Vội vàng khom lưng, nhặt áo lót mặc vào, rồi sau đó nhíu chặt lấy cổ áo, bởi vì quá hoảng sợ. Cô nhất thời không nghĩ đến bên ngoài chỉ có một mình Kỷ Nhất Thế hay là không, liền trực tiếp mở cửa ra. Bên ngoài mấy người đàn ông đồng loạt nhìn sang, cô nhất thời đỏ mặt, ngu ngơ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Kỷ Nhất Thế vốn đang ngồi trên ghế sofa nghe một trưởng phòng báo cáo, miệng ngậm điếu thuốc, thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía phòng nghỉ của mấy vị trưởng phòng, anh cũng vội vàng quay đầu lại nhìn theo. Thì ra là cô đã tỉnh ngủ. Thế Trác Viện không biết xoay sở ra sao với chiếc áo khoác to lớn của anh, người thì một thân âu phục như ngà voi. Cô vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt hồng thuận hơn nhiều, cả người nhìn có chút thẹn thùng. Sau khi mà đánh giá một phen, môi của Kỷ Nhất Thế dương lên, trên mặt liền xoẹt qua ý cười, tâm tình trở nên tốt hơn. Bị mấy trưởng phòng nhìn chằm chằm,
Trác Viện mắc cỡ đến cúi đầu xuống. Lúc này Kỳ Nhất Thế mới nghiêng người đem thuốc dập tắt ở trong gạt tàn, có lòng giúp cô giải vây, ho khan mấy tiếng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, những thứ khác ngày mai báo cáo sau. Anh không muốn chia sẻ người phụ nữ của mình. Tổng giám đốc muốn đuổi người rồi, mấy trưởng phòng vội vàng thu ánh mắt mập mờ lại, nhanh chóng mà đứng dậy rời đi. Cho đến khi mà phòng làm việc chỉ còn lại anh cùng với Trác Viện, Kỳ Nhất Thế mới lên tiếng hỏi cô. Tỉnh rồi sao? 3 tiếng trước, vừa mới mở cửa đi vào trong phòng làm việc, anh thấy Trác Viện đã ngủ gật ở trên sofa, có thể là tư thế không thoải mái. Cô uốn éo người, ngủ không yên ổn. Nhìn cô một chút, Kỳ Nhất Thế mới nhớ ra phía sau mình còn mấy vị trưởng phòng cùng anh tiến vào. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, anh đi tới ghế sofa bên cạnh, bàn tay mơn trớn trên gương mặt thon gầy của cô, động tác mềm nhẹ, đem những sợi tóc bay toán loạn, cài vào sau tai. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng phòng, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô so với lần trước anh ôm, cơ thể có chút gầy đi, điều này làm cho anh nhíu mày. Kỳ Nhất Thế ôm Trác Viện vào phòng nghỉ của chính mình, thuận tay cởi áo tây trang, đắp lên người cho cô. Lúc gần đi thì xoay người lại, hai tay liền đưa về phía âu phục của cô, giúp cô cởi bỏ áo lót ra. Cô ngủ một giấc liền ngủ đến 3 giờ. Vì câu hỏi làm cho lúng túng, Trác Viện chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Lại đây. Trác Viện ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nghĩ đến mục đích hôm nay, mình tới đây, cô bắt mình phải đi tới. Ai ngờ, cô vừa đi đến, đã bị Kỳ Nhất Thế dùng sức kéo lại, cả người ngã vào trong lồng ngực của anh ta, còn bị ôm ngồi trên đùi anh, hai tay ôm chặt thắt lưng cô. Cử động đột nhiên thân mật này làm cho cô hoảng sợ không ít. Cô không thuận theo mà lắc lắc, giãy giụa thân thể. Làm gì vậy? Buông em ra. Cô không ngờ Kỳ Nhất Thế lại đột nhiên ôm mình, lại bị anh ôm ngồi trên đùi, hơi thở của anh bao phủ. Cô đưa tay ngăn cản, anh xâm nhập ở trước ngực, giữ khoảng cách với anh. Lại muốn phản kháng tôi sao? Giống như chắc chắn cô phải tiếp nhận điều kiện của anh, Kỳ Nhất Thế nói giọng bình thường, nhưng mà vào tai Trác Viện lại là lời nói chói tai, giễu cợt. Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Hỏi đi. Tại sao lại muốn kết hôn với em? Nếu như anh muốn, còn nhiều phụ nữ muốn gả cho anh. Em biết mình so với những người phụ nữ khác, nhiều lắm là thanh tú hơn một chút. Bề ngoài cũng không phải là đặc biệt hơn người. Điều kiện gia đình cũng không tốt. Huống chi em là con gái riêng. 3 chữ con gái riêng kia, từ nhỏ lớn lên, luôn đi theo cô, làm cho cô chịu không ít khổ cực. Cuối cùng còn bị người nhà học trưởng ghét bỏ. Tại sao anh lại còn muốn cưới cô? Chẳng lẽ anh không sợ người khác giễu cợt mình cưới một đứa con gái riêng hay sao? Vậy thì sao? Kỳ Nhất Thế hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ biết mình muốn cô, từ đáy lòng muốn cô, vậy là đủ. Em có thể lên giường với anh. Em cũng sẽ không yêu cầu gì. Cũng không ầm ĩ anh. Em sẽ thật biết điều, thật biết điều. Đây là điều mà cô suy nghĩ 3 ngày nay, duy nhất chỉ nghĩ được phương pháp này thôi. Cô sợ một khi gả cho Kỳ Nhất Thế, cô phải đi vào thế giới của anh, vào xã hội thượng lưu xa tầm với. Sợ một ngày nào đó mọi người sẽ chĩa mũi vào cô, nói cô là con gái riêng. Sợ đến nỗi 3 ngày nay cô không ngủ được ngon giấc. Em muốn làm tình nhân của tôi ư? Kỳ Nhất Thế nhìn cô một cách quái dị. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách của cô, thậm chí anh còn lạt mềm buộc chặt để có thể ở cùng với Trác Viện. Lấy lùi làm tiến. Em không muốn kết hôn với tôi. Lực đạo ôm eo cô càng siết chặt hơn. Thân thể của cô cứng lại một chút, rồi sau đó không tiếng động gật đầu. Vậy em biết tại sao tôi lại muốn kết hôn không? Anh buông tay ra, kéo ngón tay trắng nón của cô qua, giữ ở trong lòng bàn tay. Cô không dám mở miệng, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn đoạt lấy em rồi. Để em trở thành người phụ nữ của tôi. Biết em thích Phương Đại Tề, tôi thậm chí muốn nhốt em lại, xem em còn dám thích anh ta hay là không. Tôi còn nghĩ, nếu như một khi em không để ý tới sự phá sản của công ty Trác Thị, tôi sẽ hủy hoại Phương Đại Tề. Em xem, em còn có thể thích anh ta hay không? 18 tuổi cô thanh thoát, ngây thơ, làm khơi dậy khát vọng trong anh. Vốn tưởng rằng loại khát vọng này sẽ rất nhanh biến mất, đáng tiếc theo năm tháng. Mỗi một năm qua đi lại càng mãnh liệt hơn. Nghe xong Trác Viện chẳng qua chỉ là trầm mặc nhìn về phía đỉnh đầu của Kỳ Nhất Thế, bởi vì không nhìn thấy nét mặt của cô,
cho nên không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Khi mà anh cho rằng cô sẽ không mở miệng, cô lại đột nhiên dương mắt nhìn anh, khóe mắt ngân ngấn nước. Cô nói, em đảm bảo sẽ không gặp, cũng không thích học trường nữa. Chỉ cần anh chịu lấy tiền giúp anh trai em, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao. Em sẽ lên giường với anh. Em sẽ không tham lam danh phận. Em tin anh. Nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy cô, vậy thì kết hôn hay không cũng không quan hệ. Anh cũng chỉ là muốn con người cô thôi. Mặc dù Kỳ Nhất Thế biết kết hôn với cô là bởi vì thích cô, nhưng mà nếu biết anh tham lam, muốn giữ lấy cô sẽ sợ anh hơn. Cô không hiểu. Cô không chỉ đơn thuần thích học trường. Chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt học trường, cô cũng đã thỏa mãn. Tại sao ngay cả nguyện vọng này cũng trở thành mơ ước xa vời? Chỉ có kết hôn, Phương Đại Tề mới không dám dây dưa với em nữa. Anh thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn. Nhìn nước mắt Trác Viện từ từ lan xuống, thất vọng cùng cô đơn rơi vào đáy mắt anh. Hiện tại, nói cho anh biết, em lấy hay là không lấy? Vốn tay đang ôm chặt hông cô, ngược lại chế trụ người cô, lực đạo không nhẹ, cố ý làm cho cô đau. Thế cô không nói, chẳng qua chỉ cúi đầu, âm thanh mạnh mẽ của Kỳ Nhất Thế buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh ta, trả lời. Bị ánh mắt tàn nhẫn của anh ta làm cho hoảng sợ, Trác Viện ủy khuất nhìn anh nói. Van cầu anh, em sẽ nghe lời anh. Em biết hậu quả không lấy là gì không? Chỉ cần em nói không, tôi liền buông tay. Mặt của anh tiến lại gần cô hơn, cách môi của cô chỉ là một tấc. Anh không nên như vậy. Vậy em nói cho tôi biết, em lấy hay là không lấy? Anh buộc cô nói. Khóe mắt của Trác Viện đỏ lên, muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị anh giữ lấy cằm, cô chỉ đành cắn cắn môi, thương tâm mà gật gật đầu. Tôi muốn nghe em nói. Dạ, em gả. Trừ gả, cô còn lựa chọn nào khác sao? Vậy biểu hiện thành ý, cho tôi nhìn đi. Cô rõ ràng đã làm theo yêu cầu của anh ta nói là gả cho anh ta, nhưng mà anh không buông tha cho cô, tiếp tục gây khó khăn cho cô. Nước mắt của Trác Viện lan xuống, anh thỏa mãn, tay run run níu chặt áo sơ mi đen của anh, chậm rãi nâng cằm lên, môi của Trác Viện in lên môi anh, dùng nụ hôn lưu loát biểu hiện thành ý. Không ngờ khi cánh môi của cô vừa mới in lên môi anh, nháy mắt sau đó, người của cô đã bị anh dùng sức kéo vào trong ngực, không cho cô có cơ hội né tránh, thô bạo cạy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ đem đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng cô, tham lam mà chiếm lấy. Đột nhiên bị hôn mạnh, Trác Viện cảm thấy sợ hãi, trong miệng thốt ra mấy tiếng rên rỉ, nhưng tay chỉ dám run run, đỡ ở trước ngực anh. Hô hấp chỉ còn lại hơi thở cùng mùi vị thuốc lá nhàn nhạt của anh. Bị anh hôn lần nữa khiến cho cô có chút không thở nổi. Đầu óc của Trác Viện choáng váng, giống như hít thở không thông. Mở miệng muốn anh dừng lại, nức nở duỗi tay ra, giãy giụa lại bị hai tay anh kìm chặt. Đang lúc Trác Viện cho là mình sẽ hôn đến bất tỉnh, Kỳ Nhất Thế lại rời khỏi môi cô, chậm rãi rời xuống. Dấu hôn ba ngày trước ở cổ cô vẫn đang đỏ thẫm, giờ chuyển thành màu đỏ nhạt, rất bắt mắt trên chiếc cổ trắng nõn kia. Tại dấu hôn kia, anh lần nữa lại cúi đầu nặng nề bút lấy, làm cho nó vốn muốn biến mất nhưng lại bị in dấu đỏ thêm một lần nữa. Dấu ấn chỉ thuộc về anh, thấy nó chói mắt quá, anh mới bỏ qua, hơi thở thêm gấp gáp. Nghe đây, chuyện kết hôn anh sẽ chuẩn bị, em chỉ cần biết điều chờ gả cho anh, hiểu không? Đáp lại anh là tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt của Trác Viện, vừa bất lực lại vừa khổ sở, giống như người yêu bé nhỏ chịu ủy khuất. Nhưng tiếng khóc ủy khuất này lại làm cho dục hỏa vốn đã thỏa mãn của Kỳ Nhất Thế lại tăng vọt lên. Lúc cô cho rằng anh đã bỏ qua cho mình, thì anh lại nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú vào hai mắt đẫm lệ của cô, sau đó lại hung hăng hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, đem cánh môi non mềm cùng tiếng nghẹn ngào của cô nuốt vào trong miệng mình, giống như dã thú, không chờ kịp, liền ăn cô vào trong bụng. Tiếng gọi của ham muốn làm cho tay anh trượt vào trong váy cô, làm cho cô sợ tới mức run lên bần bật. Cô uốn éo thân thể. À, không, không. Cô bất an kêu lên. Không cái gì. Tiếng nói thở ra của Kỳ Nhất Thế vang lên, hai tay không ngừng trêu chọc. Trác Viện không nói ra lời, cúi đầu trước ngực anh, cắn chặt môi dưới, nhịn xuống tiếng phát ra từ trong cổ họng, lắc đầu cầu xin anh buông tha. Hay là em muốn tôi lại phải xé quần áo của em ra, muốn em? Anh thì thầm vào đôi tai trắng nõn của cô, uy hiếp nói, cảm giác toàn thân cô cũng đang run rẩy, mới biết thì ra lỗ tai nhạy cảm tới như vậy.
Anh có ý xấu cắn mấy cái. Đừng. Sợ anh thật sự muốn cô ở chỗ này, Trác Viện đành chậm rãi mà làm theo. Thấy cô cắn chặt môi dưới, không dám để cho mình khóc thành tiếng, sợ chọc anh mất hứng. Nhìn cái bộ dạng vừa dè dặt lại vừa khẩn trương đáng thương của cô, Kỳ Nhất Thế vốn tính hành hạ để cô lấy lòng anh, nhưng bây giờ ý định đó đã giảm xuống không ít. Kỳ Nhất Thế biết mình có chút xúc động. Cô chưa từng quen bạn trai, chỉ thầm mến Phương Đại Tề, chưa hiểu rõ chuyện nam nữ. Thậm chí anh có thể cảm nhận được cô bị mình ôm vào trong ngực, không khỏi mà run lẩy bẩy. Nếu sớm muộn gì cũng là người của anh, vậy thì đợi thêm một thời gian ngắn nữa cũng không có gì khác biệt. Cúi đầu vào trong cổ cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người của cô, Kỳ Nhất Thế rút ngón tay ra khỏi, quyết định bỏ qua cho cô lần này. Ban đầu là Trác Viện tự mình tìm tới anh, chính mình trêu chọc anh, như vậy hiện tại cô cũng đừng mong thoát khỏi, ngay cả nghĩ cũng đừng có mơ. Mà sau khi kết hôn, anh sẽ để cô hiểu mấy năm nay anh có bao nhiêu khát vọng với cô đây. Đêm nay, Kỳ Nhất Thế chủ động hẹn bạn tốt Thẩm Ước đi uống rượu. Hai người đàn ông gặp mặt nhau trong quán ăn đêm. Thẩm Ước vừa mới rời khỏi công ty, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống ở bên cạnh Kỳ Nhất Thế, kéo kéo cái cà vạt, miễn cưỡng hỏi, sao lại tìm mình uống rượu? Anh cùng với Kỳ Nhất Thế là bạn bè từ hồi học trung học, ít nhất cũng có hơn 10 năm tình nghĩa. Bình thường nếu không có công việc sẽ hẹn nhau đi uống rượu. Họ không giống như những đứa trẻ khác. Hai người đều là người thừa kế của gia tộc, không có thời gian tìm hoan mua vui, ngoại trừ học hành để làm quen với công việc sau này. Cho nên, có thể nói họ khác so với những thiếu gia nhà giàu khác. Trên người của Kỳ Nhất Thế cùng anh, tự nhiên cũng là mang nhiều trách nhiệm hơn. Bọn họ không có ít điểm giống nhau, mà điều làm cho mọi người không khỏi hứng thú đó chính là tuy phụ nữ đến với họ không ít, nhưng lại không bị gièm pha. Họ chưa từng làm việc gì mà không được như ý. Không kể đến là hoàn mỹ, khiến cho nó trở nên có chút nhàm chán, cũng có chút đơn điệu. Muốn uống gì thì tự mình rót. Trên bàn bày mấy chai rượu Tây cao cấp, Kỳ Nhất Thế tiện tay bỏ cục đá vào trong ly rượu, đồng thời cầm lấy điếu thuốc, hít một hơi nặng nề. Nói trước, ngày mai mình phải bay sang Hồng Kông, không thể uống quá nhiều. Thẩm Ước rót cho mình một ly rượu, bỏ thêm mấy cục đá, tùy ý mà uống vài ngụm. Mình còn tưởng An Đệ sẽ là không để cậu đến gặp mình. Mới vừa rồi cô ấy ở đầu dây bên kia còn la hét đòi tính sổ với mình. Tài chính công ty An Thị xảy ra vấn đề, Kỳ Nhất Thế vì giúp Hướng Chấn Vũ đạt được mục đích, không chịu giúp Thẩm Ước. Chuyện này làm cho An Đệ ghi hận đến hiện tại, còn động một chút là giật dây bảo Thẩm Ước tuyệt giao với anh. Thậm chí lại còn gọi anh là bạn nhậu của Thẩm Ước. Khó có được vài ngày cậu tới tìm mình, sao mình có thể lỡ hẹn chứ? An Đệ cùng với Hướng Chấn Vũ sẽ không tính đến chuyện ly hôn thật chứ? Hai người này từ nhỏ luôn cãi nhau, một đường thân mật vất vả mới kết hôn tới bây giờ, cuối cùng lại nháo thành đòi ở riêng. Cái tiểu tử Chấn Vũ kia sẽ là không ly hôn đơn giản như vậy đâu. Nhìn ra được, từ nhỏ An Đệ nhà cậu là vật sở hữu của tiểu tử kia, làm sao mà cam lòng buông tay? Kỳ Nhất Thế cười nhạo nói, rồi sau đó ngắm ngắm chiếc ghế lô, trong tay vân vê điếu thuốc, nhướng mày hỏi, cái cô trợ lý kia đâu, sao không thấy? Vị trợ lý kia vẫn luôn cho anh và Thẩm Ước là gay. Mỗi lần anh hẹn Thẩm Ước ra ngoài sẽ thấy cô mất hứng ngồi ở giữa hai người họ, ý tứ rất rõ, muốn ngăn cản động cơ thuần khiết của họ. Bị hiểu nhầm, Kỳ Nhất Thế cũng lười giải thích. Nhưng Thẩm Ước lại bị chọc tức, lúc nào cũng bị vị trợ lý này dính vào. Thời gian này, chỉ cần nơi nào có Thẩm Ước, nhất định sẽ nhìn thấy cô gái vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ kia ngày ngày đi về phía sau anh. Người sáng suốt ai mà không nhìn ra, Thẩm Ước lấy việc công làm việc tư, tính độc chiếm cô gái kia. Nhưng mà dù sao cũng là bạn bè lâu ngày, tất cả mọi người đều ăn ý không nói ra. Chẳng qua chỉ là cảm thấy cô bé kia thật đáng thương, bị lão hồ ly Thẩm Ước này coi trọng. Hôm nay cô ấy không thoải mái, xin phép nghỉ ngơi. Không ngừng xin phép, lại còn từ chối nhận điện thoại của anh. Bị cậu hành hạ sao? Đàn ông ở cùng nhau, không phải uống rượu thì chính là tán gẫu chuyện phụ nữ. Kỳ Nhất Thế cùng với Thẩm Ước giao tình rất tốt, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả đụng chạm còn chưa có, cô ấy không hành hạ mình là tốt rồi. Thẩm Ước tự mình đánh trống lảng. Đã thích, sao không lấy về mà chiếm thành của mình, ngày ngày nhìn như vậy? Không thấy ngứa mắt sao? Vậy sao cậu không tìm phụ nữ cho mình? Ngay cả gay
Loại lời nói vô căn cứ này cũng là bị lấy ra giễu cợt. Vậy cậu không sợ lời này truyền đến tai mẹ cậu, bà lại bắt đầu nhân cơ hội bắt cậu đi xem mắt, tìm người kết hôn hay sao? Thẩm Ước chỉ trêu ghẹo, lại không nghĩ tới. Khi Kỷ Nhất Thế nghe anh nói xong, cũng uống cạn sạch một ly rượu mạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu nói đúng rồi, mình đúng là muốn kết hôn. Cậu nói đùa sao? Thẩm Ước bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ, thiếu chút nữa ly rượu trong tay cũng rơi xuống. Kỷ Nhất Thế bình thản gật đầu, mặc dù trên mặt anh không nhiều biểu cảm, nhưng mà khóe miệng lại dương lên biểu lộ thâm tình. Cậu không phải đang say đấy chứ? Thẩm Ước thấy Kỷ Nhất Thế tự rót cho mình một ly rượu, không xác định hỏi. Mình không say, thật sự là tính kết hôn. Với ai? Mình biết hiện tại cậu không kết giao với ai. Chẳng lẽ cậu thật sự bị mẹ bức hôn, chạy đi xem mắt rồi? Không phải xem mắt, chính là cô ấy tìm tới cửa. Nghĩ đến Trác Viện là vì tiền, muốn đồng ý kết hôn với anh. Nụ cười tuấn nhã trên khuôn mặt Kỷ Nhất Thế lại nhất thời trầm xuống. Ai? Thẩm Ước không nhịn được mà tò mò hỏi. Trác Viện. Nói đến hai chữ này, Kỷ Nhất Thế lại đem thuốc hít một hơi, chậm rãi nhả ra khói trắng. Trác Viện, em gái của Trác Trinh. Ánh mắt của Thẩm Ước càng trừng lớn, khó có thể tin được. Sao không tin ư? Vẻ mặt của Thẩm Ước đầu tiên là sừng sốt, sau lại càng nhún nhún vai. Người nhà cậu đồng ý không? Nếu như mình nhớ không nhầm, hình như là Trác Viện là con riêng, thân phận của cô ấy đối với chúng ta là nhạy cảm như vậy. Cậu không sợ người nhà phản đối hay sao? Bằng điều kiện của Kỷ Nhất Thế, cộng thêm gia thế hiển hách của nhà họ Kỷ, nói như thế nào đi chăng nữa, Trác Viện cũng có chút không với tới. Người cưới cô ấy là mình. Cho dù là người nhà của mình có phản đối, mình vẫn muốn cưới. Lại nói, mình cưới là người, chứ không phải là thân phận của cô ấy. Giọng nói đầy chân thật và đáng tin. Cậu nghĩ thông suốt rồi chứ? Nhìn điếu thuốc trong tay, Kỷ Nhất Thế cười tự giễu nói. Lúc cô ấy 18 tuổi, lần đầu tiên mình nhìn thấy, liền muốn lấy được cô ấy. Sao lại biết cô ấy thích người khác? Mình khinh thường không thèm chen ngang. Huống chi mình muốn cái dạng phụ nữ nào mà không có. Nhưng đã nhiều năm như vậy, từng người tới rồi đi, nhưng mà mình vẫn muốn cô ấy. Có lẽ ông trời đã nhìn thấy mình không để ý quá mức đến bất kỳ một cô gái nào khác. Trong mấy năm nay, liền đột nhiên tốt bụng mang cô ấy đến trước mặt mình. Cậu nói xem, mình có thể cự tuyệt hay không đây? Tình cảm của anh đối với Trác Viện vẫn giấu kín, không ai biết được. Anh luôn luôn giấu kín tình cảm bên trong, đối với người con gái mình ngưỡng mộ ở trong lòng, cũng không theo đuổi. Anh bình tĩnh và kiềm chế, lại có thói quen cân nhắc cùng phán đoán trước sau, rồi mới quyết định có nên đánh cược một lần hay không. Duy chỉ có Trác Viện, anh chưa từng buông xuống, cho nên mới để cho Dương Văn Văn đến gần Phương Đại Tề, lại để nhà họ Trác cùng đường, buộc Trác Viện phải kết hôn cùng anh. Thẩm Ước cười khàn, nhưng mà không thể nhắc nhở bạn tốt một sự thật. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không? Trác thị như vậy, hoàn toàn là bởi vì cậu cản trở. Nếu như bị cô ấy biết, cậu giải thích cho cô ấy như thế nào đây? Hơn nữa Trác Trinh khẳng định đã nghe phong phanh tin đồn. Cũng là vì cậu, ngân hàng mới không đồng ý cho họ mượn tiền, dẫn đến tình cảnh khốn đốn như ngày hôm nay. Cậu nghĩ anh ta sẽ là đồng ý để em gái duy nhất gả cho cậu hay sao? Kỷ Nhất Thế hít khói, một ngụm lại một ngụm, yên lặng nghe Thẩm Ước nói. Lúc đầu mình muốn cậu đừng nên ác như thế, dù sao thì cũng là bạn bè, nhưng mà cậu vẫn làm như vậy. Cho dù là cậu chèn ép Trác Trinh là để đạt được Trác Viện, nhưng mà cậu phải nhớ, tình cảm khác với làm ăn. Nếu như mình là Trác Viện, sau khi mà biết chân tướng, khẳng định sẽ hận chết cậu, hận không muốn gặp lại cậu. An đệ nhà mình không phải là ví dụ hay sao? Ai mà không nhìn ra nó yêu Hướng Chấn Vũ, yêu muốn chết, nhưng mà Hướng Chấn Vũ chỉ đùa bỡn một lần, nó liền sống chết muốn ly hôn. Mình sẽ không ly hôn. Kỷ Nhất Thế nhìn điếu thuốc. Cậu không muốn, nhưng mà nếu cô ấy muốn, cậu khó có thể trói buộc, không để cô ấy đi được, hay lại lấy anh trai cô ấy làm cái cớ, ép cô ấy ở bên cậu đây. Thẩm Ước thừa nhận, mình không nên nói những lời này, nhưng cũng bởi vì là bạn bè tốt của nhau nên mới nói ra. Trác Viện không có một chút tình cảm nào đối với Kỷ Nhất Thế. Một khi cô biết chân tướng, Thẩm Ước không dám nghĩ đến hậu quả. Đêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh, ngồi phía sau xe, nhìn cảnh vật trên đường, Kỷ Nhất Thế mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Trác Viện có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Trác Viện có hay không có khả năng, sau này cũng sẽ yêu anh.
Đáng tiếc ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu, trên mặt anh liền có chút tự giễu. Cô có thương anh hay không? Trong khi mà anh ép cô như vậy, cô hận anh không kịp nữa kìa. Chẳng qua, cô hận cũng tốt, không thương cũng được. Anh chỉ biết mình sẽ là không buông tay. Sau khi thông báo chuyện kết hôn với Kỳ Nhất Thế, mẹ Trác đầu tiên là giễu cợt Trác Viện mấy câu, sau đó yêu cầu cô trước khi kết hôn nên chuyển về nhà. Dù sao nhà họ Kỳ cũng có địa vị hiển hách, là đầu rồng giới tài chính Đài Loan, sản nghiệp gia tộc phong phú, cơ hồ là liên quan đến tất cả các ngành nghề, càng không cần phải nói đến Kỳ Nhất Thế. Giờ là người nối nghiệp của nhà họ Kỳ, gả cho người đàn ông như vậy, phía sau có sự tình gì mẹ Trác cũng không rõ. Trác Viện cho rằng ít nhất phải nói qua cho người nhà họ Kỳ, nhận được sự đồng ý của bọn họ, chuyện hôn sự này mới có thể giữ lời. Không nghĩ tới Kỳ Nhất Thế đã nhanh chóng công khai tin tức này ra ngoài, thậm chí cô còn chưa gặp người nhà họ Kỳ. Khi mà tin tức giật gân này được truyền miệng trong giới kinh doanh, Trác Viện cả đêm trằn trọc không ngủ được, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt, nên không biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cho đến 8 giờ sáng, nhận được cuộc gọi điện thoại của Kỳ Manh Manh, gọi từ nước ngoài, hô to gọi nhỏ ở đầu dây bên kia, cô mới tỉnh. Viện Viện, cậu thật muốn kết hôn cùng với anh cả mình ư? Anh cả mình cả ngày bày ra cái bộ mặt tú lơ khơ, không nói cũng không cười, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, cậu thật muốn gả cho anh ấy sao? Không cho cô kịp mở miệng, Kỳ Manh Manh tự mình nói. Có phải anh ấy uy hiếp cậu cái gì không? Hay bắt cậu gả cho anh ấy? Hai người không kết giao sao lại muốn kết hôn? Cậu nói cho mình biết đi, mình lập tức trở về Đài Loan, nói cho cha mẹ biết, hay là mình nói cho ông nội là anh ấy nói bậy, đừng sợ. Bởi vì lo lắng cho bạn tốt, ngay cả việc học của Kỳ Manh Manh cũng để sang một bên. Thật vất vả đợi Kỳ Manh Manh nói xong, Trác Viện lúc này mới mở miệng nói. Manh Manh, sao cậu biết chuyện này? Sao mình lại không biết? Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn tài chính Kỳ Thị sáng hôm nay chính thức công bố tin tức. Hiện tại toàn thế giới, ai mà không biết anh cả mình kết hôn chứ? Cậu không biết mấy năm nay có bao nhiêu cô gái đấu đá nhau muốn gả cho anh cả mình đâu. 5 lần 7 lượt anh ấy đối với những người phụ nữ kia đều không có hứng thú. Hiện tại đột nhiên tuyên bố kết hôn, đối tượng lại là cậu. Chuyện lớn như vậy, cậu không nói với mình, chúng ta còn là bạn bè tốt của nhau nữa không? Kỳ Manh Manh ở đầu dây bên kia trách mắng cô. Manh Manh, cậu phản đối mình gả cho anh trai cậu sao? Mặc dù chuyện kết hôn không phải là tự nguyện, nhưng mà Trác Viện biết thân phận con riêng có thể sẽ bị người nhà họ Kỳ ghét bỏ. Cô không hy vọng vì chuyện này mà hai người trở nên có khoảng cách. Sao mình lại phản đối? Chúng ta là bạn bè. Cậu muốn gả cho anh trai mình, dĩ nhiên là mình phải giơ hai tay, hai chân mà tán thành rồi. Chỉ cần cậu hạnh phúc, mình không phản đối. Kỳ Manh Manh ở đầu dây bên kia la hét. Nhưng chuyện cậu gả cho anh mình, trước đó anh ấy giữ bí mật rất cẩn thận. Ngay cả cha mẹ mình cũng là không biết chuyện này. Hiện tại ở nhà đang rất náo nhiệt. Là người nhà của cậu phản đối tớ sao? Thật ra thì ngay từ lúc Trác Viện đáp ứng gả cho Kỳ Nhất Thế, cô cũng đoán được người nhà họ Kỳ sẽ phản đối, nên cô mới chọn làm tình nhân của anh. Cô dù sao cũng là con riêng, thân phận không được tính là cao quý. Là bạn của Kỳ Manh Manh, bọn họ có thể thân thiết, nhưng gả cho Kỳ Nhất Thế để làm vợ của anh thì đừng nói tới. Mình không rõ ý của người nhà, nhưng mà cậu không cần lo lắng. Anh cả của mình rất mạnh mẽ. Một khi anh ấy đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi được. Cho dù là người nhà của mình phản đối đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ lấy cậu. Kỳ Manh Manh đối với điểm này của anh cả luôn có lòng tin, không cần phải lo lắng. Viện Viện, người mà mình lo lắng là cậu đấy. Sao cậu đột nhiên lại kết hôn cùng với anh cả của mình? Người trong lòng cậu không phải là Phương Đại Tề sao? Đối với nghi vấn của Kỳ Manh Manh, Trác Viện ở đầu dây bên này không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ chọn cách im lặng. Từ ngày đó nói lời tạm biệt với học trưởng, cô liền bắt mình không nên nghĩ đến anh nữa. Không nghe thấy tiếng đáp trả của Trác Viện, Kỳ Manh Manh ở đầu dây bên kia bắt đầu gấp gáp. Viện Viện, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nói cho mình biết đi, chỉ cần có thể, mình nhất định sẽ là giúp cậu. Người khác không biết rõ tình cảnh nhà họ Trác, nhưng mà Kỳ Manh Manh cô rất tinh ý, biết rõ Trác Viện ở nhà họ Trác bị coi thường dẫn đến tính cách nhẫn nhục, chịu đựng. Nghe được lời nói quan tâm của Kỳ Manh Manh, Trác Viện cảm thấy ấm áp ở trong lòng, âm thanh nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Từ vấn đề nợ nần ở trong nhà cho đến cô bị buộc làm tình nhân của Giang Gia Văn,
đến cuối cùng đồng ý gả cho Kỳ Nhất Thế. Không có ai hỏi cảm nhận của cô, chỉ bắt buộc cô làm cái này, làm cái kia. Tất cả uất ức đều chất chứa ở trong lòng, không biết nên nói với ai, cũng không biết nên nói từ đâu. Trác Viện vẫn đang muốn mở miệng nói với Kỳ Manh Manh không cần phải lo lắng, đột nhiên nghe thấy âm thanh cãi vã ở bên ngoài của Trác Trinh cùng với mẹ Trác, tiếng bước chân ngày càng gần. Manh Manh, mình không sao. Trước không nói chuyện với cậu nữa, mình sắp trễ giờ đi làm rồi. Trác Viện nói dối gạt cô ấy, khi mà cô quyết định dọn đến nhà trọ cũng là chính thức đưa đơn xin từ chức cho trưởng phòng. Từ hôm qua, công việc của cô đã bàn giao xong nên không cần đi đến công ty nữa. Chẳng qua cái vã ở bên ngoài làm cô bất an, rất sợ hai người lại đột nhiên tiến vào phòng mình. Tốt lắm, chờ mình trở về, chúng ta sẽ nói rõ. Cúp điện thoại, Trác Viện chui vào trong chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô vừa mới nhắm mắt lại, Trác Trinh liền gõ cửa đi vào phòng cô, đồng thời cũng đóng cửa lại. Mẹ, mẹ đừng vào, con muốn nói chuyện với cả Trác Viện một chút. Trước khi đóng cửa, anh cũng không quay đầu lại mà nói. Viện Viện. Trác Viện tính giả vờ ngủ tiếp, không muốn đối mặt với anh trai cô sợ mình sẽ khóc. Anh biết em không ngủ. Trác Trinh tức giận vạch trần cô. Trác Trinh đến gần giường, từ trên cao nhìn Trác Viện đang nằm cuộn tròn lại. Nếu như không phải vừa lái xe trở về, đầu óc chỉ hơi tỉnh táo, anh không chắc mình sẽ không đem cô đánh cho một phen. Sao cô lại đáp ứng gả cho Kỳ Nhất Thế? Hơn nữa chuyện này xảy ra lại là lúc anh đang đi công tác ở Nhật Bản. Khi mà anh nghe được tin tức kia, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, hoàn toàn không hiểu sao lại nhận được điện thoại chúc mừng. Anh mới biết chuyện này là thật, gọi điện thoại di động cho cô nhưng mà không ai nhận, vội vàng chạy về nhà, chính là muốn nghe cô nói rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì. Viện Viện thấy cô chậm chạp không chịu vén chăn lên, Trác Trinh thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh giường, cánh tay dài nhấc lên kéo chăn ra. Trong chăn có một đôi mắt vô tội nhìn anh, làm cho anh tức giận, lại bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, muốn mắng nhưng lại không biết mắng cái gì. Đứng lên. Vẻ mặt của Trác Trinh đỏ lên. Anh hai. Trác Viện nhất thời im lặng, môi mấp máy nhưng mà không biết nói cái gì. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em nói rõ cho anh nghe. Anh rất tức giận. Trời rất lạnh nhưng mà Trác Trinh lại cảm thấy toàn thân mình nóng đến toát cả mồ hôi. Thô lỗ cởi áo tây trang ném lên trên giường. Cà vạt cũng bị kéo tới cong vẹo, tức giận nhìn cô. Thấy thế, Trác Viện biết tránh không thoát, chỉ đành chậm rãi ngồi dậy, trầm mặc trừng to đôi mắt nhìn anh trai. Viện Viện, cho anh một lý do, tại sao muốn kết hôn với Kỳ Nhất Thế? Bọn họ vốn là hai người xa lạ, sao đột nhiên lại kết hôn? Giống như anh nhìn thấy, kết hôn là chuyện quan trọng, nhưng em lại không bàn với anh, cứ như vậy đáp ứng người ta. Quan trọng nhất là chuyện này, anh lại biết được từ miệng người khác. Em gái của mình muốn kết hôn, điều này làm cho anh có thể không tức giận sao? Anh hai, anh trước hãy nghe em nói đã. Trác Viện thử tìm lý do để anh trai có thể tiếp nhận, nhưng mà hiện tại trong đầu cô rất loạn và trống rỗng. Viện Viện, em nói cho anh biết, em thích Kỳ Nhất Thế không? Dù sao Trác Trinh cũng là lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh hiểu rõ gia thế của nhà họ Kỳ như thế nào. Kỳ Nhất Thế lại là người nắm quyền sản nghiệp, đối tượng mà anh ta muốn kết hôn. Tùy tiện chọn thì cũng có nhà tốt hơn nhà bọn họ. Hôn lễ này không thể nói kết là kết. Nói cho anh biết, em không phải vì muốn giúp anh hai mà kết hôn cùng anh ta đấy chứ. Có phải anh ta ép em hay không? Hay là mẹ nói với em cái gì? Mới vừa về nhà, chính vì chuyện này mà Trác Trinh cãi nhau với mẹ Trác. Em chỉ cần trả lời anh, có phải hay là không? Trác Trinh nhìn chằm chằm em gái, hỏi. Trác Viện thấy sắc mặt của anh trai khó coi, không dám giấu giếm anh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đáng chết, em ngốc vậy, cho dù là công ty phá sản, em cũng không cần gả cho Kỳ Nhất Thế. Trác Trinh thấp giọng mắng, nhưng mà sau đó lại đau lòng, ôm chầm cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thở dài. Chuyện kết hôn, anh hai sẽ cự tuyệt, chuyện này em sẽ không cần lo lắng. Anh hai là đàn ông, có thể tự nghĩ biện pháp. Từ nhỏ Trác Viện rất thân với anh, mọi việc đều lệ thuộc vào anh. Biết điều lại nghe lời, mặc dù bọn họ cùng cha khác mẹ, nhưng mà từ trong lòng anh rất yêu thương đứa em gái này. Anh chưa từng nghĩ tới Trác Viện hay xấu hổ, ngoan hiền này sẽ có một ngày vì anh, vì công ty mà đồng ý kết hôn với người mà mình không thương. Trong lòng cô chắc có rất nhiều ủy khuất. Anh hai, Viện Viện, từ nhỏ em rất ngoan.
anh hai hy vọng em có thể tìm được người đàn ông tốt, ít nhất là người thương yêu em. Em không thể gả cho Kỳ Nhất Thế. Em không cần phải đem hạnh phúc của mình ra mà đùa giỡn. Anh hai sẽ không để cho em chịu khổ như vậy. Ngay bây giờ, anh sẽ hẹn Kỳ Nhất Thế ra ngoài, yêu cầu anh ta hủy bỏ chuyện kết hôn. Chuyện kéo dài thời gian trả nợ, anh coi như chưa xảy ra. Chắc Trinh đảm bảo. Thế anh trai muốn đứng dậy, Chắc Viện vội vàng muốn nắm tay anh. Anh hai, không, không nên. Viện Viện, nếu như em vì nợ nần mới gả cho Kỳ Nhất Thế, cha mà biết, ông cũng không đồng ý cách làm này của em đâu. Chắc Trinh ngăn tay cô lại, dù thế nào, anh cũng muốn ngăn cản chuyện hôn sự này. Chắc Viện lắc lắc đầu. Cô biết nếu không gả cho Kỳ Nhất Thế, thì bác gái nhất định sẽ ép cô gả cho người đàn ông khác. Vậy gả cho ai đối với cô cũng không quan trọng. Anh hai, là em muốn gả cho anh ấy. Tại sao? Viện Viện, em đừng sợ. Anh hai nói rõ với anh ta. Anh nhất định sẽ nói rõ với anh ta. Anh hai, anh không phải hy vọng sau khi em tốt nghiệp đại học xong sẽ lập tức kết hôn hay sao? Hiện tại Kỳ Nhất Thế muốn kết hôn với em, tại sao anh lại phản đối? Đứa ngốc, khi đó anh hai chỉ nói đùa. Em mới được bao nhiêu tuổi đâu? Một cô gái 22 tuổi, anh hai không thể trơ mắt nhìn em vì nợ nần trong nhà mà gả cho người em không thương. Như vậy cả đời em sẽ hối hận, hiểu không? Trác Trinh ngăn tay Trác Viện, xoay người bước ra khỏi phòng cô, lại nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh Trác Viện. Thích, em thích anh ấy. Cô bỏ qua nỗi đau ở trong lòng, hoảng hốt mà nói như vậy. Trác Trinh không thể tin mà quay đầu nhìn cô, cho rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt kinh ngạc. Em nói gì? Em thích Kỳ Nhất Thế, em muốn gả cho anh ấy. Viện Viện, thật sự, em thích anh ấy mà. Sao em lại thích anh ta? Em biết anh ta là người như thế nào không? Cái người đàn ông đó không phải là người em có thể chọc vào đâu. Em... Chắc Trinh còn muốn nói điều gì, nhưng lại không nói gì nữa. Nhưng em muốn gả cho anh ấy. Trác Viện lẩm bẩm nói, cúi đầu không dám nhìn Chắc Trinh nữa. Vấn đề là, nếu như em gả cho Kỳ Nhất Thế, anh ta không đối tốt với em thì làm sao? Lấy gia thế nhà họ Kỳ ra nói, đến lúc đó, thân là anh trai cô, anh lấy cái gì để bảo vệ cô đây? Mà anh sao có thể nói cho cô biết, nguy cơ tài chính xảy ra nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là do Kỳ Nhất Thế mà tạo thành. Ban đầu anh nghĩ mãi không ra lý do Kỳ Nhất Thế làm như vậy để làm gì, hiện tại mới hiểu. Thì ra là vừa bắt đầu, Kỳ Nhất Thế đã hướng về phía em gái mình. Vậy thì sao có thể yên tâm giao Trác Viện cho anh ta? Anh à, sẽ không đâu. Em sẽ cố gắng là một người vợ thật tốt, nghĩ biện pháp lấy lòng anh ấy. Sẽ không để cho anh ấy chán em đâu. Trác Viện ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đứa ngốc, Viện Viện nhà chúng ta sao lại ngốc tới như vậy? Trác Viện nhà anh sao lại ngốc tới như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Sao anh yên tâm gả cô cho một gia tộc lớn như nhà họ Kỳ? Ngày ngày phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Nếu như Kỳ Nhất Thế đối không tốt với cô, thì làm sao bây giờ? Kết hôn với Kỳ Nhất Thế không phải là Trác Viện cam tâm tình nguyện, lại không bôn đăng hộ đối. Mấy ngày nay cô đều suy nghĩ, không biết chừng ngày nào đó, người nhà họ Kỳ sẽ tìm tới cô và nói rằng không muốn cô gả cho anh ta. Ngày thứ ba khi mà tin tức kết hôn được công khai, cô nhận được điện thoại của mẹ Kỳ, muốn cô đến nhà họ Kỳ một chuyến. Cô cho rằng bà muốn yêu cầu cô hủy chuyện kết hôn. Trong một tiếng, cô thay bộ âu phục, đeo đồ trang sức trang nhã, ngồi trong xe riêng của mẹ Kỳ đã an bài. Dọc đường đi, Trác Viện tự xây dựng tâm lý cho chính mình, an ủi mình không cần sợ. Nếu mẹ Kỳ không chấp nhận chuyện hôn sự này, cô có thể lại yêu cầu Kỳ Nhất Thế để cho cô làm tình nhân. Đối mặt với phản đối của người nhà, anh cũng sẽ không gây sự với cô nữa. Sau khi xuống xe, đi vào biệt thự nhà họ Kỳ, tòa nhà này tráng lệ hơn so với nhà cô rất nhiều. Trong ấn tượng của cô, trước khi Kỳ Manh Manh ra nước ngoài, cô thường xuyên đến đây làm khách. Nơi này đối với cô không xa lạ gì, nhưng mà hôm nay thân phận của cô cũng khác rồi. Đứng ở trong phòng khách nhà họ Kỳ, Trác Viện xấu hổ nhìn mẹ Kỳ đi xuống từ trên cầu thang. Tuy đã qua tuổi 50, nhưng mà do cuộc sống an nhàn và sung sướng, lại được chăm sóc tận tình, bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã nên là so với tuổi thật cũng còn trẻ hơn. Nhìn mẹ chồng tương lai này, Trác Viện cẩn thận nắm túi sách, thất lễ gọi. Cháu chào bác gái. Trước kia khi cô bé tới biệt thự nhà họ Kỳ chơi,
Mẹ Trác thường cùng đi xã giao với chồng nên là rất ít khi ở nhà, nhưng mà đối với cô cũng khá thân thiết. Ngồi đi, sao lại đứng ngây ngốc như thế? Mẹ Kỳ ngồi xuống sofa trong phòng khách để người hầu chuẩn bị hoa quả cùng điểm tâm. Trác Viện đặt túi sách ở trên đầu gối, lễ phép ngồi xuống. Mẹ Kỳ bưng tách trà nóng mà người hầu vừa mới đưa lên uống một ngụm rồi mới nói. Vốn bác cực kỳ phản đối chuyện hôn sự của con với A Thế, nhưng mà nó lại kiên trì, không phải là con thì không lấy. Chuyện tuổi trẻ các con, bác cũng không tiếp tục phản đối. Dù sao kết hôn cũng là do hai con, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau, bác cũng không can thiệp. Nói xong, mẹ Kỳ đánh giá nụ cười miễn cưỡng của Trác Viện có phần cứng ngắc. Bà an ủi, đừng sợ, hôm nay bác tìm con chỉ là muốn tâm sự với con, hiểu biết con thêm mà thôi. Trác Viện gật đầu, không dám nhìn mẹ Kỳ, khó khăn túm chặt túi sách. Cháu có biết vì sao bác lại phản đối chuyện kết hôn không? Trác Viện cười khổ trong lòng, gật gật đầu. Bác liền nói thật, cháu là bạn tốt của Manh Manh, người cũng xinh đẹp dịu dàng, bác làm sao có thể không thích cháu. Nhưng dù sao cháu cũng là con riêng, tuy cũng đã nhận tổ quy tông là người của nhà họ Trác, nhưng mà cũng không phải là chuyện tốt. Nhà họ Kỳ trên thương trường coi như là gia đình có uy tín và danh dự, nếu nói không để ý là gạt người. Mẹ Kỳ bất đắc dĩ nói ra lời trong lòng. Đối với việc mình là con gái riêng, từ nhỏ Trác Viện đã hiểu rất rõ, cho nên cô không trách mẹ Kỳ nói như vậy. Ai cô cũng không trách, bởi vì đây vốn là sự thật. Cô chỉ lặng lặng ngồi đó lắng nghe mà không hề lên tiếng. Bác vốn muốn tìm cho A Thế một người con gái môn đăng hộ đối với nhà bác, nhưng cháu yên tâm, nếu hiện tại bác đồng ý cho hai đứa kết hôn, bác sẽ đối đãi với cháu là thật lòng. Mẹ Kỳ cười cười nói. A Thế vốn vội vã muốn cưới cháu vào cửa, nói đính hôn cũng bỏ bớt đi, hôn lễ cũng muốn xử lý đơn giản, nhưng mà ông bà nội nó không đồng ý. Nó là cháu đích tôn ở trong nhà, lại là người nối nghiệp, thân phận không nhỏ nên là muốn làm long trọng. Hôn lễ mời rất nhiều bạn bè trong giới, đến lúc đó bí mật khó mà giữ. Nếu có ai nói gì khiến cháu khó chịu thì cũng không nên quá để ý. Trác Viện đành cam chịu gật đầu vâng. À đúng rồi, mày nói chuyện, đã quên đưa thứ này cho cháu. Mẹ Kỳ đem đồ chuẩn bị ở trên bàn, để một hòm trang sức cổ điển trước mặt Trác Viện. Mở ra xem, nhìn xem cháu có thích không. Hai tay của Trác Viện nhận lấy cái hộp trang sức, mở ra xem theo ý của mẹ Kỳ, vừa thấy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà. À, bác gái, vật này rất quý, cháu không thể nhận. Tuy rằng cô không nghiên cứu đá quý, nhưng những vật trong hộp này nhìn qua rất xa xỉ, cô không dám cầm. Trác Viện đậy cái hộp lại, cẩn thận đẩy trở lại trước mặt mẹ Kỳ. Mẹ Kỳ cười nâng chén trà lên, uống một ngụm. Những thứ này là khi bác kết hôn, mẹ chồng cho bác, hiện tại bác lại giao lại cho cháu. Dạ, cháu... Trác Viện không nghĩ tới mẹ Kỳ hẹn mình là vì muốn đưa những cái đồ trang sức này cho mình, có chút được yêu thương mà kinh hoàng. Ngày kết hôn, cháu đeo đồ trang sức đó đi. Bác biết A Thế sẽ mua cho cháu, nhưng mà những thứ này là đồ gia truyền, ý nghĩa là khác nhau. Chính là quý giá như vậy, Trác Viện thật sự là khó mà nhận lấy. Đứa con trai kia của bác từ nhỏ rất có chủ kiến, làm việc quyết đoán, là người đàn ông có thể dựa vào. Tuy nhiên, tính cách lại lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng mà bác xem, nó sẽ là đối tốt với cháu. Trác Viện do dự có nên đem chân tướng kết hôn nói cho mẹ Kỳ biết hay không. Sau vẫn là không nói. Ít nhất thì mẹ Kỳ cũng không làm khó dễ cô, cũng không ghét cô. Điều này làm trong lòng cô dễ chịu đi không ít. Còn có, bác cũng nói qua với A Thế, chờ sau khi mà hai đứa kết hôn xong, cũng đừng dùng biện pháp tránh thai, khẩn trương giúp ở trong nhà có thêm cháu. Nó không đáp ứng thì bác cũng sẽ nói với cháu. Bác với ông nội nó, cái gì cũng là không cầu. Chỉ cần hai đứa mau sinh một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, chúng ta liền sẽ vui vẻ. Mẹ Kỳ vừa nói xong, liền nghe thấy âm thanh của Kỳ Nhất Thế truyền đến từ bên ngoài cửa. Con đã về ư? Không dự đoán được anh sẽ về nhà vào lúc này, mẹ Kỳ cùng với Trác Viện kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Kỳ Nhất Thế mặc một bộ thường phục, người hầu theo sau giúp anh cầm bộ đánh gôn vào. Anh đi đến bên cạnh Trác Viện, ngồi xuống, thân mật ôm eo cô. Em đã đến rồi. Sao lại về vào lúc này? Mẹ Kỳ nhìn anh một cái xem thường, nói thầm ở trong lòng. Con trai là bà sinh ra, chẳng lẽ lại không đoán được tâm tư của nó sao? Còn không phải sợ bà làm khó dễ người phụ nữ của nó. Xem ra, con trai của bà không phải là chơi đùa,
mà là thực sự thích Trác Viện. Thôi, dù sao chuyện hôn sự này cũng đã đồng ý, bà không tính làm Trác Viện khó xử. Tuy nhiên trong lòng vẫn là chướng mắt thân thế con gái riêng của Trác Viện, nhưng nó đối tốt với con bà, mà A Thế cũng thích cô bé. Chỉ cần con trai đồng ý kết hôn, bà cái gì cũng sẽ đồng ý. Kỳ Nhất Thế cố ý không phát hiện ra ánh mắt xem thường của mẹ mình, bình tĩnh nói. Hôm nay cùng khách hàng chơi bóng, chạy nhiều mồ hôi, con về tắm rửa trước rồi mới đến công ty. Vậy à, vậy thì vừa lúc con đưa Viện Viện về nhà đi. Mẹ hẹn bạn đi chơi mạt trượt, con mang nó đi xem phòng tân hôn đi, hỏi xem nó có cần thêm thứ gì không. Mẹ Kỳ cực kỳ nể tình, không vạch trần rõ tâm tư của con trai, vừa nói vừa đứng lên. À đúng rồi, buổi sáng mai Manh Manh gọi điện cho mẹ đấy. Nói qua vài ngày nữa, nó cùng với A Xanh sẽ trở về, con nhớ đi sân bay đón người. Con biết rồi. Nghĩ đến Kỳ Manh Manh muốn về nước, anh đối với cô em gái chỉ sợ thiên hạ không loạn này thì đau hết cả đầu. Viện Viện, con ngồi chơi một chút, bác ra ngoài trước. Vâng ạ, hẹn gặp lại bác. Trác Viện tránh tay Kỳ Nhất Thế, đứng lên tạm biệt mẹ Kỳ. Cũng sắp kết hôn, đừng gọi là bác nữa, đổi giọng gọi lại mẹ đi. Mẹ Kỳ sửa cách xưng hô cho cô. Trác Viện gật gật đầu, mãi đến khi mẹ Kỳ ra đến cửa, trong phòng khách chỉ còn lại cô cùng với Kỳ Nhất Thế. Mẹ anh tìm em nói chuyện gì vậy? Kỳ Nhất Thế cố ý bảo cô ngồi xuống, cầm hộp trang sức ở trên bàn mở ra xem một chút. Bác đem đồ trang sức này đưa cho em. Trác Viện ngồi trở lại sofa, ánh mắt không nhìn anh, chỉ ôn hòa đáp lời. Em không nhận. Vì sao em lại phải không nhận? Cho em liền nhận đi. Kỳ Nhất Thế đóng cái hộp trang sức lại. Hay là em không thích? Anh mới nhìn một chút, trang sức có kiểu dáng cổ điển đấy. Không phải, cái này rất quý, em lo mình sẽ là làm mất. Nếu mất thì lại mua, cất kỹ. Sau này cô là người phụ nữ của anh, cái gì cô thích, mặc kệ là đắt bao nhiêu, anh cũng đều sẽ mua cho cô. Anh thích cô, muốn cưng chiều cô, lấy phương thức người đàn ông cưng chiều người phụ nữ của mình. Vẫn là đưa lại cho anh, em... Hôn lễ em đeo đi, mẹ anh sẽ là rất cao hứng đấy. Anh vốn lo lắng mẹ sẽ làm khó dễ Trác Viện. Vừa lúc cha thông báo thời gian cô đến, anh liền vội vàng bỏ khách hàng lại mà trở về nhà. Hoàn hảo, mẹ anh không phải là bà mẹ chồng ác. Trác Viện hiểu ý tứ trong lời nói của Kỳ Nhất Thế, đành phải ngoan ngoãn cầm cái hộp trang sức. Từ giờ phút này, cô liền tự mình nói với mình, sẽ nghe lời Kỳ Nhất Thế, tận lực không để cho người nhà họ Kỳ ghét mình. Anh không thương cô, cũng không sao. Cô cũng không tham lam. Quay đầu thấy cô có vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào hộp trang sức. Kỳ Nhất Thế không nói hai lời, đưa tay qua lấy nó, thuận tiện ôm cô lên. Hành động bất ngờ này làm cho Trác Viện xấu hổ kêu lên. Làm sao? Mau thả em ra. Trác Viện vừa thẹn vừa khẩn trương, mặt đỏ lên, sợ bị người hầu nhìn thấy. Không phải mẹ muốn em đi lên nhìn phòng tân hôn hay sao? Kỳ Nhất Thế không để ý đến sự vùng vẫy của cô, cũng không sợ người hầu bắt gặp, ôm cô đi về phía phòng mình. Không cần, em không có ý kiến gì. Cô vỗ vỗ vai anh, vội vã muốn buông cô ra. Lại ầm ĩ, anh liền hôn em đấy. Lần nào cũng vậy, lại dọa cái này, rốt cuộc Trác Viện cũng lại yên lặng dựa vào anh. Không hề lộn xộn nữa, anh nhất thời rung động, không để ý đến sự tránh né của cô, cúi đầu xuống hôn môi cô. Nụ hôn này rất sâu, cho đến khi anh dùng chân đạp cửa phòng mở ra, để cho Trác Viện dựa trên cánh cửa hôn tiếp. Hơi thở gấp gáp, da thịt nóng bỏng, thanh âm của nụ hôn liên tục vang lên bên tai. Trác Viện bị hôn đến khó chịu, một tay đẩy lồng ngực của Kỳ Nhất Thế ra, một tay ngăn tay anh di chuyển đến thắt lưng cô, một đường xâm nhập đến trước ngực cô, bừa bãi mà làm càn ở nơi đó. Không nên. Cô thẹn thùng xoay mặt đi, né tránh anh. Hơi thở gấp gáp, ngọt lịm, động lòng người. Không nên cái gì? Lúc này Kỳ Nhất Thế cực kỳ giống vô lại, chống đỡ trên môi cô. Lời nói không giống với lúc bình thường, không thô bạo, không bá đạo, nhưng lại giống như đang tán tỉnh cô. Nửa người dưới áp chặt vào người cô, muốn cô cảm nhận được tình cảm của anh. Em sợ. Bụng dưới đột nhiên bị cảm xúc căng cứng của anh đáp lại. Trác Viện khẩn trương nói không ra lời. Cô xoay người muốn né tránh, nhưng lại bị anh kìm lại, làm cho cô không thể cử động được. Trác Viện bị anh hôn, có chút run lên, thanh âm giống như làm nũng, cầu khẩn, kích thích ham muốn của anh. Làm cho anh nhất thời, kìm trụ gáy cô, lại một lần nữa cúi đầu xuống, hung hăng, mà hôn cô. Lời nói của cô cũng đã bị nuốt vào. Bởi vì ham muốn tăng vọt,
Kỷ Nhất Thế hôn cánh môi anh Đào mềm mại không dứt, không nỡ kết thúc cho đến khi Trác Viện cảm thấy mình hít thở không thông, đưa tay đập bả vai anh, môi của anh mới chậm rãi rời đi. Cô theo bản năng đưa tay che đôi môi, phát cáu đẩy anh ra, rất đau. Thấy bộ dạng đáng thương của cô, Kỷ Nhất Thế ôm cô vào ngực, cố gắng thở bình thường để che giấu ham muốn bị cô vén lên. Trác Viện biết anh sẽ không quấy phá cô nữa, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới có tâm tư mà đánh giá cái phòng này. Đây là lần đầu tiên cô tới phòng anh. Trước kia chỉ vào trong phòng của Kỷ Manh Manh. Phòng này trái ngược hẳn với phong cách của con gái. Đậm chất khí phách đàn ông hơn, phong cách chủ đạo theo màu đen trắng. Tường màu trắng, đồ vật trang trí màu đen. 10 phần khí phách, không nhìn ra một tia ôn nhu. Đưa mắt nhìn tiếp, đầu tiên là một chiếc giường đôi hết sức bắt mắt, làm cho cô đỏ mặt, rời mắt ra chỗ khác. Mặt khác còn có 2 cánh cửa, một cái là phòng tắm, cái còn lại hẳn là thông với thư phòng của anh. Cô còn nhìn thấy bên trong tủ sách có rất nhiều sách nữa. Em thích không? Tiếng nói khàn khàn của anh truyền vào tai cô. Cô thu hồi tầm mắt, cả hai nhìn nhau. Vậy có muốn nằm trên giường chút hay không? Anh vừa nói xong, toàn thân Trác Viện lập tức căng thẳng. Động cũng là không dám động, chỉ dám lắc đầu từ chối. Nhưng anh muốn em tới đó nằm. Em cần phải trở về. Không phải anh còn muốn tới công ty sao? Em... Cô bị ý nghĩ làm cho sợ đến không nói ra lời, thử đẩy anh ra, sợ anh lại tâm huyết dâng trào ôm cô lên giường. Nhìn cô bị làm cho sợ đến mức lời nói cũng không mạch lạc, Kỷ Nhất Thế khiêng cô lên trên vai, nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, 3 bước cũng thành 2 bước, đi tới bên giường, không hề dịu dàng mà đặt cô xuống. Anh... Ngồi yên, anh muốn tắm, biết điều thì ngồi trên giường một chút, chút nữa anh sẽ đưa em về. Anh nhéo khuôn mặt đỏ bừng của cô, hôn xuống môi cô. Anh còn bận, em tự về được. Vừa nghe cô nói như thế, Kỷ Nhất Thế nghiêng người hướng về phía cô, hại cô phải lấy củi trỏ chống xuống giường. Lúc anh đi ra ngoài, nếu em không ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cẩn thận hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu. Thế cô lập tức nghe lời nằm ngửa ra, giống như một học sinh tiểu học. Lúc này anh mới cầm quần áo và đi vào trong phòng tắm. Trác Viện không nghĩ tới vừa nằm xuống mà lại có thể ngủ ngon lành. Khi mở mắt ra, trời đã tối, xuyên qua rèm cửa sổ mơ hồ có thể thấy ánh trăng. Căn phòng xa lạ, cách bài trí xa lạ, một hơi thở vừa xa lạ lại vừa thân quen là hương thơm trên người Kỷ Nhất Thế. Lúc này cô mới nhớ cô đang ngủ trên giường anh, bởi vì trong phòng tắt đèn, không nhìn thấy đồng hồ nên là cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Kỷ Nhất Thế đâu? Anh ấy không có ở đây. Anh nói muốn đưa cô về nhà cơ mà, cô lại ngủ quên ở trên giường của anh rồi. Tỉnh ngủ rồi sao? Thanh âm của Kỷ Nhất Thế truyền đến, cô chợt nhìn quanh, thế nhưng anh lại ngủ ngay bên cạnh cô. Trác Viện cho rằng trên giường chỉ có một mình, thấy Kỷ Nhất Thế nằm bên cạnh, vội vàng đứng dậy, vừa cử động, mới phát hiện âu phục trên người mình, sớm chẳng biết đã đi đâu. Lúc này trên người cô là một cái áo sơ mi của đàn ông, không cần đoán cũng biết ai đổi giúp cô. Trác Viện khẩn trương bắt lấy cổ áo mở rộng, không muốn cùng giường với anh trước lúc kết hôn. Mặc dù bọn họ sắp trở thành vợ chồng, nhưng vẫn còn rất xa lạ đối với nhau. Cho dù cô đã không còn là thiếu nữ, nhưng mà trong lòng không tránh khỏi có chút sợ hãi với chuyện chăn gối. Em ngủ quên. Cô nghĩ muốn về nhà. Cái kia, quần áo của em đâu? Cưỡng chế bối rối ở trong lòng, cô hỏi. Gấp cái gì, theo anh nằm một chút. Nhìn thấy cô lùi về phía mép giường, nắm chặt khăn trải giường, Kỷ Nhất Thế có chút giận dỗi nhìn cô. Sao, lo lắng hiện tại anh muốn em? Cô tránh né anh, làm cho anh không vui, đành mở đèn đầu giường, lạnh lùng hỏi cô. Không phải. Trác Viện lắc lắc đầu, không nhịn được cách xa anh hơn một chút nữa. Lúc này Kỷ Nhất Thế lại trở lại cái bộ dáng lãnh khốc của mình, làm cho cô không dám tới gần. Ngẩng đầu nhìn anh đi. Không muốn nhìn đỉnh đầu nói chuyện với cô, Kỷ Nhất Thế ra lệnh. Trác Viện vẫn cúi đầu như cũ. Không muốn nhìn anh ư? Thấy cô không chịu ngẩng đầu, thái độ bị coi thường làm cho anh không vui, đơn giản xoay người áp cô dưới thân, nắm được người của cô ép cô nhìn thẳng mình. Không nghĩ tới anh lại đột nhiên làm như vậy. Trác Viện đưa tay ngăn chặn thân thể của anh. Nếu đã đáp ứng kết hôn với anh, sẽ phải quen với sự tồn tại của anh, quen với việc bị anh đụng chạm, hiểu không?
ánh mắt kia mang theo ngọn lửa cực nóng, không báo trước, đem thân thể của mình dán lên người cô, nhưng mà ngay sau đó hơi thở của anh lại lan ra trên chóp mũi của cô. Mặc dù Trác Viện một mực tự nói với lòng mình rằng không nên phản kháng người đàn ông này, vốn dĩ là cô tự nguyện gả cho anh, thân thể của cô dĩ nhiên thuộc về anh, nhưng mà thân thể cường tráng cùng cơ bắp của anh làm cho toàn thân cô run rẩy, cứng ngắc. Lúc này cô chỉ có thể cắn môi dưới thật chặt, sợ mình lên tiếng sẽ làm cho anh nổi lên thú tính. Buông ra, không cho phép cắn. Kỳ Nhất Thế thấy cô không phản kháng như trong dự liệu của mình, chỉ yên lặng mặc cho anh đè ép, cũng không nhúc nhích, không nhìn anh, không cầu xin, một bộ dạng coi anh như chúa tể. Anh chẳng những không hài lòng, lửa giận ở trong lòng lại càng bùng cháy. Anh nheo mắt, ngón tay giơ lên để sát vào môi cô. Trong mắt đen sắc bén tĩnh mịch nhìn Trác Viện, nhìn cô không tự chủ buông môi dưới ra. Đúng vậy, sao cô có thể quên? Cô nên nghe lời anh, thỏa mãn ham muốn của anh. Đây là nhà anh, mà cô là người của anh, không phải hay sao? Anh hào phóng cho cô thân phận như vậy, không thèm để ý đến thân phận con riêng của cô. Thân thể không xuất chúng này cho anh, còn có cái gì luyến tiếc hay sao? Đang suy nghĩ cái gì đấy? Đưa tay mơ trớn gương mặt cô, thấy cô vẫn đi vào cõi mộng như cũ. Anh tò mò hỏi. Không trả lời anh, Trác Viện chậm rãi buông chân ra, hai tay nhích tới lồng ngực của anh, cẩn thận cởi nút áo sơ mi ra. Em làm gì vậy? Bị cử động bất ngờ của cô làm cho anh sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó anh kéo tay cô, không để cho cô tiếp tục. Em đáp ứng anh, em sẽ biết điều nghe lời anh, kết hôn với anh, em sẽ không đổi ý. Cô nhẹ nhàng phun ra những lời này, không nhìn anh, chẳng qua đem ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó trên người anh. Anh tùy ý bắt tay cô lại, đặt sang hai bên trên đầu cô. Không phải không có lực phản kháng, mà là cô biết mình không trốn thoát. Em cho rằng anh dẫn em vào phòng anh, ngủ trên giường anh, chính là vì muốn em. Lúc này câu hỏi của anh, Trác Viện không trả lời. Nói chuyện, chịu không được sự trầm mặc của cô. Kỳ Nhất Thế tức giận bóp cằm cô. Nói cho anh biết. Nếu như anh thật muốn, em có thể. Trong mắt sáng tròn, nhưng mà không thiếu đi nét bi ai trong quá khứ, bên trong con người của cô, phản chiếu ra khuôn mặt cố chấp. Anh muốn cô chỉ nhìn anh, cô liền ngoan ngoãn làm theo, để cho anh hài lòng. Nếu không phải thân thể của cô cứng nhắc, run rẩy đến độ nói năng không lưu loát, cùng với sợ hãi, thiếu chút nữa Kỳ Nhất Thế cho rằng cô chủ động là bởi vì cô khát vọng anh. Nếu đã tỉnh ngộ, như vậy anh còn kiêng kỵ cái gì? Hay anh cho rằng mình nên được cô nói cái gì đó? Thật buồn cười. Vậy để anh nhìn xem, em muốn lấy lòng anh như thế nào, làm cho anh hài lòng. Không hề kìm hãm cô, mà cô tự do hành động, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Trác Viện rất nghe lời, không lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Kỳ Nhất Thế. Đưa tay để trên ngực anh, vụng về, mở chiếc cúc tiếp theo. Một chiếc, rồi lại một chiếc. Trong khi cô vất vả cởi nút áo của anh, Kỳ Nhất Thế vẫn nhìn cô, thấy khóe mắt cô ngấn nước, nhưng mà cũng không hô ngừng, chỉ tàn nhẫn muốn cô tiếp tục. Là do cô đã vén lên dục hỏa, anh không nên thể hiện bất cứ tình cảm nào, bởi vì cô căn bản sẽ không đáp lại. Sao lại không tiếp tục nữa? Chỉ cởi quần áo mà cũng run rẩy như vậy sao? Em còn dám nói muốn theo anh lên giường. Kỳ Nhất Thế lập tức xoay người xuống giường, vốn chỉ muốn dọa cô, cũng không tính muốn cô vào lúc này. Ai ngờ anh vừa chống tay lên, Trác Viện liền ôm lấy người anh, nhất thời làm trọng tâm của hai người chênh vênh. Kỳ Nhất Thế bị đặt dưới thân, Trác Viện lại biến thành ngồi trên người anh. Anh đừng đi. Âm thanh giống như thì thầm, có chút run rẩy. Cô không đợi anh nói chuyện, tay nhỏ liền kéo áo anh, lộ ra lồng ngực cường tráng, rắn chắc. Sau đó cô nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ anh, bắt chước nụ hôn của anh. Môi từ cổ anh một đường đi xuống, đi tới lồng ngực, ở đó nhô ra một điểm nho nhỏ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, cuối cùng đem nó ngậm vào trong miệng. Khi cô làm như vậy, phía trên truyền đến âm thanh hút mạnh không khí của Kỳ Nhất Thế. Tay anh vẫn là không buông xuống, nhưng mà trong nháy mắt, thân thể cứng ngắc của anh đã nói cho cô biết. Anh cũng không thở ơ, điều này làm cho Trác Viện nhất thời quên mất sự khẩn trương vốn có, chỉ muốn cố gắng lấy lòng anh. Đèn ngủ đầu giường phát ra một luồng ánh sáng mập mờ, tay của Trác Viện dán lên sườn anh, nhẹ nhàng vỗ về chiếc eo rắn chắc không một vết sẹo, lực đạo không nặng cũng không nhẹ,
không gợi cảm cũng không trêu chọc, chỉ khập khiễng như vậy làm cho Kiền Nhất Thế dù có ý muốn bình ổn lại thì ham muốn cũng phải cháy lên lần nữa. Khi mà tay cô mang theo cảm giác mát lạnh đụng vào anh, lại làm cho nhiệt độ trên người không giảm đi mà còn tăng thêm. Luồng nhiệt ấy làm cho anh cảm thấy mình sắp bốc cháy. Ánh mắt vốn bình tĩnh trở nên cực nóng như một ngọn lửa. Kỳ Nhất Thế nắm chặt tay, cưỡng chế, muốn kéo cô vào trong ngực anh, hung hăng mà hôn cô. Anh muốn nhìn xem Trác Viện làm cho anh vui như thế nào. Bị nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của Kỳ Nhất Thế dọa sợ, Trác Viện tạm dừng một chút. Cảm thấy ham muốn ở bên dưới của Kỳ Nhất Thế làm thân thể của cô bỗng trở nên gấp gáp. Cô bất an nhích mông một chút, cảm giác Kỳ Nhất Thế vì động tác này của cô mà thân thể cường tráng đột nhiên chấn động. Tiếp theo, hô hấp càng thêm nặng nề, cơ bắp rắn chắc càng xoắn suýt hơn. Anh hình như đang phải đè nén. Cô to gan lớn mật tiếp tục di rời nụ hôn xuống dưới bụng anh, rõ ràng cảm giác được da thịt nơi đó đang co rúm. Anh sợ chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ nổi điên. Ai ngờ anh mới nhẹ nhàng khẽ động, muốn biến bị động thành chủ động. Trác Viện đã ngồi trên người anh, lại cho rằng anh không nhịn được. Hôn anh, hơi thở nặng nề quanh quẩn bên tai cô, nóng bỏng phun lên mặt cô, làm cho cô một phen co rúm. Vẻ mặt cô ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào anh, cẩn thận dán môi mình lên môi anh. Động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, làm cho anh khó có thể kiềm chế. Toàn bộ lý trí của Kỳ Nhất Thế đều biến mất do nụ hôn của cô. Một mặt bị cô quấy rối đến nỗi hận không thể mở miệng nuốt cô. Anh bắt đầu phản công lại, hung hăng hôn cô, làm cho cô chống đỡ không được mà ngừng suy nghĩ lại. Lúc này, anh không cho phép Trác Viện lùi bước nữa. Con mồi anh đợi nhiều năm như vậy mới đến tay, anh không thể nào bỏ qua, cũng không có nhẫn nại mà đợi cô quen. Cho nên, lúc này anh phát huy hết sức lực. Kỳ Nhất Thế thuần thục khác hẳn với sự không lưu loát của cô. Điều này làm cho Trác Viện hiểu rõ người đàn ông này ham muốn cô bao nhiêu. Khi anh vất vả chấm dứt nụ hôn của mình, giọng của anh khàn khàn cất lên. Anh cho em một cơ hội nữa, chỉ cần em nói không cần, anh sẽ dừng lại. Mặc dù cô nhịn xuống không cho mình rơi lệ, nhưng Kỳ Nhất Thế lại không quên ánh mắt ướt át của cô. Cho nên là anh tốt bụng mở miệng. Khát vọng của anh đối với cô nhiều đến nỗi có thể bùng cháy ngay tức khắc, nhưng lại miễn cưỡng chính mình dừng lại, cho cô cơ hội. Một khi cô nói không thì anh sẽ dừng tay lại. Em nguyện ý. Tay của Kỳ Nhất Thế buông nửa người của cô ra. Vậy em cởi đồ ra đi. Trác Viện cắn cắn môi, cứng nhắc khẽ nhích mông mình xuống dưới, không nghĩ rằng lại rước thêm mấy tiếng mắng thô lỗ của anh. Cô sợ tới mức luống cuống tay chân, nhíu chặt lấy cổ áo sơ mi. Đáng chết. Thấy cô bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn anh, tựa hồ không rõ mình vừa mới làm ra cái chuyện tốt gì. Anh biết, đây là lần đầu tiên của cô, cũng biết bản thân thô lỗ làm cho cô khó chịu, nhưng là anh muốn làm cho cô đau. Như vậy, cô mới có thể nhớ kỹ, anh là người đàn ông của cô, loại cảm giác này cô vĩnh viễn sẽ không quên. Ông xã, Trác Viện ôn nhu lên tiếng. Nghe vậy, Kỳ Nhất Thế khàn khàn lên tiếng, nói, anh là ai? Trác Viện bị ép buộc đến có chút thất thần, không rõ vì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy, mê hoặc nhìn lại anh. Còn không nói sao? Anh hôn lên môi cô, nghe tiếng khóc của cô. Anh tiếp tục hỏi. Bị hơi thở của anh vờn quanh, hơi thở của hai người hòa làm một, Trác Viện chậm rãi mở miệng. Kỳ Nhất Thế. Giống như thì thầm nhưng lại thỏa mãn trái tim anh. Sau khi phát tiết, cả người anh đầy mồ hôi. Anh khát cầu nhiều năm như vậy, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng đã thuộc về anh. Buổi tối hôm đó, Kỳ Nhất Thế muốn cô ba lần, thẳng đến giữa khuya. Ăn qua loa bữa ăn người hầu mang lên, rồi ôm cô tiến vào trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó mới ôm toàn thân vô lực của cô trở về giường, nhìn cô nặng nề ngủ rồi anh mới chợp mắt. Sau buổi tối định mệnh đó, Kỳ Nhất Thế liền bá đạo yêu cầu cô chuyển đến biệt thự nhà họ Kỳ, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Trác Trinh, đem người mang về nhà. Trước khi Trác Viện còn chưa dọn vào căn biệt thự này, nếu Kỳ Nhất Thế công việc bận rộn sẽ không trở về nhà trong vài ngày, hiện tại lại khác. Cho dù là bận cách mấy, anh nhất định sẽ về nhà qua đêm. Chuyển biến như vậy, mẹ Kỳ đều nhìn thấy. Bà biết con trai mình thích Trác Viện bao nhiêu, nên cũng thay đổi thái độ đối với cô. Dù sao thì cũng là người phụ nữ con trai của bà để ý, thân là mẹ cũng là không nên làm khó dễ.
Lại nói, Trác Viện thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện, quả thực là xứng đáng được yêu quý. Mẹ Kỳ đối với người con dâu này hết sức hài lòng. Vốn Kỳ Manh Manh trở lại Đài Loan từ 2 tuần trước, nhưng mà mãi đến một ngày trước hôn lễ mới cùng Kỳ Nhất Xanh trở về. Về nhà không thấy Trác Viện, Kỳ Manh Manh bởi vì bị kéo dài thời gian trở lại Đài Loan, đã sớm một bụng giận dỗi, nhất thời lập tức bộc phát tính cách đại tiểu thư. Mẹ Kỳ vội vàng nháy mắt, mặc kệ con trai cũng vừa mới xuống máy bay, lập tức bảo anh gọi điện thoại thúi giục anh cả trở về ngay. Kỳ Nhất Xanh tức giận, không hài lòng với cái việc cả nhà đều cưng chiều em gái, nhưng mà vẫn cầm điện thoại lên gọi. Một lúc sau, rốt cuộc Kỳ Nhất Thế cùng với Trác Viện cũng đã trở về nhà. Kỳ Manh Manh vừa ăn bánh sủi cảo với đường phèn tổ yến mẹ nấu, vừa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sau khi mà xe của Kỳ Nhất Thế tiến vào, Kỳ Manh Manh vội vàng bỏ bát lại, cực kỳ là hứng thú chạy ra, tặng cho Trác Viện một cái ôm thật chặt. Kỳ thật, sau đêm hôm ấy, Trác Viện liền ở lại biệt thự nhà họ Kỳ, ở chung với nhau trước khi kết hôn, làm cho người nhà trong nhà họ Kỳ kịch liệt phản đối, nhưng không ai nói được Kỳ Nhất Thế, đành phải tùy anh thôi. Vốn hôm nay Kỳ Nhất Thế muốn mang Trác Viện đi thử áo cưới, nhân tiện nhìn nơi tổ chức hôn lễ, bởi vì công ty tạm thời có việc, anh đành mang theo Trác Viện vào công ty. Ai ngờ Kỳ Nhất Xanh lại gọi điện thoại, bởi vì Kỳ Manh Manh làm loạn. Vốn Kỳ Nhất Thế cũng không để ý, nhưng mà di động của anh lại không ngừng vang lên, làm cho anh đành phải lập tức trở về nhà. Bất đắc dĩ Kỳ Nhất Thế đành phải bỏ lại một nửa hội nghị, ôm Trác Viện đang thắc mắc trở về. Thân là anh cả, Kỳ Nhất Thế vẫn cho rằng em gái được nuông chiều từ nhỏ đã trở nên ngang ngược, tùy hứng lại kiêu căng, nhưng mà cha mẹ lại coi nó như là tim gan, dù anh có ý kiến cũng chỉ giáo huấn được mấy câu. Vừa về đến nhà, nhìn thấy Trác Viện, Kỳ Manh Manh liền chạy ra. Viện Viện, mình rất nhớ cậu. Kỳ Manh Manh nhiệt tình ôm Trác Viện, vừa nói vừa cười. Đi, đi lên phòng mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Kỳ Manh Manh chỉ có ý gọi anh cả một tiếng, sau đó liền lôi kéo Trác Viện vào cửa. Sau khi mà ân cần hỏi thăm cô, đại tiểu thư liền một mạch kéo tay Trác Viện đi thẳng lên phòng mình, bỏ lại phía sau những ánh mắt của mọi người ở trong nhà. Vừa vào phòng, Kỳ Manh Manh lập tức kéo cô ngã nhào lên trên giường, cười đến sung sướng. Wow, rốt cuộc là về nhà, thật tốt. Cô có dáng người cao gầy và đôi chân dài, mảnh khảnh. Cô đợi Trác Viện cũng đã tắm sạch sẽ xong, đổi sang bộ quần áo mát mẻ ở nhà mới trò chuyện tiếp. Hai tay của Trác Viện chống cằm, mỉm cười nhìn bạn tốt. Mình nghĩ cậu sẽ trở về sớm hơn. Vốn là vậy, đều là tại anh hai. Theo đuổi cái báo cáo y học chết tiệt gì đó, làm cho mình phải đợi anh ấy, kết quả là bị kéo dài thời gian. Kỳ Manh Manh ngồi dậy, hai chân vắt chéo, vừa cười vừa nói. Viện Viện, rốt cuộc là cậu với anh cả đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Manh Manh vốn không tin Trác Viện sẽ đột nhiên cùng anh cả nảy sinh tình cảm. Cô không phải ngày đầu tiên mới biết Trác Viện tính tình thẹn thùng như vậy, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Kỳ Manh Manh đột nhiên hỏi, làm cho Trác Viện sừng sốt một chút, theo bản năng đưa tay vén sợi tóc bên lỗ tai, xấu hổ cười cười. Viện Viện, nói thật cho mình biết đi. Chúng ta là bạn bè mà, mình hy vọng cậu được hạnh phúc. Ừ, anh cả cậu cầu hôn với mình đáp ứng, đây toàn bộ là quá trình. Anh cả mình tại sao lại đột nhiên cầu hôn với cậu? Hai người thậm chí còn chưa hẹn hò. Kỳ Manh Manh đâu dễ bị lừa gạt như vậy. Đáng tiếc, mặc kệ là Kỳ Manh Manh hỏi như thế nào, Trác Viện cũng hạ quyết tâm không nói. Tính tình của đại tiểu thư lại nổi lên, tức giận xoay người, áp chế Trác Viện, có ý xấu củ cô. Trác Viện chỉ kịp hét lên một tiếng, sau lại không ngừng cười, toàn thân căng thẳng né tránh. Manh Manh, dừng tay. Lúc này Trác Viện cười run rẩy hết cả người, liều mạng cầu xin tha thứ. Nói hay không? Trác Viện vẫn không chịu nói, cười đến không thở nổi. Dừng lại đi mà. Kỳ Manh Manh vẫn là không chịu buông tha cô như cũ. Đơn giản là ngồi lên người cô, tiếp tục thực hiện hình phạt bạc bẽo này. Vậy, cậu mau nói đi. Manh, Trác Viện sắp thở không nổi. Lúc này Kỳ Manh Manh bỗng nhiên dừng động tác lại. Ánh mắt bình tĩnh suy xét, nhìn dấu vết ở trên ngực Trác Viện, giống như phát hiện ra châu Mỹ. Môi khẽ nhếch lên, Viện Viện, cậu... Còn chưa nói xong, phía sau truyền đến tiếng âm thanh của người nào đó. Kỳ Manh Manh. Âm thanh trầm thấp, mạnh mẽ. Kỳ Manh Manh sợ tới mức thiếu chút nữa lan xuống giường,
vừa quay đầu lại, quả nhiên là thấy anh cả đang đi về phía giường, khí thế kia rất có khả năng, một trường đánh đổ cô. Anh cả. Kỳ Manh Manh từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, cả gia đình cưng chiều lên tận trời. Chỉ duy nhất anh cả mạnh mẽ lạnh lùng này làm cho cô khiếp sợ. Nếu trêu chọc anh khẳng định sẽ có biện pháp chỉnh cô. Kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ hiện lên trong đầu, Kỳ Manh Manh cười đến nịnh nọt. Kỳ Nhất Thế vốn trực tiếp trở về công ty, đi ra cửa rồi lại quay lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của người lớn, anh bước nhanh lên lầu, đi đến phòng Kỳ Manh Manh. Một phút trước, khi mà anh đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm đang cười đùa trong phòng của hai cô gái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ai ngờ vừa mới chuyển động tay nắm cửa, cất bước vào phòng, lại thấy em gái mình đang ngồi trên người Trác Viện, mà váy ở trên người Trác Viện bởi vì giãy giụa đã sớm trượt lên bắp đùi, lộ ra đùi ngọc hấp dẫn, làm cho mặt anh đỏ lên. Bệnh nữ vương của em gái lại tái phát. Nhìn cái bộ dạng đáng thương khi mà bị khi dễ của Trác Viện, vì cười quá mức mà khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mảng ửng đỏ. Đi xuống. Ai da, anh cả, bọn em chỉ là đang đùa thôi mà. Vốn đang trêu Trác Viện lại bị anh trai làm cho hoảng sợ, vội vàng xoay người, quỳ ở trên giường với bộ dáng vô tội. Kỳ Nhất Thế liếc em gái một cái, đi lên phía trước kéo Trác Viện đang đỏ bừng mặt lên. Cô cũng ngạc nhiên vì anh lại bất ngờ xuất hiện, toàn thân không còn sức lực, chỉ để mặc cho anh kéo. Mặc anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, trước ánh mắt trừng to của Kỳ Manh Manh, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Từ từ, anh cả, anh muốn dẫn Trác Viện đi đâu? Thế Trác Viện sắp bị mang đi, Kỳ Manh Manh không thuận theo. Kỳ Nhất Thế trừng mắt, tay lập tức không nói một tiếng, tính rời khỏi phòng. Anh trai Kỳ, anh muốn dẫn em đi đâu? Sau khi trở thành người phụ nữ của Kỳ Nhất Thế, anh liền bắt cô gọi anh là thế. Cô vẫn chưa quen, luôn luôn thẹn thùng, đôi lúc lại xưng hô như trước kia, hiện tại cũng thế. Nghe thấy Trác Viện gọi mình là anh trai Kỳ, ba chữ kia chói tai như vậy, Kỳ Nhất Thế không khỏi mà trợn mắt trừng cô. Cảm giác Kỳ Nhất Thế thu cánh tay lại, không nghĩ cũng biết, Trác Viện biết mình chết chắc rồi. Nhưng mà cô vẫn không quên chuyện giữa bọn họ, huống hồ là trước mặt bạn tốt. Cô sao lại không biết xấu hổ gọi tên anh, mặc dù đã ở chung, hàng đêm đều cùng giường. Mỗi một lần vì anh ôm ngủ, Trác Viện tự nói với mình nên sớm tập làm quen. Nhưng sự sợ hãi đối với anh vẫn luôn tồn tại. Có thể cô cần một chút thời gian. Anh cả, em cùng Trác Viện đã lâu không gặp, có rất nhiều điều muốn nói. Anh đừng mang cậu ấy đi mà. Kỳ Manh Manh bắt đầu làm nũng. Đáng tiếc, Kỳ Nhất Thế đều không để ý, cất bước đem người ôm về phòng mình, thuận tiện nhấc chân đóng cửa phòng lại. Kỳ Nhất Thế dùng sức ném Trác Viện lên giường, làm cho cô choáng váng hoa cả mắt, thét lên một tiếng kinh hãi. Thân hình cao lớn của anh áp xuống, đem cô bao vây giữa ngực anh và giường, rất mập mờ. Trác Viện đưa tay chống lên ngực anh, đáng tiếc, nửa phần cũng là không nhúc nhích được. Kỳ Nhất Thế dùng lực kiềm hai cánh tay đang giãy giụa của cô lại, tiến đến gần cô, dùng loại ánh mắt thăm dò nhìn cô, tràn đầy ham muốn giữ lấy, rồi sau đó lại cúi người xuống, hôn vào đôi môi cô. Đừng, tắm trước. Cô cảm giác được anh đang tức giận. Trác Viện ủy khuất quay đầu đi, muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, nhưng mà Kỳ Nhất Thế nhanh tay, chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, tiếp tục hôn sâu. Làm xong rồi tắm. Lưỡi của anh dây dưa trong miệng cô. Mãnh liệt hôn, làm cho Trác Viện giãy giụa. Cuối cùng vẫn là không có cách nào phản kháng, toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn. Từ sau khi bọn họ lên giường, Kỳ Nhất Thế chưa từng kiềm chế tình cảm cũng như là ham muốn của anh. Mặc dù hàng đêm đều quấn lấy cô, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Mỗi đêm về đến nhà, tắm rửa xong, mặc kệ cô ngủ hay là tỉnh, cũng đem cô hành hạ một phen ở trên giường rồi mới bỏ qua. Đối mặt với nhiệt tình của Kỳ Nhất Thế, Trác Viện chỉ có thể cố sức lấy lòng anh, rất sợ chọc giận anh chán ghét. Sau khi nghĩ như vậy, Trác Viện bắt đầu hôn trả lại anh, mà Kỳ Nhất Thế cảm thấy cô dịu dàng, phục tùng, cũng ôn nhu đáp lại, ấn từng nụ hôn lên môi cô, rồi đưa tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve. Nhận thấy động tác của anh, Trác Viện khẽ run lên, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xông lên từ bụng dưới. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, cho dù trong lòng cô chống cự, nhưng thân thể cô vẫn không tự chủ được mà sinh ra phản ứng. So với Trác Viện ngây ngô, Kỳ Nhất Thế đã sớm là một cao thủ lão luyện, rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cô.
luôn rất nhanh vén lên khát vọng trong cô, muốn thân thể cô phải sẵn sàng, sau đó anh muốn làm gì thì làm. Lúc này Trác Viện bị hôn đến nghẹt thở, cũng nhận thấy được Kỳ Nhất Thế bắt đầu cởi quần áo của cô. Cô biết mình không còn khả năng phản kháng, mà cho dù có làm gì đi chăng nữa thì Kỳ Nhất Thế cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Từ ngày đầu tiên có ý định chiếm hữu cô, anh không nghĩ sẽ buông tay. Chỉ cần qua ngày mai, cô sẽ trở thành người của anh, cả đời cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, sự vui sướng tràn ngập tim anh, thật lâu không thể tiêu tan. 3 tháng sau, Trác Viện chính thức trở thành vợ của Kỳ Nhất Thế. Anh cương quyết không cho cô ra ngoài làm việc, lại nói anh suốt ngày bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng hủy bỏ, chỉ nói chờ rảnh rỗi sẽ đi. Trác Viện rảnh rỗi sinh nhàm chán, ngày ngày quấn lấy người giúp việc nấu cơm, hy vọng mọi người dạy dỗ cô những món ăn mới, bằng không toàn bộ nhà họ Kỳ trên dưới, lớn nhỏ, tất cả đều ở nước ngoài, một thân một mình như cô, ngay cả người nói chuyện cũng là không có. Hôm nay, Trác Viện cùng với mẹ Kỳ mới về nước đi mua sắm. Mẹ Kỳ một bên chọn quần áo, một bên hỏi cô. Viện Viện, hai đứa cũng đã kết hôn được 3 tháng, thế con đã có gì hay chưa? Mẹ Kỳ mờ mịt hỏi, ánh mắt liếc nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô. Trác Viện sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng kịp, cứng ngắc nói. Dạ, còn chưa có gì ạ. Như vậy à? À không sao, cũng không gấp, còn nhiều thời gian mà, tình cảm của hai đứa tốt như vậy, rất nhanh sẽ mang thai thôi. Mẹ Kỳ như tự an ủi chính mình, nói xong thì lại đi sang quầy tiếp theo. Nhìn bóng lưng của mẹ Kỳ, Trác Viện bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi đi theo sau. Mang thai ư, làm sao có thể chứ? Kỳ Nhất Thế tránh thai rất an toàn, cho dù bọn họ có kịch liệt đến đâu, anh cũng sẽ không quên. Anh hẳn là không muốn có con. Cô không biết, cũng không muốn đoán. Mẹ Kỳ nhắc, thì cô mới nghĩ tới vấn đề này. Kết hôn, sinh con, vẫn là tâm nguyện nho nhỏ của cô. Cô chỉ muốn có một hạnh phúc đơn giản. Mặc dù bị buộc gả cho Kỳ Nhất Thế, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã kết hôn. Mặc dù anh đối tốt với cô, cưng chiều cô như vậy, nhưng cô không có cảm giác được yêu thương. Có lẽ bởi vì không yêu, cho nên là mới không muốn mình sinh con cho anh. Nghĩ đến Kỳ Nhất Thế không yêu cô, một nỗi mất mát dâng lên ở trong lòng Trác Viện. Còn nghĩ có phải một ngày anh sẽ yêu người khác hay không? Chỉ nghĩ như vậy thôi, trong lòng của cô bỗng cảm thấy rầu rĩ. Đây là như thế nào? Rõ ràng biết cuộc hôn nhân này là kết hợp lợi ích, theo yêu cầu. Chẳng qua Kỳ Nhất Thế chỉ muốn cơ thể cô, ngay cả cô cũng không biết mình cùng anh có thể đi đến đâu. Nói không chừng, sau khi Kỳ Nhất Thế chán ghét thân thể cô, sẽ rất nhanh ly hôn với cô. Vậy đứa bé đối với anh mà nói, đúng là phiền toái. Nghĩ đi nghĩ lại, Trác Viện lần đầu tiên nghiêm túc hỏi cô, nếu như có một ngày Kỳ Nhất Thế không cần cô, vậy cô nên đi đâu? Nhà họ Trác chắc chắn sẽ không trở về được. Bác gái sĩ diện như vậy, làm sao cho phép cô trở về đây? Anh trai mặc dù thương cô, nhưng mà cô cũng không muốn chuyện của mình làm cho anh lo lắng. Kỳ Nhất Thế không để cho cô mang thai, là lo lắng một ngày bọn họ ly hôn, cô có bắt đền anh hay không? Viện Viện, đang mải suy nghĩ lung tung, là thanh âm của mẹ Kỳ truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn mới biết, mình cùng với mẹ Kỳ đã cách mấy quầy hàng, mà bên cạnh mẹ Kỳ chẳng biết từ lúc nào có thêm 3 vị phu nhân nữa. Nhìn cách ăn mặc của các bà, hẳn là người trong xã hội thượng lưu. Trác Viện đi nhanh tới chỗ mẹ Trác. Con làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao con? Mẹ Kỳ mặc dù yêu thương Trác Viện, nhưng mà đứa nhỏ này thật sự quá yên lặng. Điều này làm cho mẹ Kỳ muốn thân thiết với cô cũng không được. Không có ạ. Trác Viện lắc lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười để mà lấy lòng. Cô có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và mẹ Kỳ. Mặc dù là cô cố gắng cải thiện, nhưng mà cũng không có chuyển biến tốt, không khỏi có chút ủ rũ. Kỳ phu nhân, vị này là... Trương phu nhân mở miệng. Đó là vợ của con trai cả nhà tôi đấy, Trác Viện. Mẹ Kỳ mượn cơ hội này giới thiệu với cả 3 vị phu nhân. À, thì ra là người này. Cô ấy là con gái nhà họ Trác. Lâm phu nhân nhíu mày hỏi. Thái độ có chút cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trác Viện, giọng nói ngạo mạn. Thật là một mỹ nhân bại hoại, khó trách A Thế lại thích như vậy. Nghe nói mẹ cô ta trước đây rất xinh đẹp, cho nên mới... 3 người không ngừng dì tay nhau. Nghe thấy vị Lâm phu nhân kia gọi cô là con gái nhà họ Trác, nụ cười trên mặt Trác Viện cũng trở nên cứng ngắc, lúng túng cúi đầu. Nghe thấy bà dùng giọng nói khinh thường khi mà nói đến mẹ cô,
Trác Viện lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng ba vị phu nhân kia, hai tay khẽ run. Bác gái, bác muốn nói cháu thế nào cũng được, nhưng mà xin bác tôn trọng mẹ cháu. Mẹ cũng đã mất nhiều năm như vậy, tại sao còn bị cuốn vào chuyện thị phi? Làm sao? Không cho phép người khác nói. Mẹ cô vốn chính là tình nhân. Cái vụ bê bối này ai mà không biết? Phương phu nhân vốn không lên tiếng, cười lạnh. Bà là bạn tốt của mẹ Trác. Ban đầu vụ bê bối này gây ra bao nhiêu phong ba cho nhà họ Trác, bà cũng không rõ sự tình, tự nhiên cũng không chào đón Trác Viện. Bác gái, không cho phép bác nói mẹ cháu như vậy. Hốc mắt của Trác Viện đỏ lên vì giận, mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào Phương phu nhân. Cô cho rằng gả cho nhà họ Kỷ thì có thể bay lên thành Phượng Hoàng hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con gái riêng, nói không chừng nhất thế, chỉ là hoa mắt một lúc, thích cô, vui đùa với cô mà thôi. Thân thế nhà họ tốt như vậy, cho dù là ly dị rồi lại cưới, cũng có rất nhiều cô gái nguyện ý gả, mà cô cả đời đều không thoát khỏi vết nhơ. Phương phu nhân rất không khách khí mà giễu cợt, càng nói càng khó nghe. Trác Viện bị châm chọc đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng cô càng tức giận, khóe mắt rưng rưng, quật cường không chịu chảy xuống, muốn phản bác nhưng mà không tìm được bất kỳ lời nói nào. Viện viện, không được không lễ phép khi mà nói chuyện với người lớn như vậy, mau xin lỗi. Mẹ Kỷ thấy không khí có chút cứng ngắc, định cầm lấy một cái áo đưa cho Trác Viện xem thử, nhưng lại nghe thấy các bà nói đến nhà họ Kỷ, xin lòng không vui. Ban đầu khi cưới Trác Viện, bà cũng lo lắng sẽ kéo đến chút phong ba và miệng lưỡi người ngoài. Ba tháng nay đang yên bình, ai ngờ bà vừa mới về nước, lần đầu tiên mang Trác Viện ra cửa. Lại đã xảy ra cớ sự như vậy, bà làm sao có thể mà mở mặt đây? Trác Viện nghe mẹ Kỷ nói, khó có thể quay đầu nhìn mẹ Kỷ một cái. Phát hiện bà không vui, trong nháy mắt cô lập tức hối hận. Người này, dù không phải là mẹ ruột của mình, nhưng mà với thân phận con riêng, cộng với chuyện cô là tình nhân, thì cũng làm cho mẹ Kỷ phải cảm thấy mất thể diện. Bộ ngực bởi vì tức giận mà trở nên phập phồng. Nhưng Trác Viện biết mình sẽ không xin lỗi, mẹ Kỷ khẳng định sẽ rất mất hứng. Nhưng cô không biết mình tại sao lại phải nói lời xin lỗi. Môi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, cuối cùng cũng không thể mở miệng. Không cần, tôi nhận không có nổi. Phương phu nhân hừ lạnh, đi đi, tâm tình tốt cũng bị phá hư, hay là về nhà đánh bài đi. Ba người bọn họ nói chuyện qua với cả mẹ Kỷ, quay đầu bước đi, để lại Trác Viện cùng bà. Một người ủy khuất, một người khó chịu, ai nấy sắc mặt rất khó coi. Buổi tối hôm đó, Kỷ Nhất Thế cùng khách hàng xã giao, uống rất nhiều rượu, về nhà đã là 11 giờ đêm. Vừa vào phòng khách, cặp tài liệu còn chưa để xuống, đã bị mẹ Kỷ gọi vào trong phòng suốt 1 giờ. Kỷ Nhất Thế có chút men say rồi, ngồi trên cái sofa nhỏ, cả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mặc dù đã say, nhưng mà anh vẫn nghe rõ nội dung chính, mẹ anh càng nói thì càng bất mãn, sắc mặt khó chịu trầm xuống. Thật lâu, mẹ Kỷ rốt cuộc đem Trác Viện quở trách. Anh mới cắt đứt lời bà, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bà. Mẹ, mẹ dẫn vợ con ra cửa, nhìn thấy cô ấy bị bắt nạt, còn muốn cô ấy thấp giọng nói xin lỗi với người khác. Kỷ Nhất Thế xoa bóp huyệt thái dương, càng ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối phải đi uống rượu xã giao, về đến nhà lại nghe được người khác khi dễ vợ mình, cả người anh liền nổi đóa. Có gì không đúng sao? Nói như thế nào thì Phương phu nhân cũng là người lớn, thái độ của con bé như vậy là không được. Mẹ Kỷ muốn tiếp tục oán trách, nhưng thấy sắc mặt của con trai liền thu lời nói lại, liên tiếp hít sâu mấy cái. Kỷ Nhất Thế tính đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nói, mẹ, con cho mẹ biết, cưới vợ là để che chở, bất cứ kẻ nào không nhìn sắc mặt của cô ấy chính là gây sự với con. À thế? Mẹ Kỷ muốn nói điều gì, nhưng đáp lại bà chỉ có tiếng đóng cửa. Bị con trai giận mà không sao giải thích nổi, nhất thời cũng không biết nói gì. Rốt cuộc cũng hiểu được con trai để ý Trác Viện bao nhiêu. Khí thế bênh vực kia, ngay cả bà là mẹ cũng phải tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy con trai nói với bà như vậy. Chưa từng thấy qua nó vì chuyện gì mà đá cửa chạy đi. Bà bất quá chỉ nói Trác Viện vài câu, liền làm cho nó mất lý trí như vậy. Lúc Kỷ Nhất Thế trở về phòng, chỉ thấy bóng đen tĩnh lặng. Khi anh bật đèn lên, nghe thấy một tiếng ba. Trác Viện vốn đang nằm ở trên sofa, vội vàng đứng lên. Anh về rồi à? Trác Viện cố ý cúi đầu không nhìn anh, sợ anh phát hiện mình có điểm khác thường. Đứng cách anh mấy bước, nhỏ giọng nói.
Anh muốn tắm không? Em giúp anh. Không đợi anh đáp lời, liền xoay người đi vào trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy, Kỳ Nhất Thế liền trầm tư. Bộ dạng kia của cô ấy rõ ràng là đang khóc. Chẳng những không giống mẹ anh, lôi kéo anh tới khổ sở, so với bình thường còn ân cần lấy lòng hơn. Nửa tiếng sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Thấy Trác Việt ngồi trên giường, thấp thỏm, xoắn tay lại. Sao còn chưa ngủ? Anh liếc nhìn đồng hồ trên giường. Em có chút việc muốn nói cho anh. Kỳ Nhất Thế nhíu mày, không cần đoán cũng biết cô muốn nói gì. Anh tắt đèn, nằm lên giường, kéo cô vào trong ngực. Nói cái gì? Căn phòng mờ ảo, truyền đến âm thanh dễ nghe của anh. Em hôm nay chọc mẹ tức giận. Trác Viện suy nghĩ cả một ngày, quyết định thẳng thắn nói với Kỳ Nhất Thế. Nếu không đến lúc anh biết cô chọc giận mẹ Kỳ, thì cô càng thêm bối rối. Cuối cùng quyết định đem lỗi lầm đổ lên người mình. Vì sao lại chọc mẹ tức giận? Kỳ Nhất Thế thò tay vào trong đồ ngủ của cô, nhẹ nhàng bắt lấy đôi bồng đào của cô. Hôm nay em theo mẹ đi dạo phố, đụng phải mấy người bạn của mẹ. Em có thái độ không tốt, chọc mẹ tức giận rồi. Giọng nói của Trác Viện hèn mọn truyền vào tai anh, làm cho cánh tay của anh bất giác buộc chặt hơn, gắt gao ôm cô. Sau đó thì sao? Sau khi mẹ trở về, mẹ rất là không vui. Em nghĩ nên đi xin lỗi bà một chút. Những lời này cô đã phải ôn lại rất nhiều lần ở trong lòng, nhưng mà khi nói vẫn có chút cả lăm. Anh biết rồi. Em đây... Trác Viện không đoán được tâm tư của anh, mượn ánh trăng ngẩng đầu nhìn anh, lại bị xoay người lại, áp dưới thân. Trong bóng tối, bàn tay của anh chế trụ mặt cô, hôn môi anh đào của cô. Tay kia bắt đầu cởi đồ ngủ, nụ hôn mang theo mùi rượu, cùng trêu chọc, làm cho Trác Viện không khỏi run rẩy. Vẫn không vui sao? Gặp vành tai bạch ngọc của cô, anh ôn nhu hỏi. Thấy Trác Viện lắc lắc đầu mới yên lòng đưa tay, trượt vào nơi ấy. Thanh âm của anh cất lên, tràn đầy chiếm giữ. Đời này, nên biết điều một chút, không được rời khỏi anh, hiểu không? Người phụ nữ ngu ngốc này, lỗi sai gì cũng ôm ở trên người mình. Có thể trước kia, ở nhà họ Trác, cô chịu nhiều ủy khuất như vậy, làm cho anh không nhịn được mà muốn dỗ dành cô. Nghe lời nói cương quyết của anh, Trác Viện liền thở gấp, một câu cũng không nói hết được, nhiệt độ giữa hai người đang tăng lên. Mãi đến khi kết thúc cao trào, lúc này anh mới tỉnh táo phát hiện, lần này anh quên mang theo bao cao su. Nhìn Trác Viện sụi lơ ở trước ngực mình, sợ làm cho cô khó chịu, vội vàng xoay người ôm cô vào trong lòng. Đêm hôm nay, anh không đem những tinh túy của anh rời khỏi cơ thể Trác Viện, nghĩ thầm, có lẽ để cô mang thai con của anh. Vậy cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hơn, nơi nào cũng là không đi được nữa. Sau khi cùng mẹ Kỳ tranh chấp, mỗi ngày Trác Viện đều cẩn thận nhìn sắc mặt của bà, nghĩ muốn lấy lòng bà. Hôm đó, vừa qua giữa trưa, Trác Viện không muốn ăn, đành làm tổ trong phòng. Khi mà đang lẳng lặng ngẩn người, liền nhận được điện thoại của mẹ Trác. Bác gái, tôi hỏi cô, chuyện kia có phải là sự thật không? Hôm nay mẹ Trác tham gia một cuộc gặp gỡ, nghe mọi người truyền tai nhau chuyện của Trác Viện, bà làm bộ thân thể khó chịu, vội vàng trở về nhà. Nghe thấy mẹ Trác chất vấn, Trác Viện nhớ lại tình cảnh lúc đó, lòng tràn đầy khổ sở nói, vâng ạ. Cô có ý định làm tôi mất thể diện, hay là có ý định để cho công ty anh trai cô đóng cửa đây? Giọng nói mẹ Trác lộ vẻ chỉ trích, ngữ khí cũng không tốt. Cháu không có. Trác Viện vội vàng phủ nhận, cô làm sao lại dám như vậy? Vậy thế này là thế nào? Nhanh nghĩ biện pháp giải thích với mẹ chồng cô. Bà mà tố cáo với chồng cô, đến lúc đó nhà họ Trác cũng phải chịu liên lụy đấy. Cháu sẽ nói với bà, cháu đi xin lỗi ạ. Nhưng mẹ Kỳ không lên tiếng, cô cũng không dám nói. Cô vốn nên nói xin lỗi, người ta nói cũng là lời nói thật. Cô tức giận cái gì? Tôi đã nói với cô, cho dù là cô tức giận, cũng không thay đổi được cô là con riêng. Sự thật mẹ cô là tình nhân. Vô cùng đau lòng, vốn tưởng chuyện không vui đã tiêu tan, nhưng lại bị vén lên lần nữa. Cháu biết. Biết là tốt, xem ra phải đến nhà họ Phương nói xin lỗi với người ta. Vẫn là cô đi xin lỗi mẹ chồng một chút. Cô phải hiểu, cho dù là Kỳ Nhất Thế cưới cô, nhưng mà cô đối với nhà họ Kỳ mà nói, dù sao vẫn là người ngoài, bọn họ là mẹ con. Chồng cô, nó vẫn sẽ che chở cho người nhà của mình. Cúp điện thoại, Trác Viện mới phát hiện mình vừa khóc. Mấy ngày qua cô luôn muốn khóc, đôi mắt càng trở nên mệt mỏi. Mặt khác, cô lại không biết, Kỳ Nhất Thế vì giúp cô đòi lại công bằng, đã ra tay với công ty của chồng ba vị phu nhân kia.
không nói đến việc chặt đứt, việc cho vay tiền, mà ngay cả sản nghiệp dưới cơ nhà họ Kỳ cũng là kết thúc hợp tác. Kỳ Nhất Thế mạnh mẽ dứt khoát, hành động không chút lưu tình, làm xã hội thượng lưu dâng lên một hồi phong ba khác. Chuyện ở siêu thị ngày đó được truyền tai ồn ào huyên náo. Hiện tại công ty người ta bị Kỳ Nhất Thế cho một đao, người nào còn không nhìn ra tổng giám đốc Kỳ Thị đang che chở cho vợ yêu mới cưới của chính mình. Sau khi Kỳ Nhất Thế làm ra hành động như vậy, mẹ Kỳ ngày ngày nhận được điện thoại tìm nói chuyện. Phiền đến nỗi bà không chịu được, vốn nghĩ ở nhà đợi chồng trở về Đài Loan đón năm mới với bà, nhưng mà bà dứt khoát đáp máy bay đi nước Anh luôn, rời xa cái chốn thị phi này. Nói thật, mẹ Kỳ đối với Trác Viện có không ít oán hận. Ngày đó lời con trai nói bà cũng không quên, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Liên tiếp đối phó với thị trường ba công ty kia, Kỳ Nhất Thế ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút nào. Nhưng lại có người không chịu nổi, mấy ngày nay không ngừng có điện thoại, bất kể là ai, anh cũng không hẹn thời gian gặp mặt. Nhưng đối với người tự mình đạp đến cửa tìm, vẫn khó lòng mà phòng bị. Ngày hôm đó, Kỳ Nhất Thế đang cùng mấy vị trưởng phòng mở hội nghị thảo luận kế hoạch mới cho một quý. Cửa phòng họp trực tiếp đã bị đá văng ra. Một vị mỹ nữ thân mặc một bộ vest màu trắng thanh nhã, tinh tế, dáng đi uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp. Nhưng mà chỉ thấy đôi mắt cô trừng trừng nhìn phòng họp, chỉ vào Kỳ Nhất Thế nói, tan họp. Nhóm trưởng phòng lấy được sự cho phép của Kỳ Nhất Thế mới ngượng ngùng rời đi. Trong đó có một vị trưởng phòng đi qua bên cạnh mỹ nữ, mới nhớ tới vị này không phải là đại tiểu thư mới vừa tiếp nhận tập đoàn nhà họ Biên, Biên U Lan hay sao? Người phụ nữ này làm việc phách lối, cá tính kiêu ngạo, cả giới kinh doanh đã sớm biết, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không sai. Đi theo phía bên U Lan là Thẩm Ước, không kịp ngăn cản cô đạp cửa. Hai người đi vào trong phòng họp, Thẩm Ước nhún nhún vai, khoác tay, một bộ dáng không giúp gì được. Biên đại tiểu thư giẫm mạnh giày cao gót đi tới trước mặt Kỳ Nhất Thế, hai tay nặng nề vỗ lên bàn hội nghị, vênh váo hung hăng nói, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào? Cái gì như thế nào? Anh cùng với Thẩm Ước là bạn tốt, giao tình cùng với Biên U Lan tự nhiên là không kém. Từng có người đồn bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc, cho dù Kỳ Nhất Thế anh không có phụ nữ, cũng sẽ không tìm tới người phụ nữ có bề ngoài lãnh đạm, nhưng hở ra là vỗ bàn kêu gào với đàn ông. Mắt anh không kém tới như vậy. Cậu lập tức dừng cái việc chèn ép hiện tại lại, đem tất cả khôi phục lại như ban đầu. Không làm được. Cái gì gọi là không làm được? Rốt cuộc là cậu bị thần kinh cái gì? Toàn bộ bọn họ đều tầm thường hết hay sao? Nhà máy, cửa hiệu của công ty tôi, bởi vì cậu chèn ép mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng hóa. Chuyện không liên quan đến tôi. Kỳ Nhất Thế mở hai bàn tay ra, hướng trọng tâm về phía ghế dựa. Kỳ Nhất Thế, cô sắp nổ tung mất rồi. Những ngày qua cô bận rộn đến mẻ đầu sứt trán. Nếu không phải chuyện nghiêm trọng đến mức vượt quá tưởng tượng của cô sẽ không đến gặp khuôn mặt tú lơ khơ này. Tiểu U, cậu trước hãy bình tĩnh uống một ngụm trà. Thẩm Ước châm trà, muốn cô ngồi xuống trước. Một câu, muốn hay là không? Kỳ Nhất Thế từ khi bắt đầu đi học đã bị đại tiểu thư này uy hiếp hơn vạn lần, nhưng mà không thèm để ý, vì vậy anh không nói tiếng nào. Tiểu U, cậu trước hết hãy nghe lý do A Thế sở dĩ làm như vậy. Thẩm Ước không tin người luôn làm việc trầm ổn, lấy sự nghiệp làm trọng như cậu ta sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định là người nào đó chọc tức cậu ta rồi. Bên ngoài lý do không phải là rất sinh động hay sao, còn cần gì giải thích sao? Nghe vậy, Biên U Lan trợn tròn mắt, khó có thể tin mà nhìn thoáng qua Thẩm Ước. Cậu thật sự là vì vợ trút giận, liền đem thị trường công ty của ta chỉnh đến suy sụp. Có ý kiến? Kỳ Nhất Thế lạnh nhạt hỏi. Đến nước này, Biên U Lan không thể không một lần nữa đánh giá lại con người đàn ông Kỳ Nhất Thế. Trong ấn tượng của cô, anh đúng là vì công việc mà mất hết tình người. Người đàn ông thiên về sự nghiệp, khi nào thì bắt đầu xử lý theo cảm tính như vậy rồi. Đau lòng như vậy, chỉ vì nói vài câu, cậu liền vô tình lấy thị trường công ty của người ta ra khai đao. Như vậy được không? Tôi làm ông chủ, thay mặt những người kia xin lỗi vợ cậu, thế nào? Không cần. Đêm đó, Trác Viện hèn mọn lấy lòng, lời nói tự trách mình đến nay vẫn còn vang vọng bên tai anh, còn làm cho anh xúc động đến muốn đánh người. Nếu như không phải anh muốn vẽ vời thêm chuyện, có lẽ anh thật sự sẽ làm vậy. Vậy tới cùng là cậu muốn như thế nào? Biên U Lan không nhịn được vỗ xuống mặt bàn. Trong lúc cô đập bàn, cửa phòng họp bị mở ra, người vào là trợ lý Uông Tiểu Lê,
của Thẩm Ước, chỉ thấy cô Lê vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, một bộ dạng hoàn thành sứ mệnh nói: "Giám đốc Thẩm, tôi mang Trác tiểu thư đến rồi." Phía sau Uông Tiểu Lê, Trác Viện đứng không hiểu ra làm sao. Cô không biết tại sao cái vị Uông tiểu thư này lại đến nhà tìm cô, còn sống chết van xin cô đến công ty kỹ nhất thế, không lay chuyển được cô ấy, không thể làm gì khác hơn là theo tới. Biên U Lan đã từng gặp qua Trác Viện ở hôn lễ một lần, bộ dạng ôn nhu kiểu diễm, lần đầu tiên gặp mặt đã thân với cô. "Viện Viện, em đến rồi." Biên U Lan cực kỳ thân thiết nắm tay Trác Viện, không còn bộ dạng hung hãn như vừa rồi. "Hôm nay nhất định em phải giúp chị đấy. Ngàn vạn lần đừng để chồng em tiếp tục hoành hành ngang ngược, giết người bừa bãi." Biên U Lan càng nói càng khoa trương, đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm lên người Trác Viện. Cô thân thiết đem Trác Viện đẩy lên trước mặt Kỳ Nhất Thế, mà lúc này Kỳ Nhất Thế vẫn ngồi bất động trên ghế tựa như cũ, cặp mắt lạnh lùng nhìn những người tìm Trác Viện tới. Kỳ Nhất Thế liếc Thẩm Ước một cái, không cần nghĩ cũng biết người đề ra chủ ý ôi thiêu này khẳng định không phải là Biên U Lan. Trác Viện hoàn toàn không rõ tình hình, chỉ biết bọn họ giống như đang tranh chấp cái gì. "Viện Viện, qua đây." Kỳ Nhất Thế ra lệnh, không muốn Trác Viện bị cuốn vào trận phong ba này. "Viện Viện, nói giúp chị đi." Biên U Lan không đồng ý thả người, lôi kéo tay Trác Viện. Kỳ Nhất Thế đứng dậy, kéo Trác Viện vào lồng ngực mình, hướng ba người kia nói: "Ra ngoài." "Nhất Thế." Trác Viện kéo kéo ống tay áo anh, trực giác nói cho cô biết, chuyện bọn họ tranh chấp tựa hồ có liên quan đến cô. "Không có việc gì." "Cái gì không có việc gì? Rõ ràng là một sự kiện lớn." Biên U Lan vội vàng đem chân tướng sự việc giải thích cho Trác Viện. Sau khi nói xong, vẻ mặt mong chờ hy vọng cô giúp đỡ, nói hộ một chút: "Em xem, chồng em vì giúp em chút giận, trực tiếp đối phó với cả công ty người ta. Hiện tại người ta muốn xin lỗi, cậu ta không thèm để ý, làm hại chị cũng gặp họa theo." Biên U Lan một bên quở trách, một bên vì chính mình mà kêu oan. Nghe vậy, Trác Viện sửng sốt, một câu cũng không nói được. Cô chưa từng nghĩ tới Kỳ Nhất Thế sẽ vì cô mà đắc tội với khách hàng. Ngày trước, mỗi ngày cô đều phải đối mặt với thái độ ôn hòa của mẹ Kỳ, lại bị mẹ Trác trách cứ. Ngày ngày cô đều nghĩ cách thương lượng với anh, giải quyết như thế nào mới hợp lý. Nhưng anh chỉ có lệ mà nói qua. Thì ra, đây là kết quả mà anh muốn. Chỉ là Trác Viện không hiểu, Kỳ Nhất Thế cùng lắm là muốn thân thể cô. Vậy vì cái gì mà anh lại có thể vì cô mà làm như vậy? Nếu lúc trước bọn họ không phải lấy phương thức kia kết hôn, có lẽ cô sẽ cho rằng Kỳ Nhất Thế thật sự là yêu cô, nghĩ muốn lấy lòng cô, nhưng thật sự lại không phải là như vậy. Cô không muốn tự mình đa tình, cho rằng Kỳ Nhất Thế thích cô, thậm chí là yêu cô, cho nên mới lấy phương thức này để người ngoài hiểu rõ cô đối với anh là rất quan trọng. Anh không, Kỳ Nhất Thế không thích cô. Trác Viện không đoán được tâm tư của Kỳ Nhất Thế, mà cô cũng không muốn hỏi, chỉ là hiện tại cô cảm giác không phải là như vậy. Cô quay đầu nhìn Kỳ Nhất Thế một chút, vẫn là không mở miệng, ủy khuất quá nhiều, nhưng mà vẫn cố nén nước mắt, không nhìn được mà liền tích tụ trên khóe mắt cô. Vừa thấy Trác Viện khóc, ánh mắt muốn giết người của Kỳ Nhất Thế quét qua những người trước mặt. Biên U Lan vốn đang muốn nói nữa, thấy như vậy thì chỉ nhếch môi lên cười, lời nói cũng nuốt vào trong. Sau cùng vẫn là bị Thẩm Ước lôi kéo cô, cùng với Tiểu Lê rời khỏi phòng họp, cho hai người một không gian riêng. Khi mà những người không có chức vụ kia đi ra ngoài, Kỳ Nhất Thế lau khô những giọt nước mắt của Trác Viện, nâng cằm cô lên. "Lần sau, không cho phép em đem tất cả tội lỗi ôm vào trong người, hiểu không?" Trác Viện không ngừng rơi lệ, nghe Kỳ Nhất Thế nói, cô gật đầu. Nhìn thấy cô gật đầu, Kỳ Nhất Thế cảm thấy mỹ mãn, ôm cô vào lòng. "Anh là chồng em, bị ủy khuất, liền nói cho anh nghe, không được ngốc nghếch cái gì cũng không nói, hiểu không?" Trác Viện vùi đầu trước ngực anh, gật đầu. "Cô gái ngốc, bị bắt nạt, còn muốn đi xin lỗi. Nhưng mẹ..." "Không có việc gì, bên mẹ anh sẽ xử lý, em chỉ cần để ý anh vui hay không là được." "Vậy, còn anh tức giận không?" Cô lo lắng hỏi, vừa rồi sắc mặt anh cực kỳ dữ tợn, làm cho cô sợ hãi. "Nếu em lại khóc, anh liền ôm em vào phòng nghỉ, sửa chữa cho thật tốt." Bên trong đe dọa là tán tỉnh, làm cho Trác Viện sửng sốt. "Anh..." Mặt cô đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy anh ra, ngược lại không kịp lên tiếng, đã bị Kỳ Nhất Thế ôm vào trong ngực, giống như muốn đem cô ép vào thân thể anh. Tiếp theo là cúi đầu nặng nề hôn cô. "Chuyện mẹ tức giận, cái gì cũng mặc kệ, nhưng em muốn báo đáp anh như thế nào?"
Sau khi hôn xong, thấy mặt cô đỏ lên, níu áo sơ mi của anh, hai tay của kỳ nhất thế, để trên cặp mông tròn trịa của cô, đẩy về phía bụng của mình, mập mờ ám chỉ. Nửa người dưới của hai người khít hợp, anh muốn cái gì, sớm đã không cần nói, cũng biết. Bị anh ức hiếp lâu như vậy, làm sao Trác Viện lại không biết cơ chứ? Chỉ có thể cắn môi, ngượng ngùng và gật đầu. Dù cô nói không cần, anh liền cứng rắn. Cô nói muốn, chẳng qua là bị hành hạ khổ sở hơn thôi. Một tháng sau, bằng năng lực dỗ dành của Trác Viện, tâm tình của Kỳ Nhất Thế cũng đã tốt hơn. Hơn nữa, ngày ngày Biên U Lan ở lì ở nhà anh không chịu đi, phiền đến nỗi anh không thể đuổi cô ra, rốt cuộc cũng đáp ứng bỏ qua cho công ty của ba nhà kia, quan hệ hợp tác cũng đã nối trở lại. Trải qua chuyện lần này, Trác Viện phát hiện mình cùng với Kỳ Nhất Thế, trong lúc đó, dường như có chút thay đổi, mặc dù không dám nhìn thẳng anh, nhưng mà cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nhìn sẽ mặt đỏ tim đập mạnh, tim như con nai đi loạn, cô không hình dung ra cảm giác như vậy. Mỗi lần, cô đều muốn nhìn lén Kỳ Nhất Thế, ví như lúc anh lái xe, cô đều sẽ liếc trộm anh. Anh nhìn giấy tờ, cô giả vờ đọc sách trong thư phòng, chỉ để có cơ hội được ở cùng một chỗ với anh. Anh ngủ, cô nhất định sẽ chống cằm mà nhìn anh. Cô biết, mình đã rung động với Kỳ Nhất Thế. Đồng thời Trác Viện còn phát hiện, sau khi mình kết hôn, số lần nghĩ đến Phương Đại Tề cũng ít đi. Hiện tại trong đầu cô cũng chỉ còn có bóng dáng của Kỳ Nhất Thế. Lần nào cũng thật cẩn thận, giấu giếm loại tình cảm này. Nhưng mà khi anh bá đạo đòi lấy thân thể cô vẫn là không chịu nổi mà chiều chuộng anh. Nhưng cô vẫn kiềm chế mình lại. Biết Kỳ Nhất Thế là người đàn ông chuyên chế, cương quyết như vậy, cô sợ trèo cao sẽ té đau. Mặc dù Trác Viện không dám thừa nhận tình cảm của mình đối với Kỳ Nhất Thế, nhưng những thay đổi của cô, ngay cả người giúp việc nhà họ Kỳ cũng nhìn ra, bọn họ cũng phát hiện. Thiếu phu nhân yêu cười, nói cũng nhiều hơn. Kỳ Nhất Thế đương nhiên cũng nhận ra điều này. Ngày hôm đó anh đi làm, mặc cái áo sơ mi vào, Trác Viện đứng ở trước tủ quần áo tìm cà vạt cho anh. Cái này được không ạ? Cô lấy cà vạt đo trước người anh. Ừ. Giúp Kỳ Nhất Thế thắt cà vạt là sự ăn ý mà mấy ngày hôm nay bọn họ bồi dưỡng ra được. Trác Viện đầu tiên đem tóc cài vào sau tai, sau thì lại cầm lấy cà vạt thắt lên cổ Kỳ Nhất Thế, không thuần thục mà thắt thành nút. Động tác của cô không nhanh, vẻ mặt chuyên chú. Kỳ Nhất Thế thấy cô chăm chú như vậy cũng là không thúi giục cô, cùng lắm anh không ra khỏi cửa nữa, sớm cũng không còn kịp. Khí trời từ từ trở nên lạnh, biệt thự nhà họ Kỳ luôn mở máy sưởi nên là sáng sớm Trác Viện chỉ mặc quần áo ren. Từ tầm mắt của Kỳ Nhất Thế nhìn xuống, sâu sắc trong cổ áo, nhìn không sót thứ gì. Tiếp theo, anh xấu tính vuốt ve eo thon của cô, một đường đi tới ngực, vuốt ve ngọc nhũ của cô. Trác Viện vì quá tập trung, không để ý, thấy anh đang ra tay, một bên cắn môi, một bên cởi cả vạt ra. Hình như là không được ngay ngắn, em thắt lại một lần nữa. Kỳ Nhất Thế vốn cũng không nói nhiều, đáp lại một tiếng cho phép. Cô tiếp tục chiến đấu với chiếc cà vạt, mà mình thì nhàn nhã kéo cô vào trong lòng, tiếp tục xoa nơi nhô cao của cô, trên dưới đều vuốt, hưởng thụ cảm xúc. Trác Viện ngẩng đầu lên nhìn anh, co thân thể lại. Anh như vậy, em không có thắt cà vạt được. Đáng tiếc, Kỳ Nhất Thế không để ý tới kháng nghị của cô, tiếp tục giở trò như cũ, còn càng sờ soạn hưng phấn hơn, làm cho Trác Viện cắn môi buông cà vạt ra. Giữ chặt tay anh. Nhất Thế, không nên. Ừ, tại sao? Nơi đó em còn đau. Một tháng nay, anh so với trước ở trên giường hành hạ cô còn tệ hại hơn. Mỗi sáng sớm cô phải mạnh mẽ, giữ vững tinh thần mới rời giường giúp anh chuẩn bị. Nhưng có khi thú tính của anh lại bộc phát. Nghe vậy, Kỳ Nhất Thế nhăn mặt cau mày. Sao lại đau? Nơi đó của cô thật quá yếu đuối. Mỗi lần anh muốn tiếp, cô sẽ là khóc kêu đau. Có khi anh tốt tính sẽ là bỏ qua cho cô, nhưng mà có khi chính anh cũng là không kiềm chế được, chỉ biết mạnh bạo hơn, nhìn cô đáng thương hầu hạ dưới thân. Trác Viện không nghĩ tới anh lại hỏi cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ lên một mảng. Thế bộ dạng thẹn thùng này, Kỳ Nhất Thế không nhịn được ôm chặt cô, bắt lấy cằm cô, đặt nụ hôn ngọt ngào, mãi đến khi thỏa thích mới nói, đêm nay, em theo anh đi tham gia tiệc rượu. Trác Viện bị hôn đến choáng váng, nghe lời, gật gật đầu. Sau khi tan tầm, anh cho lái xe tới đón em. Trác Viện lại gật đầu, tiếp theo cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bay lên, sợ tới mức nắm bờ vai của anh. Nhất Thế. Kỳ Nhất Thế ôm cô lên giường, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cô.
ngủ tiếp một chút. Tối hôm qua hầu như em không có ngủ. Lời nói của anh lộ vẻ trêu chọc. Nghe vậy, Trác Viện xấu hổ kéo chăn qua, không dám nhìn anh. Trong phòng lại truyền đến tiếng cười đắc ý của Kỷ Nhất Thế. Tới gần tối, Trác Viện vừa hát, vừa bày lễ phục buổi tối muốn mặc ra. Đây là quà sáng hôm nay Kỷ Nhất Thế tặng. Cả thân lễ phục màu tím mềm mại, cổ tay áo bằng ren, vai nhỏ một chữ lính, phía trước eo là một băng gấm được thắt nút lại rất đẹp. Lúc Trác Viện cầm lễ phục so vào trước gương, di động trên giường vang lên. Cô để lễ phục xuống đi nghe, trên màn hình xuất hiện dãy số của Kỷ Nhất Thế. Là anh. Kỷ Nhất Thế ở đầu dây bên kia vội vàng kiểm tra lại tài liệu chuẩn bị họp, điện thoại kẹp ở bên tai. Sao vậy? Trác Viện ôn nhu hỏi, không biết sao anh lại gọi điện thoại di động cho cô. Trước kia đều trực tiếp gọi về nhà, để người hầu báo lại. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh gọi vào di động của cô. Thích bộ lễ phục anh tặng cho em không? Bộ lễ phục này từ mấy ngày trước đã nhờ người chuyển từ máy bay về. Lại bởi vì công việc quá bận, nhất thời đã quên đưa cho cô. Vốn nghĩ muốn tận tay đưa cô, để cho cô một bất ngờ lớn. Nhưng mà tiệc rượu lại là đêm nay. Anh thật sự không có cách nào phân thân được, đành phải để lái xe đem về nhà trước. 10 phút trước anh kết thúc hội nghị, mới bớt được chút thời gian gọi điện thoại cho cô. Ừ, rất thích. Trác Viện đỏ mặt trả lời. Một cảm xúc ngọt ngào dâng lên ở trong lòng, cười đến nỗi ánh mắt cũng cong lên. Vậy có bày tỏ gì cho anh không? Bút trong tay của Kỳ Nhất Thế khoanh vào trọng điểm trên tài liệu. Dù mặt mày nhăn lại, nhưng mà thanh âm vẫn tiết lộ tâm tình vui vẻ của anh. Cảm ơn anh. Chỉ có như vậy thôi ư, không có thành ý. Anh nghe qua có chút không vừa lòng. Vậy anh muốn thế nào? Mấy ngày nay được Kỳ Nhất Thế nuông chiều, lá gan của Trác Viện lớn hơn rất nhiều. Ngay cả lúc nói chuyện với anh cũng không sợ hãi, rụt rè nữa, mà có ý làm nũng, làm cho Kỷ Nhất Thế nghe thấy tâm tình lại tốt hơn. Để anh suy nghĩ xem anh muốn thế nào. Anh như thế nào? Anh bắt nạt em. Trác Viện đỏ mặt, chu miệng lên án, nhẹ nhàng lấy lễ phục ra. Em là vợ anh bắt nạt em, ai dám chỉ trích? Chán ghét anh. Anh bá đạo nhất, Trác Viện liền cạn kiệt vốn từ. Tối hôm nay, buổi tối em lại làm anh vui vẻ. Trác Viện nói xong, cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói ra những lời rõ ràng này, mà đối tượng lại là Kỷ Nhất Thế. Nói lại lần nữa xem. Bút ở trong tay Kỷ Nhất Thế ngừng lại, cho rằng mình nghe nhầm. Em, buổi tối em lại cùng anh nói. Trác Viện không có dũng khí nói lại lần nữa. Cô cảm thấy tim mình đang nhảy lên. Rõ ràng có thể nghe thấy rõ một một, chỉ sợ Kỷ Nhất Thế ở đầu bên kia cũng là nghe được. Nhưng anh không chờ kịp đến buổi tối, làm sao bây giờ? Đặt bút ở trong tay xuống, cả ngày hôm nay ở trong trạng thái căng thẳng. Lúc mà nghe cô nói chuyện rõ ràng như vậy, tâm tình mới buông lòng. Kỷ Nhất Thế có chút nóng bức, nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế dựa ở sau lưng. Trác Viện ở đầu bên kia lại không có tiếng động, chỉ cắn môi, không hiểu ý tứ trong lời nói của Kỷ Nhất Thế. Bình thường anh chỉ có khi về nhà, nằm ở trên giường mới nói những lời này với cô. Hiện tại anh đang ở công ty, Trác Viện nhất thời không biết nói cái gì. Tới tìm anh muốn nhìn em. Tới công ty ý ạ? Sau khi kết hôn, cho tới bây giờ anh cũng không yêu cầu cô đi đến công ty của anh. Đây là lần đầu tiên để cô đi tìm anh. Nhưng anh còn đang bận việc mà. Em qua đó sẽ quấy rầy đến công việc của anh. Qua đây. Anh để lái xe đi đón em đấy. Không được, em còn chưa trang điểm, còn mặc thử lễ phục, còn chưa tìm giày để kết hợp cùng. Em... Trác Viện khẩn trương giải thích. Bộ dạng của em không mặc quần áo, anh đều nhìn rồi. Còn phải để ý trang điểm sao? Lời nói tán tỉnh này, nói trắng ra là như vậy, cũng làm cho Trác Viện đỏ bừng cả mặt. Anh... So với lời nói lớn mật của Kỷ Nhất Thế, Trác Viện hoàn toàn không chống đỡ được. Sau khi mà ở với người này, cô một chữ cũng là nói không xong. Kỷ Nhất Thế không cần nhìn cũng đoán được, khẳng định cô ở đầu bên kia đã đỏ bừng cả mặt. Anh vui sướng cười ra thành tiếng, mà tiếng cười này làm cho vẻ mặt thư ký vừa gõ cửa bước vào, kinh ngạc không thôi. Kỷ Nhất Thế ra hiệu cho thư ký, lập tức lại nói với Trác Viện ở đầu dây bên kia điện thoại. Đã đến giờ họp, nhớ rõ, nửa tiếng sau, lái xe sẽ đến nhà đón em, không cho phép em đến muộn. Chờ sau khi cúp điện thoại, trên mặt của Kỷ Nhất Thế vẫn mang theo nụ cười y như cũ. Anh chỉnh lại cà vạt,
mặc áo khoác tây trang vào, lấy tài liệu cần sử dụng, đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Đi theo phía sau Kỳ Nhất Thế là thư ký ngơ ngác, không nói nên lời. Cô làm việc cùng Tổng Giám Đốc đã 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên thấy Tổng Giám Đốc cười, vẻ mặt như chưa từng vượt quá sự nghiêm túc. Bây giờ cả người nhìn qua lại càng đẹp trai hơn. Cuộc gọi vừa rồi hẳn là phu nhân Tổng Giám Đốc. Xem ra lời đồn Tổng Giám Đốc cưng chiều vợ là sự thật. Thời gian trước, thân phận con gái riêng của phu nhân Tổng Giám Đốc nổi lên phong ba. Tổng Giám Đốc ra lệnh một tiếng, đối phó với người yêu thích tám chuyện kia. Trước kia Tổng Giám Đốc đi làm dường như luôn bán mạng, làm thêm giờ, lấy công việc làm quan trọng. Thời gian này lại tôn trọng cuộc sống, sáng 9 chiều 5. Ý là sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở đó. Tuy không đến mức tan tầm, lập tức rời đi ngay, nhưng mà cũng không kéo công nhân viên lại làm việc đến nửa đêm. Chỉ cần điểm này, thư ký liền đối với vị phu nhân Tổng Giám Đốc này từng có vài phần duyên phận, cảm tạ không thôi. Vị phu nhân này bề ngoài nhìn mềm mại, xinh đẹp, động lòng người so với những người phụ nữ trước đây của Tổng Giám Đốc hoàn toàn là khác nhau. Nhưng cô ấy mạnh khảnh như vậy lại có thể níu chặt được Tổng Giám Đốc, làm cho anh cưng chiều không dứt. Xem ra Tổng Giám Đốc phải chịu thiệt thòi rồi. Hội nghị ngột ngạt so với dự đoán còn tốn thời gian hơn, làm cho Kỳ Nhất Thế khi kết thúc hội nghị mới phát hiện đã hơn 8 giờ tối. Chết tiệt, anh mắng ở trong lòng. Trong phòng họp, các trưởng phòng đang thu thập giấy tờ cùng báo cáo ở trên bàn, lại thấy Tổng Giám Đốc là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, nhưng mà giờ đã nhanh chóng rời đi. Còn có mấy vị trưởng phòng cũng muốn cùng anh đàm phán nội dung cuộc họp vừa rồi. Ai ngờ Tổng Giám Đốc ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khi mà Kỳ Nhất Thế trở lại phòng làm việc, nói với thư ký ngồi bên ngoài, cô ấy đâu rồi? Anh nói, Trác Viện sẽ không dám lên tiếng, cô không có lá gan cãi lời anh. Chẳng qua hội nghị này kéo dài hơn 3 tiếng, anh không xác định cô đợi lâu như vậy có thể đi trước hay không. 3 tiếng trước Tổng Giám Đốc phu nhân đi vào phòng làm việc của anh, chưa có đi ra. Phòng làm việc của anh, hình ảnh khác hiện lên trong đầu của Kỳ Nhất Thế. Cô có thể tan việc trước, anh nói với cả thư ký. Vâng ạ. Nói xong, Kỳ Nhất Thế trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại, đem cái nhìn chăm chú của thư ký cách ly ở bên ngoài. Đi đến trước cửa phòng nghỉ, Kỳ Nhất Thế nhìn cửa vốn đóng chặt, mà bây giờ chỉ khép hờ, khẩn trương trên mặt mới dần buông xuống. Đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn theo ngọn đèn yếu ớt ở phía ngoài, anh mơ hồ thấy trên chiếc giường lớn, Trác Viện đang nằm ở đó. Cô ngủ rất say, Kỳ Nhất Thế đến gần, ngồi trên giường đưa tay sờ khuôn mặt cô, cũng không thấy cô tỉnh lại. Trên đầu giường là túi sách của cô. Dưới giường có mấy túi giấy, tuy nhìn không rõ nhưng mà có thể đoán được đó là lễ phục anh đã đưa buổi sáng. Còn có những cái cần dùng trong việc tham gia tiệc rượu, cô mang đầy đủ mọi thứ đến. Không nghĩ tới cô sẽ mang lễ phục đến, túi nhỏ túi lớn như vậy. Quay đầu lại nhìn Trác Viện nằm ở trên giường. Tóc quá vai xóa trên gối, gương mặt trắng nón, lông mày tinh tế, cánh mũi thanh tú, môi anh đào hé mở, cằm thon gọn. Kỳ Nhất Thế nhìn cũng thấy tim rung động, hai tay chống sang hai bên cạnh đầu cô, hôn nhẹ lên trán trơn bóng của cô, môi nhân tiện hôn qua chóp mũi cô, lại hôn đến cánh môi. Anh ngậm ở trong miệng, từng chút một, đầu lưỡi không thỏa mãn cậy mở răng của cô, chen vào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi cô, kéo chan ra. Chỉ thấy sau khi cô ngủ, chiếc váy ngắn bởi vì vặn vẹo mà lật chuyển vào bên trong đùi cô, lộ ra thân hình cuộn tròn cân đối, hai chân trắng mịn, tay anh sớm không kiềm nén được, theo đường cong trên đùi cô, một đường vỗ về da thịt mềm nhắn của cô. Trác Viện bị hôn đến khó chịu, một tiếng, đưa tay muốn đẩy thân thể cao lớn, đang đè cô ra. Kỳ Nhất Thế vừa hôn vừa nghiêng người, đem một tay đi đến sau lưng cô, kéo khóa váy của cô xuống, thuần thục cởi bỏ nội y của cô, để toàn thân cô không còn vướng víu thứ gì, thử thách tính tự chủ của chính mình. Kỳ Nhất Thế trừng mắt, không cam lòng bị cô xem nhẹ, quần áo ở trên người đều đã bị anh cởi bỏ, vậy mà vẫn ngủ đến không biết gì như thế này. Anh ngồi thẳng người, khi đang định cởi đồ ở trên người mình ra thì mới phát hiện phòng nghỉ vẫn đang được mở. Không có anh cho phép là không ai dám xông vào, nhưng mà anh vẫn đứng dậy đi đến phía trước, khóa cửa lại. Kỳ Nhất Thế mở đèn, ngọn đèn mờ ảo ở trong phòng nghỉ lên, ánh sáng nhàn nhạt, càng làm cho không khí trở nên mờ ám. Anh kéo cà vạt ở trên người xuống, cởi nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực cường tráng, rồi sau đó tháo thắt lưng ra. Sau khi anh lên trên giường,
cánh tay tìm Trác Viện dưới thân, một tay kéo cô tiến vào trong lồng ngực của mình. Nhiệt độ da thịt gần nhau, anh thì thầm bên tai cô. Trác Viện, anh yêu em. Đời này anh chỉ yêu mỗi em và che chở cho em suốt đời. Hứa với anh đi, sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời này. Trác Viện nghe được những lời này của Kỳ Nhất Thế thì hoàn toàn không còn cơn buồn ngủ nữa. Cô tỉnh táo hoàn toàn. Cô cũng đáp lại anh. Kỳ Nhất Thế, em yêu anh. Anh nằm đó ôm cô vào lòng và nhớ lại những ngày tình cờ gặp được cô. Nhắc tới chuyện này thì phải nhắc tới Kỳ Manh Manh. Ngày Kỳ Manh Manh mới vào đại học, cô nhiệt tình hoạt bát, trở thành nhân vật nổi trội ở trong trường, đồng thời còn trở thành bạn tốt của Trác Viện. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Trác Viện tới nhà họ Kỳ. Từ nhỏ cô đã bị bác gái nghiêm khắc dạy bảo, không để cho cô tùy ý ra ngoài, cũng không cho cô mang bạn bè về nhà. Thật vất vả sau khi lên đại học, vì bác trai chắc chinh kiên trì, rốt cuộc cô cũng có thể đi chơi cùng bạn bè, cũng có thể đến nhà bạn làm khách. Ai biết, hai người đang chơi vui vẻ, Kỳ Manh Manh lại lôi kéo cô đến tủ rượu ở trong nhà. Manh Manh, đừng, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ là bị mắng đó. Trác Viện khẩn trương lôi kéo tay Kỳ Manh Manh, muốn kéo cô rời đi. Nhưng Kỳ Manh Manh bình sinh đã có lá gan lớn, lại được người nhà cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đâu có sợ. Không có chuyện gì, chúng ta trộm một hai chai. Anh cả mình nhiều rượu như vậy, thiếu một bình sẽ là không bị phát hiện đâu. Thì ra là hai người đến trộm rượu ở trong phòng của Kỳ Nhất Thế. Hôm nay trong nhà không có người, Kỳ Manh Manh không có gì kiêng kỵ, bộc lộ bản chất của mình. Cô tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chai không tệ. Chai này tốt lắm nha. Lấy bình rượu kia, mở tủ rượu một lần nữa. Kỳ Manh Manh thuận tay lấy hai cái cốc. Viện Viện, mau tới đây. Rượu này hình như là uống rất ngon. Mình không dám uống. Trác Viện đi theo Kỳ Manh Manh ngồi xuống trên ghế sofa, lo lắng nhìn cửa phòng. Rất sợ chủ nhân phòng này sẽ tùy thời mà xuất hiện. Không được. Để ăn mừng ngày đầu tiên, cậu đến nhà mình qua đêm. Chúng ta nhất định phải cạn chén. Ăn xong cơm tối, cả hai đứa tắm rửa rồi mặc đồ ngủ ở trên người. Bởi vì dáng người của Kỳ Manh Manh lớn hơn, nên Trác Viện mặc nhờ quần áo trông có vẻ là hơi rộng. Lúc này, Kỳ Manh Manh nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, trái ngược với hình ảnh nho nhã của Trác Viện. Tới, cạn chén. Kỳ Manh Manh giúp hai người rót rượu, chiếc ly thủy tinh tràn đầy chất lỏng, mang theo mùi cồn nồng đậm. Rượu của anh trai mình thật là không phải, dùng để trưng cho đẹp. Đúng là mùi vị rất tốt nha. Hai cô gái này lần đầu tiên lén uống rượu, căn bản là không biết chai rượu này nồng độ bao nhiêu. Trác Viện bị giật dây, đầu tiên miệng thử một ngụm nhỏ, vốn tưởng rằng uống sẽ là không ngon, lại phát hiện rượu này chẳng những dễ uống, hơn nữa lại có chút ngọt ngào. Dễ uống không? Ừ, uống thật ngon. Hai cô bé uống rượu nho có vị ngọt, một ngụm rồi lại một ngụm. Không bao lâu, bình rượu đã vơi đi một nửa. Viện Viện, cậu chờ mình ở đây một chút, mình trở về phòng tìm chút quà vặt đến đây ăn. Tốt. Trác Viện hơi say, tựa vào sofa, trên mặt hồng hồng, mắt lim dim. Đợi mình nha. Bước chân của Kỳ Manh Manh có chút chao đảo, không yên mà đi ra ngoài. Trác Viện ngồi trên sofa, đợi đã lâu, nhưng mà làm sao cũng không đợi được Kỳ Manh Manh trở lại. Bởi vì không rõ đặc tính của rượu, nên là khi nó phát huy tác dụng, đầu óc trở nên choáng váng. Cô liền mất khống chế, thân thể từ từ ngã xuống, cuối cùng cuộn thành một ổ, ngủ trên ghế sofa. Đêm nay, Kỳ Nhất Thế vốn là đi công tác, nhưng mà tạm thời buổi sáng công ty có cuộc hội nghị, nửa đêm liền trở về. Vừa tiến vào phòng, mùi rượu liền xông vào mũi, anh nhíu mày, nhìn quanh phòng một chút, cuối cùng trên ghế sofa phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn. Mới đầu anh tưởng là em gái nhà mình, đi lên trước, lại nhìn thấy khuôn mặt của một cô bé xa lạ. Trong nhà có điều hòa, cũng không phải là nóng quá, nhưng mà cảnh xuân trước mắt làm cho toàn thân của Kỳ Nhất Thế nóng ran không dứt. Váy ngủ màu hồng đến đùi. Ánh mắt nóng rực của anh rơi trên hai chân thon dài cân xứng, nhìn cái áo rộng thùng thình của cô, không có mặc nội y, hai bầu vú khéo léo được ôm trọn, phập phồng, theo hô hấp của cô, làm đôi mắt của anh cứ nhìn mãi. Khi anh ý thức được hành vi không đứng đắn của mình, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay tự nhiên đặt nhẹ vào mặt cô, cảm giác mịn màng, làm cho tim anh đập nhanh. Kỳ Nhất Thế đưa tay vén lọn tóc của Trác Viện lên, thấy rõ mặt cô bé trước mặt. Không tính là đẹp, có nét thanh tú, so với những người phụ nữ xung quanh anh khác nhau. Nhưng nhìn cô bé này, toàn nét thanh tú,
trong sáng thanh thuần đã thu hút anh. Anh đại khái có thể đoán được cô là bạn của em gái Kỷ Manh Manh. Tối nay nghe người giúp việc nói, con bé nó rủ bạn tới nhà qua đêm, nhưng mà không nghĩ tới em gái lại kéo cô bé này đến phòng anh uống rượu. Nếu không sao cô lại ở đây. Nghiêng người về phía trước, đôi môi của anh cách môi cô chỉ trong gang tấc, kèm theo mùi rượu nhàn nhạt. Kỷ Nhất Thế hôn lên cánh môi mềm mại, đầu tiên là cọ sát một phen, rồi sau đó không thỏa mãn cạy mở đôi môi cô, đầu lưỡi tiến vào miệng cô mang theo vị ngọt của rượu. Khi dừng nụ hôn này lại, anh thở hổn hển, nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt của anh trở nên ôn nhu, ngón tay mơn trớn môi cô. Lúc này cửa phòng lại bị mở ra. Anh cả. Người tiến vào là Kỷ Manh Manh, chỉ thấy cô kinh ngạc nhìn Kỷ Nhất Thế. Ai cho em uống rượu? Người ta chỉ uống một chút thôi mà, chỉ có một chút thôi. Kỷ Manh Manh bước nhẹ nhàng tới ghế sofa, đưa tay lôi kéo Trác Viện, muốn đánh thức cô. Đừng kéo cô ấy, để anh ôm cô bé tới phòng em. Lúc này Kỷ Manh Manh mới buông tay, nhìn anh cả chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô đi ở phía sau anh cả, hoàn toàn không hiểu trước khi đi vào trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết rằng từ một đêm say rượu này, trong lòng anh cả của cô đã bắt đầu nảy sinh ý định, tính toán muốn đem Trác Viện trở thành người phụ nữ của anh, đời này kiếp này che chở, bao bọc trong vòng tay của anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong bộ truyện này. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện mới tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.